nước bông vô rồi đóng gấp lại. Vấn đề là không có bỏ vô luôn chứ không phải là dán vô đó. Là sợ không bỏ vô hay là đóng nguồn không bỏ vô không biết. Bây giờ mà cầm về coi cái video đóng thùng đâu. Bỏ nó kỹ luôn, nó kẹt cục luôn. Đen rô thì từ gió rồi quấn cái gốc rồi với banana làm như vậy. Hello Đăng Hải ạ. Chào chị Sushi Trần. Hello chị. Chị nhà máy Thuận nha. Chào hết tất cả mấy chị. Trưa nay em về cho mấy chị một cái dòng ép gỗ cho mấy chị. Cây đang có bông cho mấy chị chơi luôn. Mặt cái thằng này phải nói rất là xinh bông. Cực kỳ xinh bông luôn mấy chị. Hôm nay về cho mấy chị là thêm một cái dòng hoa cam đẹp nữa. Nó là cái thằng Bangkok Sunset, nọc điểm lai Bangkok Sunset hoa thơm. Nhưng mà cái đó hàng trồng chậu luôn rồi, thuần trong chậu luôn rồi nên là mấy chị rất là dễ chơi. Cứ việc về treo lên thôi cũng không cần phải xử lý ra chậu gì nữa. Hôm nay mới được coi lai trưa hả? Sao chị Sơn Hồng Nguyễn? Sao vậy? Sao bữa nay mới được coi lai trưa vậy? Đây, hôm nay là em lên cho mấy chị trước là cái hỏa hàng cam đi. Hỏa hàng cam hôm nay hoàn toàn là những cây nụ lớn có bông mấy chị ra luôn, không còn cây nhú vòi nữa. Thôi từ từ về cho bông luôn nha. Chào chị Trân Nguyễn ạ. Chào anh Tú Tân Quang. Hello mấy chị. Nay sao mới rảnh mà vô coi được coi lai em vậy chị Sơn Hồng Nguyễn? Lâu lắm rồi mới thấy chị vô coi chứ, rảnh như bận bịu sao á. Nè coi nè mấy chị coi nè, đẹp chưa? Đang có bông cho mấy chị chơi luôn nè. Chào chị Thúy Hằng Phạm Thị. Ui cái thằng này chu kỳ làm bông nhanh lắm, mới chơi 10 ngày khoảng mấy chị chơi khoảng hết bông rồi, khoảng 10 ngày là có bông chơi nữa à. Khoảng 10 ngày là có bông mới chơi. Hỏa hàng cam này đẹp lắm nè. Hôm nay cho mấy chị nụ lớn không luôn, bông chi chít chít màu ngọt. Nên đi làm mày trễ hả? Tặng anh đi hả? Nếu mà anh trúng game thì em tặng anh. Bút rồi. Chào chị Diễm Trần nha. Hello chị. Chào chị Lan Phương. Nó có mấy chị hôm nay có bông mấy chị chơi nè. Nay có cái này cũng ít không có nhiều đâu. Chưa bao giờ trúng hả? Thời chưa tới mà lấy gì trúng. Hello chị Thỏn. Thời chưa tới biết đâu sao biết đâu giờ. Em đâu biết được. Làm sao mà biết được đây. Chào chị Xuyên Vân nha. Hello chị Trần Quang luôn. Gọi tên anh đi nữa. Rồi ơi. Theo con chào anh đang ngại gọi tên anh đi hả? Chị Nguyên Dương đợi xíu. Một cây nụ lớn hả? Đợi xíu đi em lên cho. Cây đẹp lắm mấy chị. Cây đang có bồ bông để cho mấy chị chơi luôn. Mà cái thằng này á em cho mấy chị coi một số. Rẻ không có đắt cho mấy chị đâu. Cái cây này nó có 200 ngàn một cây à. Cây đang bông cho mấy chị và ghép luôn gỗ thế này. Nhưng mà cái chu kỳ nó làm bông nhanh lắm mấy chị ơi. Khoảng khách em mấy chị, anh chị nào cũng vậy, khoảng tầm 10. Mấy chị khi mà hết bông khoảng 10 đến 15 ngày sau là có bông tiếp để chơi. Nó nhanh đến mức độ như vậy đó mấy chị. Đây là hỏa hàng cam cho mấy chị nè. Cái này á mấy chị về ghép vô một bụi thế này là cực đẹp luôn. Mà ưa nắng khủng khiếp, nắng mưa thoải mái. Không có phân biệt trời nắng trời mưa gì hết trơn mấy chị. Em cho mấy chị coi cái hỏa hàng cam nè. Khi người ta ghép vô một cái bụi cho mấy chị nhìn đẹp lắm. Thường cái này là ốp gỗ sẵn rồi nên là cứ về vậy mấy chị treo lên thôi, cũng không cần phải sang chậu hay là bất cứ cái gì hết. Chỉ là nếu mà mấy chị muốn ghép nhiều cây trong chậu á thì giống như thế này, giống như là muốn ghép nhiều cây trong chậu là như thế này nè mấy chị nè. Mấy chị chậm vô thế này, chậm vô thế này cho mấy chị, rồi mấy chị treo lên thì cực đẹp luôn, tùy theo mấy chị thích mà chốt. Coi nè, đẹp không? Cây nó nói chung là chu kỳ làm bông liên tục cho mấy chị. Chị Sư Ngọc Nguyễn làm gì á? Sư Nguyễn làm gì á? Em cho mấy chị có cái hỏa hàng cam đẹp rồi mấy chị.
thường á là người ta ghép vô, người ta ghép một bụi, người ta ghép một bụi, còn mình không thích á thì mình để lân lẻ bản mình chơi cũng được, nhưng mà nó xiên bông lắm chị ơi. Hoa ăn cam này nó đẹp bất trị lắm, hoa ăn cam này nó đẹp lắm mấy chị coi nè, mấy chị coi nè, hoa ăn cam nó không làm bông cho mấy chị thôi chứ làm bông nhìn mê lắm nha, và nó rất là xiên bông. Em sẽ cho mấy chị coi thêm nè, coi thêm mấy cái bản hoa ăn cam nè. Quà game là em tặng cho mấy chị một bản á, anh chị cứ chia sẻ đi rồi em cập nhật lượt quay em cho em quay game đừng cho, nhưng mà để em cho mấy chị coi cái đã, mấy chị cứ chia sẻ đi rồi các em cập nhật lượt quay em quay game cho, rồi game chơi đầu like trước cho mấy chị rồi các em lên bán sau. Cái này đẹp lắm luôn á chị Uyên Dương, nó xiên bông lắm, dễ chơi mà mấy chị trồng nắng cũng được, mưa cũng được, nó không có phân biệt gì hết trơn á. Với lại một điều nữa, cái thằng này xiên bông nhanh, nhanh làm bông khủng khiếp á chị, cái giống này nó nhanh làm bông dữ lắm, chế độ phân bón nó cũng ít nữa. Mấy chị coi mấy cái bản hoa ăn cam nè, coi nè đẹp không, mấy bản hoa ăn cam này cực đẹp luôn á, nó làm bông nhìn mê lắm nha. Nè mấy chị coi nè, nó bung bung bông ra nhìn cái màu nó ngọt, cái này là màu cam lửa đó mấy chị. Em cho mấy chị coi một cái bản khủng ở bên nè, bằng một cái bản khủng này là đi dự hội thi nè, nó không có cầu kỳ hả, cam này không có cầu kỳ gì đâu mấy chị. À, không, mấy chị không có nhất thiết mấy chị chăm giỏi đâu, chăm giỏi là mới có một cái bản hoa cam dự thi đâu, tại vì á cái cây nó bông nhiều á là mấy chị biết sao không, người ta ghép nhiều bản lại với nhau nè mấy chị coi nè, mấy chị coi nè, người ta ghép nhiều bản lại với nhau nè. Chị làm đồ ăn cho năm hãng máy bay hả chữ ta? Đây mấy chị coi nè, mấy chị người ta ghép vô nhìn mê lắm nha mấy chị, nhìn rất là mê luôn. Mấy chị coi hoa ăn cam nè, bông thì thôi bông luôn nha. Xin Ngọc Nguyễn, để em tạo tiếng chiến dịch cái đợi xíu nha, em tạo chiến dịch cho mấy chị. Bữa nay ngày 21, rồi em quay game luôn cho mấy chị nha. Quà game là em tặng cho mấy chị một cái bản hoa ăn cam, ước gì chúng hả. Cây ngày hôm nay là cây lớn cho mấy chị chơi. Thằng này nha, mấy chị khách em vô, mấy chị hay mua, mấy chị cũng nói cái này nó nhanh làm bông lắm nên là mấy chị rất là thích. Kể cả nhiều chị mua rồi vẫn mua nữa cái giống này. Hôm nay về được các bạn không có nhiều đâu mấy chị ơi, hoa ăn cam đang có bông nha. Em quay game cho mấy chị luôn nha, tặng đầu like cho mấy chị, thì tranh thủ cũng rẻ rồi. Đợi một tí nha, chào chị Hồ Văn Mây Trắng. Đây, chào chị Long Kim nha. Hello hết mấy chị, em vô cập nhật quay luôn cho mấy chị nha. Nay nhiều lắm nha, hôm nay là đa phần rễ có một giống mới xíu sẽ giới thiệu mấy chị luôn. Bông nó đẹp lắm mấy chị, mà trồng thuần chậu lớn rồi, nên là cái đó mấy chị về là chỉ cái việc là treo lên thôi, cũng không cần phải trồng gì nữa đâu. Em cập nhật quay game cho mấy chị nha. Cái này về hôm nay toàn là cây nụ lớn hết trơn, mấy cây bông lớn hết trơn à. Về mấy chị chơi bông luôn. Bông này lâu tàn nữa, mà nó cái bông nó đường kính bông nó khá là nhỏ ấy. Nhưng mà bù lại cho mấy chị nha, là nó cho rất là nhiều bông trên cùng một cái vòi, nó nhảy vòi liên tục cho mấy chị. Mấy chị nhìn vô cái gốc nách lá của nó là mấy chị biết rồi, cắt từ vào bông là cắt từ gốc, từ ở dưới gốc cắt lên nè, ra vào bông là cắt tiếp tục nhảy vào bông nữa cho mấy chị nha. Em quay cho mình 60 giây nha mấy chị, em quay 60 giây nên là mấy chị mới vô á tranh thủ á nghe chia sẻ nha, em cập nhật rồi chia sẻ giùm em. Chào chị Mỹ Tiên luôn nha, em cập nhật quay game cho mấy chị đây. Anh chị nào mới vô em đang cập nhật, mấy chị còn chia sẻ còn kịp á, nhớ là chia sẻ có tương tác trong bài livestream giùm em nha. Chào cô Phong Mai nha, cảm ơn cô Phong Mai đã vào chia sẻ like của con. Em quay game cho mấy chị nè. Hôm nay có ít lắm mấy chị, nhưng mà được cái cây nào ra cây đó cho mấy chị à. Hàng chất lượng xịn sò.
em quay 60 giây thôi nghe, nên là mấy chị la có sớm nha mấy chị. Để em lót coi xíu, em lót cho mấy chị là comment, em lót em tặng game cho nó dễ nha. Mấy chị la có sớm đi. Tại vì một cái vòng quay của nó có 60 giây à. Nó lót là rất là nhanh cho mấy chị. Nhiều khi em đọc cho mấy chị khoảng 10 giây á. 10 giây á, nên là nó sẽ nhiều khi mấy chị không nghe được, hoặc mấy chị out ra nghe không kịp á. Mấy chị la có sớm giùm em. Ai đây? Chị Minh Tâm. Chị Minh Tâm à. Minh Tâm trúng game nha. Bữa nay bà mới trúng rồi đó. Bữa nay chia sẻ sau rất là nhiều lần sau rất là nhiều lần chơi game không thành công thì hôm nay đã chia sẻ rồi. Chị Minh Tâm có là có nha em biết. Có luôn rồi nè. Chị nhanh ghê. Nè chị Minh Tâm có chia sẻ nha mấy chị. Em ơi nè, Minh Tâm có chia sẻ công khai nha. 3 phút trước phiếu game hợp lệ, bà mới vô luôn á. Bà mới vô luôn á. Đây, em tặng cho chị Minh Tâm nha. Em tặng cho chị Minh Tâm một cái bản hoa hàng cam chị Minh Tâm nè. Một bản hoa hàng cam chị Minh Tâm nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả mấy chị luôn nha. Hoa hàng cam này á, em cũng nói luôn mấy chị, giá của nó là 180.000 một cây. Giá này so với mặt bằng chung thị trường là rẻ hơn khoảng 20 đến 30 ngàn một cây hoa hàng cam có vòi cho mấy chị. Trên thị trường hoa hàng cam bán từ 220 đến 230 ngàn một cây hoa hàng cam. Cây này nó có 200 ngàn thôi mà đang có bông cho mấy chị chơi có. Có khách trúng game mà nghe mấy chị ơi, có khách trúng game mà nghe. Dạ hôm nay mới trúng game à. Hoa hàng cam thì hoa không có thơm nhưng mà nó rất là xiên bông cho mấy chị. Cây này nó làm bông cực kỳ dễ. Mấy chị có thể thấy một điều á, hoa hàng cam á, khi nó hết vào bông khoảng 10 đến 15 ngày sau là có bông cho mấy chị chơi. Rất là dễ nha. Cây là cây đang bông thế này cho mấy chị. Đang bông luôn nha. Còn anh chị nào lấy búp mà búp ba búp cao cũng có nữa. Em lên trên Võ Quốc Đạt một cây hoa hàng cam cho Võ Quốc Đạt nè. Đó ba ta nữa hả? Võ Quốc Đạt một cây em cảm ơn nha. 200 ngàn một bản hoa hàng cam nha mấy chị. Đang có vồ hai cho mấy chị chơi nè. Hoa hàng cam này được con cái á. Về cái mấy chị cứ việc treo lên thôi nha, không có nhất thiết phải trồng thêm bất kỳ một loại giới thể gì nữa, thích thì trồng còn không thì cứ để nguyên gì giùm em. Hoa hàng cam cái mấy chị ốp vô một cái bản gỗ này cực đẹp luôn nè, trồng vô bản gỗ như thế này thì cây của mấy chị không có sợ mất sức, mấy chị cũng không quá tốn nhiều thời gian để chăm tưới nó. Đặc thù của cái cây hoa hàng cam này nó bám rễ thế này nè, mấy chị có bận đi công tác này kia lâu lâu mấy chị tưới nó cũng được. Một bản hoa hàng cam chị Lưu Thị Thủy Tiên nha. Chị Nguyễn Loan hôm qua em đã gửi cho chị 5 lọ kích hoa rồi đó nghe chị Loan ơi. Đã gửi cho chị 5 lọ kích hoa rồi đó. Hoa hàng cam này thì nó không có thơm nha mấy chị. Em gửi cho chị hôm qua rồi nha. Đây là mặt hoa của hoa hàng cam nè. 200 sorry mấy chị, 200 ngàn một bản hoa hàng cam. Khi mấy chị mua từ 2 bản nó có giá bớt được 10 ngàn trên một bản nữa cho mấy chị. Cây này làm 200 ngàn một bản hoa hàng cam nha. Cây đang làm bông đẹp cho mấy chị nè. Anh chị nào thích lấy nhú vòi thì lấy. Nhú vòi thì lấy nha. Còn mấy chị lấy nụ lớn lấy cho chị Nguyên Dương bản hoa hàng cam nè. Nguyên Dương một bản. Nguyên Dương nãy chị comment á. Hoa hàng cam nó làm bông này đẹp lắm á. Đây nè mấy chị có hoa hàng cam nè. Nó làm bông đẹp. Có 100 có 200 ngàn một bản à. Giờ thị trường thì bán mấy chị từ 220 đến 230 một cây. Cây đang có vò hoa thế này cho mấy chị nha. Anh chị nào thích về ghép thì ghép, còn không á thì để nguyên một ấy vô một chậu này cũng được mấy chị ơi. Một cây một chậu cũng được. Đây. Chị Nguyên Dương có để cho chị Nguyên Dương một cây hoa hàng cam nha. Chị thích lấy vòi nụ không hay là có nở chị Nguyên Dương? Lấy nụ nở hay là nụ không? Đây này cho mấy chị con hoa hàng cam là khi làm bông nè. Cái này ít lắm mấy chị. Cây này là 180, quên, cái cây này là 200 ngàn một bản nha. Cây này nha mấy chị, khi mấy chị cắt vào bông như thế này sẽ nhảy tiếp vào bông khác lên cho mấy chị. Tuy nó nhỏ, có cỡ một găng tay cho mấy chị thôi. Đủ lớn cũng được hả? Để em đổi cho chị là cái cây này nha. Nè, để từ từ nha, đủ lớn đúng không? Cây đó cây nở rồi.
cho chị Nguyễn Thị Thu Mai một cây hoàng cam, chị Thu Mai nè, 180-200 ngàn một cây nha mấy chị. Khi mấy chị mua hai cây thì bớt được 10 ngàn cho một cây. Em đổi cây này cho chị Quyên Dương nha, em đổi cây này chị Quyên Dương nha, 200 ngàn một cây hoàng cam, cây đang có vồ hoa cho mấy chị nè. Cảm ơn chị Sơn Hồng Nguyễn. Cái này nhanh bông lắm mấy chị ơi, khi mà mấy chị hết bông á, chơi hết bông á, mấy chị chăm khoảng tầm 10 đến 15 ngày là bắt đầu tiếp tục nhảy bông nữa cho mấy chị. Nó rất là nhanh nha, dễ chơi, mà mấy chị để trực tiếp ngoài trời cũng được, không cần nhất thiết là mấy chị phải chằng che mưa che nắng nó đâu, mấy chị để ngoài trời thoải mái nha. Cây á, thì em đang có cho mấy chị là hai loại, một loại là một cái vòi nụ cao thế này, một loại là có hoa nở thế này cho mấy chị chơi. À, tùy anh chị thích nha, lấy cái nào lấy, cũng bằng một mức giá cho mấy chị là 200 ngàn. Có vòi mới nhú nữa nghe mấy chị, hàng này nó có vòi mới nhú cho mấy chị nữa nè, 200 ngàn một bản nha. Khi mấy chị mua hai bản là có giá 380, xíu lên cho mấy chị à. Hôm nào Điệp Thơm vẫn có chị, Điệp Thơm lâu lâu mới có, hiếm lắm, không phải lúc nào cũng có hàng đâu. Hồi Điệp Thơm nó khan hàng lắm mấy chị ơi, cũng đặt nhưng mà cây giống nó chưa có cây đẹp để buôn bán mấy chị thôi. Cây đang có vòi hoa nha, anh chị nào có chốt hoàng cam thì chốt, 200 ngàn một bản. Em lên cho mấy chị thêm cần một giờ khuya hả? Em lên cho mấy chị cái cây này là cái cây ngọc điểm lai với lại Bangkok Sunset hoa thơm. Có mấy cây à? Cây này em có được có mấy cây cho mấy chị à? Ngọc điểm lai với Bangkok Sunset hoa thơm, nó trồng trong chậu lớn luôn rồi. Cái này là về mấy chị chỉ việc treo lên thôi, đang có vồ hoa cho mấy chị chơi luôn, nó rất là thơm nha. Ngọc điểm lai với Bangkok Sunset hoa thơm, cái này em có được mấy cây cho mấy chị nè? Cây đang vội nha, cái này là cái cây nè, cái cây này đang vồ hoa cho mấy chị đây. Được bao nhiêu cây đi, để em coi coi. Còn được na, có 4 cây nha mấy chị, có 4 cây thôi nha. Để em cho mấy chị coi mặt hoa của nó nè, cây đang có vồ hoa cho mấy chị luôn. Để em lấy cái mặt bông cho coi, 250 một cây nhau, cây 350 nha mấy chị, 350 cây nha. Cái này đâu phải hồng gấm đâu, cây này là cây hồng gấm nha mấy chị ơi, cây hồng gấm nha, cây là cây ngọc điểm hồng gấm nha mấy chị. Còn cái cây cam, tưởng cái cây là cây cam kia, cây là cây ngọc điểm hồng gấm đang có hoa cho mấy chị chơi nè. Ngọc điểm hồng gấm này là 350, tưởng cái cây băng gốc là xét kia. Chị Thu Mai đợi cái hoa nở đúng không, đợi một chút nha. Đây chị Thu Mai, em để cho chị Thu Mai cái cây này nghe chị Thu Mai ơi, cây có nở có nụ này nha. Cái này là ngọc điểm hồng gấm nha mấy chị, em nhầm với băng gốc là xét kia. Cây này có được 4 cây à, ngọc điểm gấm. Đây, đây là ngọc mặt hoa của ngọc điểm hồng gấm gấm nha. Cây này đang có vào hoa cho mấy chị chơi luôn, hàng chậu lớn. Cây này là 350 một cây, đang có vào bông nha. Em chỉ có được 4 cây à, ngọc điểm hồng gấm hoa thơm. Bông của nó là tông của nó là tông hồng với lại vàng cho mấy chị. Ngọc điểm hồng gấm hoa thơm nha. Cây này là 350 một cây, anh chị nào có chốt cây đang vòi này chốt giùm em 350 nha. Cây đang vòi hoa có được một cây nụ lớn thôi, còn anh chị nào thích lấy nụ lớn lấy. Hàng này chậu trồng là bắt rễ hết cho mấy chị rồi, ra chậu nhà vườn rồi, ra chậu trồng chậu lớn thế này nè, trồng là bắt rễ hết luôn rồi, có vò bông cho mấy chị chơi luôn rồi. Cây này là 350 nha, anh chị nào thích lấy nhú vòi lấy, có nụ lớn cho mấy chị đây, có nụ lớn là về bông bông rất là thơm nha mấy chị, cây rất là thơm, hàng thuần. Hàng này trồng thuần bằng quả thông cho mấy chị á, 350 cây này. Cây này là cây đang lụng lớn, còn thích lấy nhú vòi lấy. Em có được 4 chậu à, bằng đa bằng nhú vòi không à, chốt nụ lớn cho em vào Quốc Đạt là thơm lắm nha, ngọc điểm hồng gấm. Cây là cây nhú vòi, 350 một cây nha. Hàng này trồng cho chị Khánh Tuấn một cây nhú vòi, chị Khánh Tuấn nha, 350. Nụ lớn em hết rồi chị Trần Minh Kỳ ơi.
Trần Minh Kỳ lấy vờ cao được không? Em để chị Trần Minh Kỳ với cây vờ cao chị Trần Minh Kỳ nha. 350 nha, còn lượng cây nữa là hết nữa chị. Một điểm con gấm này hiếm lắm. 350 một cây. Đang có vò hoa nè. Thuần bằng cái này đã thuần bằng vỏ thông nha mấy chị. Cây đã bám rễ rất là chắc cho mấy chị và cực kỳ thơm. Nó là ngọc điểm bằng gấm đó mấy chị. Ngọc điểm bằng gấm này một năm thì nó chơi khoảng 3 đến 4 lần bông. À, không phải là dạ hay yến hôm nay không có hàng chị. Có ngọc ngọc điểm đỏ thì có hàng cho mấy chị. Cái cây này á, ngọc điểm bằng gấm này á, nó không giống như ngọc điểm truyền thống của mình mà một năm nó mới cho một lần bông. Cái thằng này á là bông qua năm. Cứ hết bông là chu kỳ nó hết bông là mấy chị cứ di chuyển nó ra nơi có nắng một xíu, nắng nhiều một chút. Chế độ nắng của nó khoảng 60-70% nắng. Mấy chị giống như trồng lên rô của mình vậy đó. Nhưng mà nắng càng nhiều càng tốt. Càng nắng thì nó càng nhanh lên bông, càng nhiều cho mấy chị. Chế độ phân thuốc nó cũng ít lắm. Cho chị Quyên Dương cây ngọc điểm bằng gấm em hết luôn nè. Em có cây ngọc điểm đỏ này mà mấy chị rất là săn, săn rất là nhiều. Và cái giống này thị trường Thái Lan nó cũng không có. Rất là hiếm hoi nhà vườn có cái giống ngọc điểm đỏ này cho mấy chị. Ngọc điểm đỏ này là dòng ngọc điểm hoa thơm nha. Em chốt chưa cho chị Bích Ngọc Phan một chậu nha. Cái đó là chậu nhựa vỏ gỗ chị nha. Nguyên Danh Tùng ơi. Em cho mấy chị coi mặt hoa của ngọc điểm đỏ nè. Dòng này hiếm lắm nên là chị có gửi gì đâu. Em cho mấy chị coi nè. Cái cây này đẹp lắm. Thằng này hiếm lắm nha mấy chị ơi. Thằng này rất là hiếm. Tại vì cái giống này nó đã không còn giống nữa rồi. Không còn giống nữa rồi nha mấy chị. Kể cả bên Thái Lan nó cũng có cái cây này. Em cho mấy chị coi nha, đợi một xíu nha. Cái cây này là cái cây ngọc điểm đỏ. Hoa thơm. Và bông của nó rất là lớn. Bông nó to lắm nha mấy chị ơi. Nè, em cho mấy chị coi này xíu rồi em cho mấy chị coi cận cảnh của nó nha. Bông nó rất là to, ngọc điểm đỏ hoa thơm nha. Có 250 một chậu cây đăng vòi. Em cho mấy chị coi cái cây nãy chụp nè. Bông nó đỏ tươi à. Cái này nó bông nó đỏ tươi cho mấy chị nghe. 250 một cây đang có vào bông cho mấy chị nè. Có được 5 cây rồi mấy chị ơi. Hà này em cũng có được 5 cây cho mấy chị à. Ngọc điểm đỏ hoa rất là thơm. Màu này hiếm lắm nè. Cây đang vòi nha. Cây đang vòi cho mấy chị nha. Đang vào hoa ngọc điểm đỏ hoa thơm. 250 cây này. Cho Khánh Tuấn một cây đỏ cho mình nè. Về cứ việc treo lên nha mấy chị. Hàng thuần thang vỏ thông rồi. Cho chị Nghi Trang một cây ngọc điểm hoa đỏ. Chị Nghi Trang nha. Cái này ít lắm mấy chị. Mỗi cây em có được vài chậu à. Chị Nghi Trang một cây 250 cho mình. Có ngồng cho chơi luôn. Có mình. Cho mình chơi luôn nha. Cái này cho chị Binh Binh Kỳ một cây ngọc điểm đỏ cho mình 250 à. Dòng này khang lắm nha Trần Binh Kỳ. Cho chị Nguyễn Duyên một cây ngọc điểm đỏ. Chị Nguyễn Duyên nè. Và cái này lưu ý giúp em về mấy chị cứ việc treo lên thôi. Cũng cần phải thay chậu sang chậu gì nữa nha. Đây cho chị Trần Binh Kỳ một cây ngọc cho chị Nguyễn Duyên một cây ngọc điểm đỏ à. Kem em chơi đầu like rồi mà. Dạ Bích Ngọc Quang có một cây ngọc điểm hồng gấm nha. Lý Hồng Nhung Ly một cây ngọc điểm đỏ cho mình nè. Đang có vòi cho mình luôn nha. Rồi em hết ngọc điểm đỏ luôn nha mấy chị. 250 một cây. Em hết ngọc điểm đỏ rồi. Em có cây ngọc điểm đen có vòi cho mấy chị nè. Có cây vòi. Mấy cây. Em lên một cái dòng ngọc điểm này cực kỳ thơm luôn. Nó kêu nó là ngọc trai đen. Nó kêu nó là ngọc trai đen nha mấy chị, thơm khủng khiếp thơm luôn á. Cây em đang bán cho mấy chị là cây có ngọc bông chứ không phải là cây hàng lá. Em hết ngọc điểm đỏ chị Thí Văn Phạm ơi. Hàng này nó khan không có hàng chị. Một cây hỏa ăn cam cho chị Nguyễn Duyên nè. Nguyễn Duyên một bản hoa cam đẹp chị Nguyễn Duyên nha. Lấy cây bản hoa cam chị.
Chị Nguyễn Chiên là cái cây vòi nụ lớn, chị Nguyễn Chiên nha, quả hàng cam đang vòi cho mình 200.000 một cây nha. Cái giống này nó có nhảy con luôn nha chị Nguyễn Chiên. Em lên cho mấy chị một cái ngọc điểm đen hoa thơm. Ngọc điểm đen này kêu nó là ngọc điểm nếp cẩm, hay còn kêu nó là ngọc điểm bông gấm nha. Còn kêu nó là dòng ngọc điểm ngọc trai đen cho mấy chị, và rất là thơm. Bông của nó đen tuyền. Cây này thơm khủng khiếp lắm mấy chơi. Bông này thơm, cây này thơm khủng khiếp lắm nha. Chị Bích Ngọc Phan một bản hoa cam ok chị nè. Hoa cam cây đang có bồ hoa cho mấy chị là 200.000 một cây nha. Em lấy cây có bồ hoa bông cho chị Bích Ngọc Phan nè. Bích Ngọc Phan một bản hoa cam cho mình 200.000 ạ. 200.000 nè. Cây hôm nay vừa nụ lớn rồi. Ngọc điểm đen này em còn có được vài cây. 200.000 một cây ngọc điểm đen. Cây đang có vòi nha mấy chị. Cây đang có vòi thế này cho mình, ngọc điểm đen nha. À, mấy chị muốn về trồng chậu giống như thế này cũng được. Về trồng chậu giống như thế này cũng được, ngọc điểm đen nó chỉ có một màu thôi á chị ạ, Thanh Trương ơi. Cái này chốt cho chị Khánh Tuấn nè. Nè mấy chị coi mặt hoa của ngọc điểm đen nè. Bông của nó đen đậm và đen tuyền thế này nha mấy chị. Giống như những cái tông màu đen thế này rất là khó tìm. Nó thơm dữ lắm mấy chơi. Nó thơm dữ lắm. Mấy cái này á, về mấy chị thích trồng chậu giống như những cây nãy thì mấy chị cứ quấn bộ rễ nó lại, bỏ vô chậu và thêm than quả thông thôi. Ngọc điểm đen này cây đang vòi nha. 200.000 một cây ngọc điểm đen. Anh chị nào thấy lấy vòi cao lấy vòi nhú thì lấy nha. Em có được mấy cây vòi nhú cho mấy chị nè. Còn lại là cây vòi cao. Cho tài bông một cây ngọc điểm đen, tài bông ạ. À. Tài bông nè. Cái dòng ngọc điểm đen này á, cái bộ lá nó không có đẹp so với những cái dòng khác, tại vì tông của nó tông đen. Tông đen mấy chị sẽ biết là cái thân của nó không có được đẹp. Kể cả nhiều khi cái cây thiên nga đen của mấy chị hay mua của em á, thân nó cũng không có được đẹp bằng so với những cái cây thiên nga màu khác. Nó là đặc thù của cái tông màu đen của nó là như vậy. Cây này là 200.000 một cây nha. Vòi cao đổi cho tài bông, đổi là cây ngọc điểm đen vòi cao. Băng gốc sunset em về cái màu vàng cam. Chưa về tới chị Thanh Trương ơi. Cây này á, đang có vòi hoa cho mấy chị. Chậu này á, là 200.000 ngọc điểm đen. Chốt ngọc điểm đen chốt 200 giùm em nha. Đang có ngọc hoa cho mình nè. À. Cây đang ngọc cho mình luôn nha. Ui đen đậm thơm lắm mấy chị. À, cho chị Thúy Vọng Phạm một cây ngọc điểm đen cho mình nè. À. Còn kêu nó là ngọc trai đen nha mấy chị. Mùa hoa của nó thì quanh năm. Mấy chị không thích trồng rễ gió thế này thì giống như là mấy chị về bỏ vô chậu giống như nãy ấy. Dạ có vanda nghe chị Trần Minh Kỳ ơi. Em có hiện tại bây giờ vanda vòi thì em còn được vanda vàng. Vanda vàng cho mấy chị, có vanda đỏ cam nữa. Đây, đang có bồ hoa cho mình nha. Đang có bồ hoa. Anh chị nào có chốt cái này chốt giùm em 200.000 ạ. Bị khô lá hả? À, chị xịt B1 hoặc Super Thai á. Em có gửi chị Super Thai về á chị. Chị xịt nó, chị tưới nó là cái lá nó mởn lại à. Tại vì nó là những cái dòng rễ gió nó sẽ nó ưa nước nhiều nên mấy chị tưới ít nước, cái lá nó rất là dễ bị khô nha. Thí vòng vàng vòi cao ạ. À. Cây nãy mới xuống là vòi ngắn vòi cao ạ. À. Cho Mai Hồ cái cây ngọc điểm đen chị Mai Hồ ạ. À. Nè em đỏ cái cây này cho chị Thúy Vọng Phạm, cái cây này 200.000 nha. 200.000 một cây ngọc điểm đen à. Vàng trái lá hả? Vanda ít có khi nào bị vàng trái lá lắm. Nó sẽ bị vàng lá chân. Nó bị vàng lá chân là nhiều. Chứ còn vàng trái lá thì ít lắm mấy chị. Đây ngọc điểm đen mấy chị coi nè. Bông nó tô chung là nó thơm lắm nha mấy chị. Bông của nó đen đậm như thế này nè. Nè, cái cây này cho chị Nga Trần, cái cây ngọc điểm có hoa luôn nè. Cho chị Nga Trần cái cây ngọc điểm cho chị Nga Trần nha. Ngọc điểm chị Nga Trần à, 200.000 một cây ngọc điểm đen. Còn kêu nó là ngọc trai đen nha. Bông của nó đen thui thế này nha mấy chị ơi. Đen đậm đen tuyền á. Cô Khánh Tấn đổi cô cây khác là, nhưng mà đổi á cô phải nói cho con rõ là cô thích vòi ngắn, vòi cao hay là có nở bông thì mới biết đổi cho mình được nha. Chứ còn dơ lên không biết đổi sao, đổi hoài. Mấy chị muốn đổi cây khác là đổi cây nó có vòi cao vòi ngắn gì á thì ghi chú giùm em một vòng để em biết em đổi cho nha. Phía sau em là hồ đẹp quá chị Thanh Nhàn ơi.
Cây này em cũng nói luôn nha, mấy chị nào á mà muốn không thích trồng rễ gió thế này thì mấy chị có thể trồng chậu cũng được nha mấy chị. Thì cây này cây lùm. À, đổi cây vừa cao này Khánh Tuấn nè. Dạ cái dòng này anh Tuấn Lê, cái ngọc điểm đen này vừa bông nó cho quanh năm. Nó không giống như những ngọc điểm truyền thống của mình mà một năm ra một lần bông. Dòng này cho bông quanh năm. Mình thấy không, cái mùa này á, mấy chị lâu lâu mấy chị thấy em bán cái dòng này là mấy chị biết rồi đó, hoa nó quanh năm nha. Hoa cam có hoa luôn đó chị Nga Trần. Để em lấy mấy bản hoa cam có hoa cho. À, cây có hoa vẫn, cây vòi có hoa gì cũng vậy. Giá của nó là 200.000 bản. 200.000 bản hoa cam, cây có hoa nở luôn cho mấy chị. Có nụ nữa. Đây, anh chị nào có chốt cây ngọc điểm đen này chốt giùm em nha. Hello chị Hồ Bác. Dạ, em không có hàng nhạn nha chị. À, nhưng mà em có cái dòng mà cô Rod Cookie Live với là cô Lô Minh. Cô Rod Cookie Live với cô Lô Minh còn hoàn nhạc thì em không có. Nè mấy chị coi nè, những cái bông hoa nở nè. Những cái bông như thế này cho mấy chị nè, vòi rất là cao nha. Hoa ăn cam này thì là 200.000 bản. Cây đẹp lắm đó mấy chị, em mới về. Anh chị nào thích lấy nụ thì lấy nụ. Vòi cao không à. Hoa ăn cam này có bông về cho mấy chị chơi luôn á. Về á giống như là mấy chị mua hai bản thế này nè. Mấy chị ghép vô một trụ thế này nè. Mấy chị quấn cái sợi dây kẽm lại, mấy chị treo lên chơi. Cho chị Ngọc Thiệp nè. Ngọc Thiệp một cây ngọc điểm đen vòi nhỏ cho mình đúng không? Đây cho mình nè. Ngọc Thiệp một cây cho mình. Đây số nào để chỉ giùm em nha. Đang nhú vòi cho mình nghe Ngọc Thiệp ơi. 200.000 một cây à. Dạ ok chị Nghi Trang à. Bích Ngọc Phan đã có bản hoa ăn cam rồi mà. Em đã chốt chị bản hoa ăn cam rồi chị Bích Ngọc Phan. Hoa ăn cam này thì 200.000 một bản. Dạ xíu lên Vanda cho chị coi. À, khi mấy chị lấy một cặp có giá là 380. Cho chị Nga Trần một bản hoa ăn cam. Em lên cho chị Mai Hồ một bản hoa ăn cam nha. Hồi nãy của chị có một cây ngọc điểm đen rồi em thêm cho chị một cây hoa ăn cam nữa. Cây đăng hoa đẹp lắm mấy chị. Hoa ăn cam này thì là 200.000 một bản hoa ăn cam nha. 200.000 một bản. Khi mấy chị lấy một cặp có giá là 380 hoa ăn cam. Cây đang làm bông đẹp cho mấy chị nha. Hoa ăn cam nè. Đang có vòi cho mình chơi. Xong em lấy Vanda lên luôn cho mấy chị nha. Anh chị lấy ngọc điểm đen thì lấy nha mấy chị. Ngọc điểm đen là cũng là 200.000 một cây ngọc điểm đen luôn. Ngọc điểm đen hoa rất là thơm. Cô Thu Vũ thích có nở có nụ đúng không? Con để cho cô Thu Vũ cái hoa ăn cam cô Thu Vũ nha. À ngọc điểm có màu gì nữa không mấy chị? Xe nó về chưa có kịp. À cho chị Nga Trần, à, cho chị Nga Thị Trần một cây bản hoa ăn cam có hoa nè. Ok cô Nga Thị Trần con lựa cho mấy chị cái đẹp. Cây đẹp lắm mấy chị. Mấy chị về á mấy chị chịu khó ghép vô cái khúc gỗ đi. Nè cái này cho cô Nga Thị Trần một bản hoa cam cho mình nè. À, cho chị Nga Trần thêm một cây nữa là hai cây chị Nga Trần nè. Mấy chị lấy một cặp đi. Về mấy chị ghép vô cho nó đẹp. Tại vì cái lần này nha, không phải gì em nói mấy chị lúc trước em nói mấy chị ơi, cái này á khoảng nửa tháng rồi mấy chị làm bông một lần. Nhưng mà mấy chị về treo nắng 10 đến 15 ngày sau là có hoa để chơi nữa rồi. Nó nhanh dữ lắm luôn. Nè cho chị Nguyễn Triệu một bản hoa cam chị Nguyễn Triệu nha. Cái này nó có nở có nụ cho chị Triệu nha, bông mới không à. Dạ em có vàng là lưỡi nâu luôn á chị Kim Phụng, có mấy chỗ nắng lớn đẹp lắm. À cái này hả chị Thảo, cái này á nếu mà khi nó có bông á chị đem chơi trong nhà được, nhưng mà khi mà nó hết bông á thì chị phải di chuyển ra có nắng, tại vì bắt buộc những cái dòng cây rễ gió này nó rất là thích nắng, nó rất là thích nắng nên nó chịu được khí hậu khắc nghiệt nghe mấy chị, nó chịu được khí hậu khắc nghiệt rất cực kỳ tốt. Mấy chị không có tốn quá nhiều phân thuốc để chăm những cái dòng này. Nó rất là ít phân thuốc, mấy chị nhiều khi không cần bón phân thuốc nó vẫn tự động cho bông. Chu kỳ làm bông của nó là hoa quanh năm của mình, hoa quanh năm nha. À chị Nguyễn Triệu có rồi, em cho mấy chị coi hoa ăn cam nè. Đẹp lắm. Và chị Nguyễn Triệu có một bản rồi nha. Lấy một cặp đi mấy chị, một cặp có 380 à. Đây là một cái bản hoa ăn cam của nó nè mấy chị. Khi nó làm bông nó còn bung nhiều vào bông nữa nè. Mà em sẽ dơ sát cho mấy chị coi. Em lên cho anh nè. Em lên cho Tấn Kiệt một cặp hoa ăn cam như mình nè. Một cặp này.
cho anh Tấn Kiệt một cặp hoàng cam cho anh Tấn Kiệt nha. Tấn Kiệt một cặp hoàng cam cho mình nè. Nó bông nó nhỏ, nó không có to, nhưng mà làm bông chi chích cho mấy chị. Nè coi là đẹp không? Cây này mấy chị sẽ để ý nè, khi mà nó ra vào bông rồi nó cắt cắt rồi mà tiếp tục nhảy vào bông lên nữa. Nó là cái dòng ngọc điểm, cái dòng hoàng cam này ánh hoa nó không có thơm, nhưng mà màu nó rực rỡ cho mấy chị rất là dễ chơi. Rất là dễ chơi nha, nói chung là nó chịu khí hậu khắc nghiệt tốt lắm nha mấy chị. Cho chị Trần Ngọc một cây ngọc điểm đen vừa ngắn đúng không? Ok chị Ngọc, để em lựa chị Ngọc điểm đen vừa ngắn. Ngọc điểm đen thì 200 ngàn một cây chị Ngọc nha. Đây cho chị Ngọc nè, một cây ngọc điểm đen có nhú vòi chị Ngọc nha, 200 ngàn ạ. Cho chị Trần Minh Kỳ một cây hoa hàng cam có nụ đẹp cho mình nè. Đây nè, Trần cho chị Trần Minh Kỳ nè, có 200 ngàn một bản nè, mới về đó mấy chị. Mới về mới ra hàng xong thì luôn, em chưa có kịp đăng luôn á. Dạ em có cô Rách cô Kỳ like với lại cù Long Minh đó chị Kim Chi. Cái thằng này thơm dữ lắm mấy chị, thơm giả mang luôn. Cái đó là cô Rách cô Kỳ like với lại cù Long Minh, hoa thơm nha. Dạ chị Kim Phụng ráng đợi em một xíu đi em lên cái đó cho. Hồ điệp hôm nay có những màu phía sau em, nó là hồ điệp chớp đó mấy chị, cây hai ngọc. Giá nó cũng rẻ, nó không có đắt đâu. Hồ điệp chớp á, xíu em lên cho cây hai ngọc luôn. Hồ điệp chớp cánh bướm á, đẹp lắm, cái đó len 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 đẹp lắm. Tại vì mấy chị nhìn xa nha, chứ xíu em vô cho mấy chị nhìn kỹ, có con bông nó cực đẹp luôn. Hồ điệp chớp á, mặt cây hai ngọc nó chơi bông lớn hàng đại nha. Anh chị nào có chốt hoa ăn cam chốt giùm em bản này, 200 ngàn một bản hoa ăn cam. 200 nha. Ê cứ lấy mấy cây vanda vàng. Mấy chị em còn được vài cây vanda vàng có vòi. Anh chị nào chưa săn được vanda vàng mấy chị nên chốt nha. Tại vì cái vanda vàng này là cái vanda màu mới. Màu mới, nó không còn những cái tông màu cũ cho mấy chị nữa. Màu sáng của bông rất là to cho mấy chị. Cây đang có ngồng hoa để cho mấy chị chơi luôn. Vanda vàng. Cây này cực kỳ, chỉ có 190 một cây thôi. Khi mấy chị lấy một cặp vanda vàng thì có giá là 360 ngàn, tức là 180 một cây vanda vàng nha. Nè cho mấy chị gọi mặt hoa của vanda vàng nè. Có vài cây à. Như nó nằm ở lớp dưới, như còn được có vài cây à. Còn lại là mà mấy cây đỏ cam cho mấy chị. Vanda bông sao cũng lên cho cô coi nè. Đây. Đây là vanda vàng cho mấy chị hóa. Vanda vàng bông lớn nha. Đây, mấy chị sẽ ít thấy cái màu vanda này. Đây là vanda bông lớn nè. Cái màu này á, Sesawai hả? Em còn, để em coi còn không nha chị Lê Minh iPhone đây. Cây có ngồng luôn nhưng mà mấy chị sẽ thấy được rất là rõ cái vanda này. Mấy chị tiệm đâu cũng có hết rồi. Còn riêng cái màu tông vàng này mấy chị sẽ không thấy nè. Cái tông vàng này lúc trước, cái này là khoảng 4 năm về trước em đã bán cho mấy chị rồi. Cái này là do cô Phương Hồng của chồng nè, bán rất lâu rồi. Tông vanda vàng đớm thế này. Tông vanda vàng đớm thế này, cái này em bán rất là lâu rồi nè. Nè cô trai trồng nè, cô cho bông nè. Bông to lắm nha mấy chị. Còn cái tông em đang bán cho mấy chị là tông mới. Tông này đảm bảo với mấy chị là mấy chị mua chơi về chơi sẽ không có đụng hàng, sẽ không đụng hàng với những cây vanda mấy chị đã mua tại có tại nhà. Đây, cây đang có vồ hoa cho mấy chị chơi luôn. Cây vanda vàng là bông lớn thế này nè. Chỗ nó to lắm mấy chị ơi, nó to cực kỳ to. Dạ em hết blue rồi. Em hết blue rồi nhưng mà em sẽ về blue nhưng mà lưu tông khác cho mấy chị chơi nha. Nè, cây vanda vàng đang có ngồng mấy chị. Cây vanda này cực khỏe nha, em nói luôn, hàng có vồ trên thị trường vanda lúc nào cũng có giá từ 220 đến 250 một cây vanda vàng. Cây đang ngồng này cho mấy chị chơi nha. Nè vanda vàng một cặp có giá là 360 ngàn nha mấy chị. Đang có ngồng, để cái cặp vanda vàng này cho chị Nga Trần nha. Nga Trần một cặp vanda vàng nè, 360 ngàn một cặp. Còn mấy chị lấy lẻ một cây 190 nha mấy chị. Em còn được vài cây có ngồng nữa hả? À, hoa hàng cam hả chị? Hoa hàng cam mà màu khác hả? Không có. Không có chị. Đây nè mấy chị coi nè, cây đang có ngồng cho mấy chị nghe, 190 một cây vanda vàng. Chớp Enobi em có, em có hàng cây bót giống á chị Thảo Trần. Cây bót giống là 33 ngàn một cây bót giống. Đây. Dạ cây có vòi hết mấy chị, em đảm bảo có vòi cho mấy chị. Có vòi hết mà. À cho cô Thu Vũ một cái cây, cô Thu Vũ nè, Thu Vũ một cây vanda vàng cô Thu Vũ nha, đang vòi cho mình nè. Chỉ có 190 một cây vanda thôi nha mấy chị.
này là Vanda vàng mấy chị ơi. Cái này là Vanda vàng nha. Vanda vàng, còn hả ăn cam á thì nó là 200 ngàn một bản á chị Trần Thi ơi. Nè nè hả ăn cam nè. Hả ăn cam thì nó 200 ngàn một bản nha, cho chị Trần Minh Kỳ cái gói bông đẹp chị Trần Minh Kỳ nè. Cái Vanda vàng này á. Vanda đỏ cam em chỉ còn hàng lá chị Diễm Trần. Nhưng mà Vanda đỏ cam đẹp quá trời. Cho chị Thảo Trần một cây Vanda vàng với lại 5 cây chóp Enobi. Đây, Thảo Trần một cây Vanda vàng cho mình nè, 190 ngàn. Cái màu vàng này em nói thật sự mấy chị, không có bị đụng hàng, bông nó rất là lớn. Bông nó cực kỳ to cho mấy chị nha. Và cũng nói luôn mấy chị mua Vanda vàng ở nhà em á thì còn rất giá rẻ cho mấy chị. Chứ mấy chị đi những cái chỗ khác mua á, cái giá cực kỳ đắt cho mấy chị. Gọi là cực kỳ đắt luôn, từ 220 đến 250 một cây Vanda nếu mà cây có ngồng. Mặt bằng trung trung trên thị trường là giá như vậy. Mà chỉ có mấy chị sẽ tìm mua được những cây á mà nói chung là những cái màu tông màu truyền thống thôi mấy chị. Còn giống như những cái màu khang khang ém ém á, mấy chị khó tìm lắm, em đảm bảo với chị luôn á. Cho chị Duyên một cây Vanda vàng, chị Nguyễn Duyên nè. Nguyễn Duyên một cây Vanda vàng cho mình nha. 190 một cây Vanda. Khi mấy chị lấy một cặp có giá là 360 ngàn. Cây đang có ngồng cho mấy chị chơi và cực kỳ khỏe nha mấy chị. Cây này mấy chị thắc mắc hỏi em á, về để như vậy được không? Thì được nha mấy chị ơi. Mấy chị treo lên thế này cũng được. Treo lên như thế này à, hoặc là mấy chị à, bỏ vô chậu trồng cũng được. Ốp cứ quấn bộ rễ nó cũng được nha. Cho chị Thanh Tiền đặng hai cây Vanda vàng. Chị Thanh Tiền đặng nè. Cây có ngồng để chơi luôn nha. Em nghĩ cây này đây. Đây Thanh Tiền đặng hai cây Vanda vàng cho mình à. Có ngồng cho mấy chị chơi nha. Thanh Tiền đặng hai cây. Bông lớn nha mấy chị, không phải là bông nhỏ đâu. Đây em cho mấy chị coi nè, đây là mặt bông của nó nè. Bông rất là lớn nha. Vanda vàng là bông to. Và gần những năm gần đây á thì kiếm Vanda vàng bán mấy chị khó lắm. Đa phần á toàn nâu tím hồng kia nhiều. Còn Vanda vàng thì không có nhiều mấy chị. Vanda vàng không có nhiều. Cây là 190 nha. Anh chị nào có chốt cái Vanda vàng thì chốt 190 giùm em. Đây mặt bông của nó nha. Có cũng có hàng sale á chị Thảo Trần. Mà để xíu xíu em lên cho. Cho chị Hoa Lan một cây Vanda vàng, chị Hoa Lan nha. Mình khách mới lên số nào để chỉ cho em nha. Ngồng dài ít lắm. Đây, chị lấy cây nhú vòi giúp em nghe chị ơi, chứ ngồng dài hết lắm chị. Nè cây nhú vòi giùm em ơi chị Hoa Lan ơi. Dạ chị Thanh Tiền Đặng có hai cây đó chị Thanh Tiền Đặng. 5 cây chớp Enobi em lên chị Thảo Trần nè. Đây Thảo Trần 5 cây chớp Enobi cho mình nha, cây boss nha chị. Thảo Trần 5 cây nè. Vanda vàng này chỉ có giá 190 một cây thôi. Anh chị nào có chốt Vanda vàng chốt nha, 190. Sẵn đây em đang cho mấy chị một cái tông cam này rất là hiếm luôn. Cam này là cây cam bằng lá. Mấy chị nếu mà nếu chị lấy lẻ một cây là 160 ngàn. Mấy chị lấy một cặp em tính cho mấy chị là 300 ngàn. Một cặp là 300 ngàn nha. Nó là màu đỏ cam. Màu đỏ cam rất là đẹp. Màu đỏ cam cho mấy chị vào cây đơn, cây lớn luôn, đỏ cam cây lớn á. Đỏ cây Vanda này cho Hoa Lan nè. Mình kết mới lên số mà chỉ cho em nghe cây đẹp không mấy chị. Cây nó rất là đẹp nha. Bộ lá nó xanh rất xanh mướt cho mấy chị luôn, đang có ngồng cho chơi. Cho mấy chị chơi luôn nè. Cây là 190 nha. Em sẽ lên cho mấy chị là cây màu đỏ cam. Cây đỏ cam này á, khi mấy chị lấy một cặp là 300 ngàn. Còn mấy chị lấy lẻ là 160 một cây nha. Đỏ cam này cực ngọt luôn á. Hôm qua mà mượn mấy cái cây đỏ cam có vòi bán không còn cây luôn, khách không xả luôn mấy chị ơi. Mấy chị là biết rồi đó. Đây là cái màu đỏ cam cho mấy chị nè. Cái màu này nó ngọt kìa không. Bông rất là to nha mấy chị. Cái màu đỏ cam bông rất là lớn cho mấy chị. Xíu em lên hồ điệp nè. Anh Lê Trần Quốc Trung đợi một xíu nha. Cái màu đỏ cam này cực ngọt luôn. Không có một khách nào xả luôn đó mấy chị là biết rồi đó. Hơi khách chốt nhiều là lấy bao nhiêu luôn. Không có khách nào xả luôn. Cái màu đỏ cam này cây rất là tươi luôn nha. Khi em nói là cây là em đang bán mấy chị là cây hàng lá bông lớn. Khi mấy chị lấy một cặp á có giá là, mấy chị lấy một cặp á giùm em là 300 ngàn. Đỏ cam là cây hàng lá nha mấy chị. Đỏ cam là cây hàng lá nha. Một cặp là 300 ngàn, còn lấy lẻ một cây là 160 ngàn. Chị Thanh Tiền Đặng á, chị đổi một cây đỏ cam chị Thanh Tiền Đặng nè, 160 chị Thanh Tiền Đặng nha. Cây đỏ cam này hàng lá chị Nga Trần ơi. Em mấy chị ơi, khách em chốt ngang qua nha. Không có xả một cây màu nào màu đỏ cam luôn. Trắng cũng không xả luôn mấy chị.
Dạ cây có vòi con hết rồi cô Thu Vũ ơi. Cây có vòi con hết rồi cô. Mà cây lớn không mấy chị? Cây lớn mà rất là đẹp nghe mấy chị ơi. Một cặp có 300 ngàn à. Nhanh vào bông lắm chị Nga Trần ơi. Cái này cực kỳ nhanh vào bông nên chị cứ yên tâm. Coi chị coi nè, cây nó rất là lớn nha. Cái một cây đỏ cam cho chị Hoa Lan gặp đơn à. Hỏa ăn cam là chị Hương Ngô. Hỏa ăn cam là 200 ngàn một bản, đang có ngòng bông cho chị chơi. Cái này rất là nhanh bông á chị Nga Trần. Cực kỳ nhanh bông mà cây nó khỏe lắm. Màu đỏ cam là cái màu hiếm đó. Em mà qua một đợt em không có về lại nữa. Còn được có mấy cây à. Dạ cây này cây lớn nghe chị. Em đây chị Nga Trần một cặp cây lớn chị Nga Trần nè. Mấy chị lấy một cặp có giá là 300 ngàn mấy chị coi nè. Bộ rễ nó cực kỳ xanh, nó có bị rớt lá chân và rất là khỏe nha. Chị Nga Trần một cặp đỏ cam chị Nga Trần nè. Một cặp là 300 nha mấy chị. Còn mấy chị lấy lẻ một cây á là 160 một cây. Cây là cây Vanda màu đỏ cam. Mà mấy em dám đảm bảo luôn, mấy chị rất là hiếm, hoặc là mấy chị đi đâu ít có bắt, mấy chị ít bắt gặp nhà vườn nào bán cái tông màu đỏ cam này ra thị trường cho mấy chị. Cho chị Trần Binh Kỳ một cây đỏ cam gộp đơn nè, 160 à. Cây này đẹp lắm nha, mấy chị coi nè. Cây cực kỳ khỏe cho mấy chị luôn nha. Em dám nói lớn luôn mấy chị. Tại cái tông này em đi, tại em hay sang Vanda bán nhiều, rất là nhiều cho mấy chị mà. Để tìm được cái tông màu chứ này khó lắm. Cặp này, cây này là 160 nha. Anh chị nào có chốt màu đỏ cam chốt 160 giùm em. 160 ngàn cây đỏ cam nha. Bông rất là lớn. Nè mấy chị coi là cái cây đỏ cam nè. Ồ nó dài bông lắm nha mấy chị. Nó dài bông lắm đó. Mà nó rụng bớt rồi, nó gần tàn rồi nên bông nó tái này nè. Bông nó tái là cho mấy chị nè. Chứ tông này rất là đẹp nha. Tông đỏ cam rất là đẹp nha mấy chị ơi. Nó sáng cực kỳ sáng luôn. Là cái bông này nó tàn rồi. Mà bầu bông nó dài thế này nè, nó rụng bớt nữa rồi đó mấy chị. Nó chỉ còn bên bông nó còn rụng bớt bên rồi đó. Nó 160 ngàn một cây đỏ cam. Anh chị nào có chốt đỏ cam chốt 160 giúp em. 160 nha. Cây rất là lớn nha mấy chị và cực khỏe. 160 ngàn một cây cây đỏ cam giùm em. Khi mấy chị lấy một cặp có giá là 300 ngàn nha. Một cặp 300. Dạ, một đỏ cam chốt cho chị thì đẹp bồi nha, Trần Thiên Nga ơi. Đỏ cam là cây hàng lá, Vanda vàng thì cây đang vòi nhú vòi cho mình nha. Rồi chị ok thì em mới bóc cho chị nha chị Trần Thiên Nga. Đây là mặt hoa của Vanda đỏ cam bông lớn đó chị ơi, em nói đẹp cực kỳ. Đây. Mấy em qua một đợt này là em không có về nữa, giống như là mấy chị mua Vanda trắng hoặc là Vanda blue á là cũng em bán cho mấy chị xong hết là cũng không còn về nữa. Nên là nhiều khi khách vẫn chăm vẫn thấy đẹp và mấy chị mua nữa em không có. Bộ rễ hả chị, để nguyên cũng được, chị cắt cũng được, cắt bớt thôi, những rễ nào già cắt bớt. Thanh Tú Tâm hai vàng hai đỏ cam chị Thanh Tú Tâm à. Đợt em chốt chị Nga nha. Thanh Tú Tâm một cặp đỏ cam chị Thanh Tú Tâm nè. Một cặp đỏ cam cho mình nha. Nè cái này em sẽ cắt đi nha chị, cắt đi nha. Em bán lá cho mình, Thanh Tú Tâm một cặp cho mình nè. À, cho mình hai cây vàng có vòi bông cho mình nè. Hai cây vàng, vàng thì mình lấy một cặp, vàng thì có vòi. Vàng là cây có vòi bông nha. Vàng là cây có vòi bông như thế này. Một cặp của nó là 360 ngàn. Để em lên một cái cây vàng cho chị Thanh Tú Tâm nữa nè. Đây Thanh Tú Tâm một cây vàng, một cặp vàng cho mình nha. Một cặp 360 cho mình có ngồng ạ. Vàng em còn được có mấy cây à. Đỏ cam cái sọt bên kia. Còn mình muốn kỹ chị giờ Hoa Lan. Kỹ thì chị inbox vào Messenger khi chúc đơn cho em chụp hình cây chị coi. Nếu mà mình muốn kỹ muốn coi lại cây thì mình là gửi lên địa chỉ giùm em luôn nghe chị. Có địa chỉ em tranh thủ em nóng hàng em gửi cho mấy chị nghe. Đây. Dạ, củ quốc tiên em còn được 2 cây, 3 cây gì đó mấy chị. Củ quốc tiên còn được 2 cây, củ quốc tiên là hoa thơm. Anh chị nào có chốt đỏ cam chốt giùm em nha. Cây đỏ cam này là 160. 160 giùm em. Một cặp của nó là 300 ngàn. Đây là cái cây màu đỏ cam cho mấy chị mà rất là đẹp nha. Cây là cây Vanda đỏ cam. À, sau lưng em là hồ điệp đó anh Trần Tân ơi. Phạm Thiệp là một cây Vanda vàng 180 ngàn. Một cây Vanda đỏ cam 160 nha anh. Đây Phạm Thiệp nè. Một cây Vanda vàng, một cây màu đỏ cam. Vàng là mà mình lấy lẻ là 190 một cây.
Còn cây vanda đỏ cam là cây hàng lá nha anh. Đỏ cam là cây hàng lá nha. À, thì đẹp bùa cây đỏ cam lớn rồi ạ. À. Cho chị Nguyễn Duyên một cây đỏ cam cho chị Nguyễn Duyên ạ. À. Nguyễn Duyên một cây đỏ cam chị Nguyễn Duyên nha. 160 chị Nguyễn Duyên. Cảm ơn ạ. À. Tại vì cái đỏ cam em là cây hàng lá có ngồng nha. Mấy chị lưu ý giúp em. Màu đỏ cam nó sáng lắm nghe mấy chị ơi. Cái màu cực kỳ tươi, bông lớn không mấy chị. Bông nở thực tế rất là lớn. Mà cho con chùm dài nữa. Cây nãy em gieo lên cho mấy chị là nó rớt rụng hết bân nữa rồi đó. Cây này là cây vàng nha. Vàng có vòi là 190 một cây. Mà cái cây vàng này mấy chị sẽ thấy là cái tạng cây á, nó sẽ ngắn hơn, lùng hơn cái cây màu đỏ cam. Tại vì mỗi tông màu nó vậy đó mấy chị. Này giống như là cây đỏ cam này, cây nó lớn hơn chút. Cái tạng cây là nó lớn hơn chút cho mấy chị nha. Đỏ cam là tạng cây nó lớn hơn chút. Còn cây vàng á thì cái tạng cây nó nhỏ hơn chút nha. Mỗi cây mỗi đặc tính nó khác nhau nha mấy chị. Đây là cái cây đỏ cam. Đỏ cam chị nào có chốt chốt 160 nha. Em còn được hai cây củ bố tiên hoa thơm. 3 cây, 170 một cây củ bố tiên. Anh chị nào có chốt chốt nha, em lên củ bố tiên cho. Củ bố tiên cực kỳ thơm, em khỏi giới thiệu nha mấy chị. 3 cây, 4 cây, 4 cây củ bố tiên. Cho chị Nguyên Dương một cây đỏ cam cây lớn, chị Nguyên Dương ok chị Nguyên Dương. Nguyên Dương cây đỏ cam chị là cây đẹp không? Dạ chị Phạm Thiệt ơi, cây vàng á chị. Vàng là cây nó như thế này nè chị ơi. Nó lùng, cây vàng lúc nào cũng vậy. Thân nó lùng, lùng hơn cái màu đỏ cam nhiều. Chị coi nè. Nó như vậy không à. Em lên cái màu đỏ cam này cho mấy chị nè. À quên, em lên cái vanda của bố tiên hoa thơm. Em còn được sót được 3 cây. Cái này là rồi không nghe máy nên em xả luôn. Em xả luôn cho mấy chị chứ em không có đợi. Đây là cái vanda lai của bố tiên hoa rất là cực kỳ thơm cho mấy chị. Cực kỳ thơm luôn. Thằng này em đang bán cho mấy chị hàng lá là 170 ngàn một cây. Dòng này rất là hiếm nha. Em cũng nói luôn khoảng 2 năm về trước cái giá của nó là 220 một cây nha mấy chị. 220 ngàn một cây. Sao không thấy chốt đơn chị Bích Thủy? Đơn của mình tại vì chưa báo phí thôi chứ không phải là không có chốt đơn chị. Thì hôm qua đóng còn số đơn chưa có ấy mà. Chưa có báo phí à. Đơn của chị và chưa có phí thôi chứ không phải là không có chút đơn. Tại vì từ đơn qua hôm nay là hôm qua bữa trước livestream là em còn đóng ngày hôm nay nữa xong. Nên là chiều báo phí nha. Cây này là cây vanda của bữa tiên cho mấy chị nha. Cây 170 ngàn một cây. Anh chị nào có chốt chốt 170 hello chị Vanda. Dạ xíu hôm nay cho chị Ngọc Thắng Vũ nha. Còn được có 3 cây, 4 cây của bữa tiên. Của bữa tiên cực kỳ thơm. Cho chị Thanh Tú Tâm một cây củ tiên cho mình nè. Giống này hiếm lắm nha mấy chị. Em nói thật cái giống này mấy chị đi hết mấy nhà vườn. Mấy chị hỏi kiếm có nhà vườn nào bán cái giống này không. Cây ăn lá Tùy Duyên ơi. Mấy chị hỏi hết mấy cái nhà vườn nào có bán này không. Cho cây bóng mát hai cây lên số ngoài địa chỉ giùm em nha. Lên số ngoài địa chỉ. Cái cây này do à em còn được cái cây này nè. Đang nhú nụ nha. Cây đang nhú nụ 200 ngàn nè. Cây đang nhú nụ 200 ngàn nè. Chị à, Tùy Duyên hỏi em nên là em để cái này cho Tùy Duyên trước luôn nha. 200 ngàn cái này cho Tùy Duyên nha. 63. Trần Thi một bản cam ngồng nụ nhỏ. Ok chị Trần Thi. Như ngồng nụ nhỏ để vận chuyển an toàn đúng không. Đây em để cho mình. Em mấy chị. Cái gì mấy giống như là mấy chị mua những dòng nero nắng á. Mấy chị đi nhà vườn, mấy chị không mua được của em thì mấy chị đi nhà vườn khác mấy chị mua. Còn riêng cái giống, em nói thật sự luôn mấy chị. Còn riêng cái giống của bố tiên này mấy chị mua không được là không có hàng luôn á. Không có để mua luôn. Nó khan hàng, nó không có hàng. Mà cũng rất là hiếm hoi nhà vườn nào bán được cái giống này cho mấy chị. Nè cái này em để cho chị Trần Thi nha. Trần Thi cái cây này nha. Rồi hết của bố tiên rồi mấy chị. Nè anh hai nhìn kỹ anh hai. Em lên cho mấy chị cái cây này là cái cây và cây bóng mát lên số ngoài địa chỉ giùm em luôn nghe mình. Khách ơi, mình là khách mới không lên số ngoài em sẽ chuyển khách trực tiếp luôn nghe, sẽ xả luôn á. Tại vì á. Xả luôn. Em có cái màu vàng bơ hoa thơm nè mấy chị. Cây này là khách cũng gọi không nghe máy, em chỉ cần gọi ba cuộc không nghe máy thôi là em sẽ xả luôn. Là nhiều khi khách nhắn tin lại. Tụi em cũng không có chốt được nha mấy chị ơi. Những cái tông màu này là em về một lần là em hết luôn, em không có về lại nữa.
nên là mấy chị sẽ thấy nếu mà sau này trồng đẹp thì mới có gì mấy chị kiếm kiếm em mua nha, kiếm nữa nha. Nhưng mà không có đâu mấy chị ơi, nó về đúng mỗi giống như mỗi một màu em về một lần và không về nữa. Ê còn hai cây củ hủ tiên nó nằm trong cái thùng nữa của có một cái khách hôm qua trả giá nè. Ê còn được hai cây củ hủ tiên mấy chị. Làm sao dư tới ba cây này dữ vậy ta? Lọc hết ra hết luôn rồi. Cái này là của chị Trần Kiều Loan, mà Trần Kiều Loan hai cây là hôm qua đóng đi rồi đó. Là cái này dư chỉ có một hai cây thôi, hôm qua dư có một hai cây sót lại thôi. Em tới nào cũng nhầm nữa trời. Đợi một xíu nha, có cây củ tiên. À có cây, còn được hai cây củ tiên. Lọc hết rồi. Cây này là hai cây 340. Mà cái anh này anh trả giá là 3 cây, 2 cây 300 ngàn, em không có bán, không gửi luôn á, dù đó đóng thùng, không gửi luôn á. Trả giá nó điện báo phí 35 ngàn, rồi 2 cây 300 ngàn thì lấy, còn 2 cây 340 thì không lấy, không lấy thì xả ra. Bây giờ khổ tâm quá, cây không có rời được bao nhiêu luôn á mấy chị. Cái giống này ai đâu mà bán được cái cây này cho mấy chị, em nói khoảng 2 năm trước em đã bán mấy chị á là 220 một cây rồi chứ không có giá là 170 một cây đâu. Tại em mấy chị biết sao em bán được 170 mấy chị không? Em về số lượng rất là nhiều. Mỗi một màu em về rất là nhiều nên mấy chị cho biết là em không có lấy lẻ từng cây mấy chị. Lấy lẻ từng cây cái giá rất là đắt, còn cái gần như là những cây này không có hàng. Cho chị Nguyễn Kiên một cây của ưu tiên nha. Em còn được cây của ưu tiên á, mấy chị nhận hàng của ưu tiên á, mấy chị nói á là cái cây của ưu tiên á nó hơi cái vàng vàng. Hơi cái vàng vàng, cái phần chân này là bình thường thôi mấy chị. Tại đặc tính của dòng củ hủ tiên nó không có xanh mướt giống như Vanda thế này. Em cũng nói luôn, tại vì một số anh chị sẽ thắc mắc. Chị Phạm Thiệp đổi cây đỏ cam lấy cây củ hủ tiên. Tại vì một ngày em cũng nói luôn nha, một số anh chị sẽ thắc mắc tại sao cái gốc của nó, cái lá của nó không có xanh mướt bằng cái cây Vanda. Tại vì bản chất của cây củ hủ tiên này là nó từ cái cây củ hủ tiên xưa làng rừng lai ra. Nên là bản chất của nó là dòng hoa thơm thế này. Hoa thơm mà cái thân của nó hơi lá nó vàng vàng, lá nó ngà ngà là cái bản chất của nó tự nhiên nha. Nó không có giống vàng, nó không có giống xanh mơn mà giống như những cái Vanda bình thường của mình nha. Đặt hàng tối thứ bảy có chốt chưa Lê Thanh ơi? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, đơn hàng của mình đã xả rồi. Hôm qua thật sự mấy chị có những đơn đã in ra hết luôn rồi. Gọi lần 3-4-5 cuộc của Mai trả lời không nghe máy, mấy chị nhiều khi thấy cô nhỏ á, mấy chị cô không thèm gọi lại nữa. Rồi cái cuối cùng cái mấy chị hỏi bên em làm sao không gửi đơn mấy chị. Dù mấy chị đã cho địa chỉ bên em thì bên em vẫn điện thoại xác nhận lại mấy chị ơi. Vẫn điện thoại xác nhận, nhiều khi mấy chị cứ cho địa chỉ mấy chị quăng đó thôi. Hoặc là những khách không cho địa chỉ thì cô không nói gì. Còn đằng này khách cho địa chỉ nhiều khi gọi 3-4-5 cuộc, không phải là gọi một lần mấy chị. Gọi 3-4-5 cuộc cũng không bắt máy, mấy chị thấy cuộc gọi nhỏ mấy chị cố không gọi lại. Rồi cái mấy chị trách bên em mà sao không gửi hàng này kia các kiểu cho mấy chị. Tại vì mình không có bắt máy đâu, mà bên em gọi xác nhận nó có bắt máy đâu. Chiều hồi trưa mới xé 2-3 đơn gì gọi không có nghe máy. Rồi cái cuối cùng rồi mấy chị nhắn vô Messenger sao chốt đơn rồi cho thông tin không gửi hàng, có nghe máy đâu mà gửi. Rồi cái cây này, cái cây vàng bơ cho mấy con ma của nó nè. Cây này là còn cây này nó lộn này nên là còn sót là được 4 cây tại đây. Cây ấy có một, ê khoan từ từ, có một khách nhắn tin Messenger. Cây này màu này hiếm, màu này cũng không có về lại, màu này hiếm em cũng không có về lại nha. Còn cũng có khách ngộ lắm, chốt có một cây thỏ đó lai có 70 ngàn à, hỏi tới hỏi lui sao không gửi hàng, trời ơi thiệt đau lòng luôn á. Con cây 70 ngàn không tiền đóng, không có đủ chi phí để đóng thùng luôn á mấy chị. Không có đủ chi phí đóng thùng luôn á, chứ cái gì mà con cây 70 ngàn rồi cái mắng vốn mình nhắn tin là sao không chốt đơn. Tại vì em nói khách nhiều khi có một hai cây không thể nào đem đóng đơn thì 200 ngàn Dendro mấy chị lời được bao nhiêu trên một cây đâu, 10-20 ngàn cho mấy chị dữ lắm trên một cây. Trời ơi chị ơi, có một cây có 70 ngàn hả, thì không có đủ tiền cái đồng giấy tụi em đóng hàng nữa đó.
thùng giấy của tụi em cũng đã là 20.000 một cái thùng rồi. Cái thùng là thùng hàng xuất khẩu đó, chứ không phải thùng dởm đâu. Đã là 20.000 cái rồi còn chưa tính sao mà đóng được một cây 70.000 đóng cái gì. Nhiều khi cũng khổ tâm lắm. Denro nó chưa cái cây dù cái cây mấy chị mua tao mới 200-300 ngàn, trăm mấy, trăm rưỡi còn ráng nắng đóng cho mấy chị được chứ. Trời ơi, có một cây có 70.000 mấy chị đòi đóng em, không đóng mấy chị trách. Không đóng cái mấy chị trách, mấy chị chửi, mấy chị nói sao chốt đơn mà chảnh này kia không chốt đơn không có mấy chị, thiệt khổ năm lắm, có 70.000 sao đóng được mấy chị. Chị Hiền Ngô. Đúng rồi, chị Hiền Ngô cũng phải ra hả? Đó, cũng được khách như chị em cũng mừng nữa. Nè, đây là cái màu vàng bơ nha mấy chị. Màu vàng bơ. Trời, mấy chị chốt đơn mừng chết luôn chứ không phải là cái gì khó khăn mấy chị. Mấy chị chốt đơn rất là thích với vui lắm. Không phải là cái gì đâu, nhưng mà có những cái trường hợp thật sự mấy chị em cũng không được lý giải nổi luôn mấy chị. Em không lý giải nổi luôn. Cây vàng bơ này nó không có thơm nhưng mặt bông nó rất là to đẹp. Cái này cũng nói luôn á, chị có một về đúng nhiêu đây mấy chị à. Cây này là em không biết sao nó còn lại nè, chứ hôm qua cũng không ai mà xả một cái cây vàng bơ nào luôn. Không có một khách hàng nào xả cây vàng bơ nào luôn. Tại cái cây vàng bơ nó rất là y chang, nó y chang như cây ngọc điểm của mình vậy mấy chị, cái lá nó rất là cứng. Cây này em bán 175.000. Cho chị Lý Hồng Nhung hai cây vàng bơ nè. Lý Hồng Nhung hai cây vàng bơ chị Lý Hồng Nhung nha. Cho chị Thanh Tuyền đặt một cây vàng bơ cho mình, em bán 175.000 một cây à. Thanh Tuyền đặt một cây vàng bơ. Cái cây này á, cái cây là cái cây có ngọc luôn nè mấy chị. Anh chị nào có chốt cây này chốt 201 giùm em đi, ghi là 201 giùm em đi cho nó dễ nha. Con cây nè, cái màu này em không có về lại nữa, em hết của bố tiên rồi chị thì đẹp bùi ơi. Những cái cây đó em cũng nói thật sự mấy chị là gọi khách không có nghe máy. Dù mấy chị cho địa chỉ khách đầy khách mới em phải điện thoại khách nhận. Cái này chốt 201 là chị Trần Minh Kỳ nha, 201 chị Trần Minh Kỳ nè. Hết luôn nha mấy chị. Hết luôn. Mấy chị để em lên cho cái này cực đẹp luôn. Mấy chị đợi em một náo một chút đi. Náo một chút lên cái này cực đẹp luôn nè. Cái đó là hết rồi mà, tại vì rồi không nghe máy mà là biết cho này sao mà nó còn rớt lại chứ không có khách. Hôm qua cô không có khách nào chốt xả và cũng nói như lời em nói rất là rõ mấy chị. Kể cả cái cây vanda trắng là đúng rồi. Còn được một cái cây. Cái cây này để chiều em để cho cô cho cái chị Maria Ngọc Hân. Trời ơi. Cái cây này là của tôi tên Trang nè. Quỷ thần thiên địa ơi. Không có nhận. Cái cây thiên nga nó xuống lá. Em cũng rất thích, tức mình cũng phải nói mấy chị, bực tới nỗi mà phải nói luôn. Cái cây thiên nga lúc livestream cũng nói rất là rõ cho mấy chị, cái thằng thiên nga này khi nó về làm bông nó xuống lá, còn cái cũ không thôi. Còn cái cũ không thôi. Về cái lá hơi vàng là gửi không đúng cây không nhận. Rồi đó, gì đó. Gửi không đúng cây không nhận, gì đó thích nhận thích thôi. Thiệt chán khắp ghê luôn. Đã không phải trên live mình không có nói đâu mấy chị. Em đã phân tích rất là rõ đặc tính của cây. Giống như những cái cây này á thì về nó không có sao hết trơn á. Còn cái cây thiên nga của mình thì nó đang bắt buộc, đang thời điểm nó làm bông, nó đang vô mùa làm bông, bắt buộc nó phải xuống lá. Nó còn cái cũ không thôi và cũng luôn đưa hình cho khách coi là cái cây này nó còn cái cũ không thôi. Nói rất đi, nó đi lặp lại nhiều lần, mình nói cái đặc tính của nó luôn rồi. Nhưng không biết mấy chị không hiểu, không biết gì hết trơn á. Rồi lấy thấy nó về nó hơi cái vàng cái lá rồi mấy chị nói gửi không đúng cây, mấy chị không nhận. Thiệt tình cũng đau đầu luôn á mấy chị. Bà không nhận rồi. Bà không nhận. Thì là cái cây này của bà em xả ra luôn. Thì nó chuyện mệt, nó chuyện với bà là chảy lực chửi lòng đó đó. Mệt quá à. Mấy công nghiệp tụi dình môi nữa, thiệt khẩu nghiệp nó tới đó rồi. Phải chi cái cây thúi, cây hư gì mấy chị không nhận, không có tức. Không có tức mấy chị. Mấy chị thấy không, mấy cái gì cây mà thúi, cây vàng lá gì em đều hỗ trợ 100% hết cho mấy chị luôn, chứ không hỗ trợ. Mà cái những cái trường hợp vô lý nó tức với nghiệp tụi dình môi. Bởi sao mấy chị nói em không giữ mấy chị, thiệt luôn á. Thì đó chị Minh Tâm em mới thiệt. Nói chung là mình đâu không phải là mình không giải thích mấy chị, không phải là mình không giải thích. Cũng giải thích là khách ơi, cây thiên nga này về lên nó sẽ xuống lá, nó vàng xuống lá. Một số cây nào thì nó còn giữ lá, giữ con số nào nó còn xuống lá xuống. Còn cái này là coi như mới nói chung bắt trị mấy chị. Rồi em đưa cái cây này nắng này cho mấy chị nè. Thôi bán lan mấy chị đi. Chứ hơi bực xíu nữa em không bán được gì cho mấy chị luôn. Hay đẹp lắm nha mấy chị. Dạ cái vàng bơ em hết rồi, hoa lan ơi. Hết rồi. Cây nó có về nữa đâu nên là
em nói mấy chị sẽ rất là hiếm hoi ai một nhà vườn nào bán được cây vàng bơ luôn, hứa với mấy chị danh dự luôn, tại cây nó chăng như cây ngọc điểm của mình hả, đẹp lắm. À, chào chào anh Võ Minh Đức nha. Thiên Hoa Đen hắn tự nhiên ơi, để em lục lại coi, tại vì nó đang xuống lá, xuống lá mấy chị nhiều khi khác cái cũ không, mấy chị xấu mấy chị chơi, nhưng mà cái cây xuống lá nó còn đẹp, khi làm bông đẹp dữ mê hồn đó, mà tại bản chất của nó mấy chị, chứ nào mình muốn nó xuống lá. Giống như mấy chị mới chơi lan mà mấy chị không biết được đặc tính cây đó, giống như là sao mấy chị chơi thân thòng được, mấy chị chơi thân thòng là bắt trì luôn á. Thân thòng là khi nó làm bông nó xuống lá nó còn cụ lưỡi cái cọng không à. Thì gặp những anh chị nào chưa từng chơi lan là sao mấy chị chơi được những chơi được mấy chị chơi được những dòng đó thiệt chơi chán ghê mấy chị. À, cho cô hết rồi bán lan mấy chị. Cái cây là cái cây thông chai, thông chai này á là cái cây vàng lưỡi nâu hoa thơm, cây này có 150 một cây à. Bữa nào lai chửi khách thử không, em không có chửi được mấy chị, nhưng mà em nói không à, không chửi được. Ai đâu chữ mấy chị, không phải gì, nhưng mà phải nói rất là rõ khách. Thì giống như là cây hư cây thối mấy chị không nhận, em trách em chả có một tiếng nào than vãn hết trơn mấy chị, không có nói trách cứ gì khách hàng hết trơn á. Tại cái đó là mình, cái cây của mình hư, mình sai thì người ta không nhận là đúng, đó là cái chuyện hết sức là đương nhiên. Còn cái đằng này nó hết sức bình thường, nó không có chuyện gì xảy ra luôn. Nó giống như là mấy chị bữa nay có một cái chiếc đơn nữa nè, hôm bữa có đơn là của Đà Lạt Bảo Lộc, không có nằm rơi trong khu vực cách ly, mà bưu tá giao hàng đến là đi cách ly rồi, không có giao hàng được. Điện thoại không nghe máy, nóng máu, lùi máu, nó máu nữa, tôi nổi lên. Phải vô lý, mới thà mấy chị cho em một cái trường hợp, một cái lý do rất là chính đáng à. Mấy chị rơi vào tâm dịch, mấy chị ở Bắc Giang, em cũng không nói tiếng nào, mấy chị ở, mấy chị ở Sài Gòn, Gò Vấp, mấy chị vô tâm dịch, mấy chị không nhận cũng được. Đằng này là Bảo Lộc Lâm Đồng, chưa có trường hợp nào cách ly Covid. Nó báo chí rành mà nói là bưu tá ơi tôi đi cách ly Covid rồi, không có nhận được hàng. Cũng khùng lên. Hết của tiên rồi. Tự nhiên nó bực quá nó nói, chứ họ không muốn nó nói này đâu mấy chị. Nó bực quá. Hà mấy chị cho em một cái lý do chính đáng chút mấy chị. Nó không có lý do để chính đáng luôn á. Nó chưa bán hàng. Cây này à. À ừ, cái đơn hôm qua nữa, cái đơn 200 mấy ngàn có tiền nhận. Dạ anh đâu, con anh đâu. Vợ con nhận có được. Dạ anh đang đi rất là xa rồi. Anh đi xa lắm rồi, anh chưa có về được. Anh đi công chuyện khoảng 10 ngày nữa sau anh mới về. Thiệt luôn, khổ dữ lắm cái gì hơn. Hay là mấy chị cũng hiểu. Mấy chị tại sao lý do. Em nói thiệt, mấy chị có một lý do chính đáng thì đi nói thật sự mấy chị. Em chả có trách gì hết trơn. Nhiều khi khách đơn hàng em giao tới, mấy chị bị tai nạn. Có những khách rất là rõ ràng. Yến ơi, chị bị tai nạn. Mấy chị còn chụp hình là đang ngồi trên xe lăn nữa đó. Thì em cũng chả có trách gì hết trơn, đơn hàng hàng em về, hàng về. Còn đằng này nhiều khi á, mấy chị không nhận, mấy chị cũng nói à Yến ơi cái đơn của này chị kẹt tiền chị không nhận, mấy chị cũng phải nói giùm em một tiếng đó mấy chị. Rồi khổ tâm dữ lắm mấy chị, rồi mấy chị đừng trách sao vô danh sách bơm hàng, mấy chị cảnh báo mấy chị rồi. Lần sau mấy chị mua lan không có bán. Nó thật sự cái cây gì cũng nói luôn. Phải chi mấy chị mua quần áo thế này nè. Mấy chị hàng về thì cái cây nó giống như quần áo của mình nó còn nguyên vẹn mấy chị. Còn cái đơn hoa lan gần như là hàng về nó hư gần như 90%. Hoặc là cái cây nào nó khỏe dữ lắm, giống như những cây này mình nó hư, nó hoàng về chị bắt dĩ là nó hư bông mấy chị thôi, còn đem về vườn dưỡng được. Khổ tâm. Hoa đen vừa hả? Cây hoa đen vậy? Cây hoa lan hoa đen hả? Hoa đen là cây ngọc điểm, ngọc trai đen. Dạ, cái vanda cô về cô treo bình thường luôn, cái chị Thí Thiên, chị treo bình thường, chị Thí Thiên. Nó khùng máu ghê trời. Qua chữ luôn. Qua chữ chữ hết luôn. Ghét chữ luôn. Tao chửi là tao chửi đúng chứ tao cũng có chửi sai. Ê cho cây ngọc điểm một cho đen. Ổng nói cái này nè. À anh không có tiền nhận. Ủa anh không có tiền nhận thiệt anh? Không, cái đó là lý do anh nói chú tá thôi, chứ tại vì anh đi công tác rồi. À, đi công tác hỏi chừng nào anh về. Em cũng đã kể mấy chị hỏi đi công tác chừng nào anh về. À, anh đi 3-4 bữa nó mới về, anh không biết được ngày về luôn. Anh không biết được ngày về. Ủa vợ con anh nhận không được hả? Con nhờ ai chặn giùm mấy anh nghe mình năn nỉ á mấy chị. Ha, vợ con anh không biết được gì hết trơn á, em đừng có gửi. Khổ tâm nó thôi, thông cảm đi, hoàng về giùm anh đi. Đất thiệt, bực bội ghê quý chị. Cây ngọc điểm, ngọc trai đen. À, cho hoa lan nha. Bữa nay nhìn Yến không dữ quý chị. Bữa nào cũng vậy hết trơn. Khổ quý chị ơi.
dịch này khó khăn chết luôn, mấy chị đừng có phá em, mấy chị đừng phá em dịch này ha. Mấy chị thấy không, thời điểm dịch nó khó khăn khủng khiếp luôn á, mấy chị đừng có phá em, mấy chị nào thương mấy chị đừng có vô đây em mà bơm hàng tội nghiệp cho em, mấy chị khó lan chứ su cà na lắm nha mấy chị ơi, dịch đó mấy chị. Bình tĩnh nha, đang dịch. Cho coi giải thích. À, em mới vàng hết rồi, không sẽ hối hận thôi. Em mới nói lại á, em mới nói lại ổng á mấy chị, là anh đi luôn là anh không có về luôn đúng không, là coi như là anh đi luôn là anh không có về được tới nhà luôn á, là em nói vậy luôn á mấy chị, tao biết rồi đó mấy chị. Ổng có coi like kìa, ổng cho ổng coi like mà, nói là đúng mà, ổng tắt máy luôn, gọi điện rồi không nghe máy. Dạ cho chị hỏi Phung 3620 Phung điều lượng bao nhiêu, dạ chị pha cho nửa muỗng cà phê cho một lít nước nha. Tại vì nó là dạng viên, nó dạng hột cám một, giống như nó dạng bột đó mấy chị, pha nửa muỗng cà phê cho một lít nước. 6:30 thì mấy chị tuần mấy chị xịt hai lần. Một tuần mấy chị xịt một lần nha. Dạ cái cây ngọc điểm đen là cây nó nhỏ chị, nó không có to nha. Còn không có to nha mấy chị. Cô Quang thích vô coi hả? Cô tinh tịnh tâm như lắm, cô Quang thích vô tình hết nổi rồi, cô Quang thích rồi. Hết nổi luôn rồi. Hết mất, coi cho siêu qua mất bà không còn không ta? Còn chưa? Xin siêu qua mất bà, còn chậu lớn á chị lên bên iPhone không? Có chốt không? Cây nào mấy chị? Cây này nói tính thật ra là nó kêu nó là cây vàng thị. Cây nó là vàng thị, hoa thơm. Cây này có 150 cây đang đụng lớn nè. Mấy chị nào có chốt chốt 150 cây, 150 cây đang đụng lớn. 150.000 một cây. Bởi vì thấy không, em đâu ít có ai đăng ai lên bơm hàng hay là cái gì lắm mấy chị, làm biến lắm mấy chị. Làm biến làm những cái chuyện đó lắm, rất ít thôi. Ít là cứu hơn nhiều, nhưng mà tại nó bực quá nó phải đói thôi. Em muốn đăng bán mấy chị thôi, chứ mấy trường hợp người ta còn đăng vô hội nhóm người ta post được cái kiểu của em làm biến lắm cái gì thôi. Làm biến lắm. Chốt cây có hoa chị Ngọc Thăng La nè, 150. Thì đó em nói em không giữ chứ. Chị chở mẹ chị đi chích ngừa Covid, mẹ chị cao máu không được chích. Đi cao máu không được chích hả? Ưu tiên vô diện ưu tiên. Đúng rồi đó chị Ngọc Thăng La, chị nóng luôn à. Tôi tại vì cũng thối thân bơm gì hả? Thối thân bây giờ cắt triệt để luôn á chị Nguyễn Duyên. Thối thân và chỉ cắt triệt để và chờ bôi keo liền sẹo, hoặc là tanner, cái keo liền sẹo rồi sập tanner luôn, rồi di chuyển ra nơi có nắng, rồi giống như là chị để phơi cái gốc khô, cái vết cắt nó khô rồi chị hãy tưới nước lại nha. Dành nữa đỏ hôm nay không có. Hello chị Thanh. Hello chị Thanh. Trời ơi, em muốn kể cái trường hợp đây đó mấy chị, tức quá. Có một cái chị khách chỉ mua cái cây bót, cái cây bớt giống cây chớp Enobi đó. Cái mấy em đã lên làm nó rất là rõ luôn, cái cây là chỉ là cái cây giống thôi, mới chị mua về mới chị ra chậu chị trồng lại giùm em. Tại vì cái cây bớt đó nhà vườn nào để được cái cây lớn như thế này, nhà vườn nào họ cũng phải trồng được cái bớt nhỏ xíu lên mấy chị, nên là nó sẽ không có được nhiều thân, cũng nói rất là rõ về mấy chị. Không thích không nhận. Rồi cái em mới nhắn tin em nói là chị ơi sao cái đơn chị không nhận, tại vì chị đi công tác rồi, nhân viên ở nhà của chị á là nó không có biết, nó không có nhận cây. Rồi cái em mới nói là chị ơi ráng tranh thủ nhận giùm em được không. Chị vậy làm vậy rồi sao ai dám bán chị nữa. Rồi mấy chị biết sao không, thả icon ha ha, trời ơi máu nóng lên mấy chị ơi, thả icon ha ha, mình chưa kịp phản hồi gì đó mấy chị. Hà chị không nhận thì thôi, nói cho em ơi hà hàng về cứ cho chị hay kia, không nói thả icon ha ha. Rồi cái biết sao mấy chị, chặn luôn tin nhắn Facebook. Trời ơi, em điên máu lên, tìm Zalo nhắn tin nhưng mà không có Zalo, chặn người lạ. Rồi chán ghê luôn á, lấy 150 chị Trần Minh Kỳ thì không nhận, thì hỏi là em mới nói là phải, em nói ra là bằng mấy chị, em nói là chị làm vậy sao tụi em dám bán chị nữa. Chị nói là em ơi hàng về đi lần sau chị mua. Cái em nói là làm vậy rồi sao em dám bán chị nữa. Rồi cái bắt đầu sao mấy chị thả icon hay ha, icon ha ha là mấy chị biết cái con đó sao mấy chị, giống như là mình cười giống như cười điểu mà cười khinh bỉ vậy đó mấy chị. Trời ơi, máu nó nóng lên mà hên cho bả một cái là bà chặn luôn Facebook em luôn rồi.
Bây giờ mới bút em không cho đường em để nói lại luôn mấy chị. Nó mới cho hàng về đó đó. Khùng máu lên. Thái con nó ha nó trời quý thần ơi. Nóng máu lên đi chị. Trời ơi đọc nóng tin nhắn nóng máu lên. À, da da hả? Giống như là mấy chị khiêu khích đi. Mấy chị khiêu khích gì đó. Có lần trời ơi phải chi thì chị cũng nói ông nói cũng nói mà thả con ha máu sùng lên. Bắt đầu mới nhắn tin em lục tin nhắn em nhắn tin. Em lấy số điện thoại em nhắn tin chứ em lắm lấy số điện thoại của em nhắn tin đâu. À, 150. 150 cây này. Có cây này 2 ngồng nữa mấy chị. Bán rẻ cho 160 cây, 170 bán cho 160. Ấy khùng dữ vậy trời. Khùng lên mới nói chứ còn không khùng nói đâu mấy chị. Bữa nay biết khùng rồi. 160.000 cây này 2 ngồng. Cây này là 160 2 ngồng. À, còn cái ông này nữa. Ta nói cái đơn của cô An lại thích là ta nói ta giảm 80.000 là 2 triệu. Cái thu 2 triệu thôi. Thì cái đơn ráp mình thu tối đa 2 triệu thôi. Ông mới ra ông thu con ráp 2 triệu 080 ngàn. Cái khúc nào quan trọng nhỏ xíu à. Khúc nào quan trọng nó lớn lắm. Thì nó lớn lớn chứ sao. Tại vì không có 80 ra này em đi. Nhưng mà con dấu kia mà bỏ con được hết tiêu. Ta nói là thu 2 triệu. Okay, à, cho chị Trần Minh Kỳ 160 nha. Chị Thị Trang. Nói chuyện à. Trời ơi thư thích thức vinh hài chị ơi. Nè có cây này 160 nè cho chị Vương Nữ Nguyễn nha. 160.000 hoa thơm nó mấy chị khỏe lắm. Cây nó mập ú ì à. 160.000. Chị bán cho nói chuyện cho mấy chị đỡ bực. Trời em mất có nói lắm thiệt luôn mấy chị thấy không. Lên like là chim bán tràn cho mấy chị. Cái nói chị quỷ yêu nghiệt mấy vụ này. Nói máu xuống tiếng nha chị Thiên. Cây này nè mấy chị. Cây này nè đang có ngồng. Ui, cái này nó nhú tới 4 ngồng nữa mấy chị ơi, 1 ngồng, 2 ngồng, 3 ngồng, 4 ngồng. Cây này 4 ngồng luôn nha, mấy chị trả em thêm 10 ngàn, nó đi 170 nha, chốt thêm đừng đổi nha mấy chị. 170 nha, chứ bán rẻ mấy chị cũng không có đắt đâu. 170 nha. 170 ngàn. Đang có đủ lớn nè. Chứ cái này đang có 3 ngồng nữa nè mấy chị. Này nó hoa thơm nó mấy chị, vàng thị nha. Nó là vàng thị, nó bắt bông nó như thế này nè. Để em kiếm cái mặt bông cho mấy chị coi. Cái này đẹp lắm, nó xiên, nó khá là xiên bông. Nó là cái giống thông chơi gôn mới lai ra đó mấy chị. Nó không phải là tông vàng chăm thông của mình đâu, nó là thông chơi gôn mới á. Để em tìm lại cái mặt bông cho mấy chị. Hơi bị đẹp đó nha. Rồi xíu nha. Nó là, nói chung là kêu nó tên vàng thị đó. Một số nhà vườn đặt cho nó vàng thị. Nhưng mà em kêu nó là tông vàng, cây vàng lưỡi nâu cho mấy chị nha. Nè tông nó như thế này nè, cây đẹp lắm, bung ra. Giờ xong em lên hồ đẹp cho hồ đẹp bán nhiêu cây gì vào. Cây 2 ngồng đẹp lắm, mấy chị bán rẻ chưa. Đây, đây là cái dặn, cái này chốt cho chị Nguyên Dương nè. Nguyên Dương 170 nè. Đây, đây là cây chị Nguyên Dương nha, cây dặn thị đó. Nó là cái cây dặn thị đó mấy chị. Một số nhà vườn sẽ kêu nó là cái lấy cái cây dặn thị đó. Em chốt cho chị Nguyên Dương mất tiêu rồi. Ê cái cây này nè. Cây này đẹp quá trời luôn á. Em nói rồi đó chị. Tại vì em bán rẻ nên đó chị Trần Minh Kỳ lấy chốt chút tim đi xả. Chị đổi em cũng chốt đâu. Chốt tim đi chị Minh Kỳ ơi đẹp quá mà. Cây này nè quá đẹp không. Nè 2 ngồng luôn 4 ngồng luôn nè. 170 chút tim đi chị gái. Không có ép gì mấy chị hết trơn á. Nhưng mà tại vì nó cây nó đẹp. Mà tại vì em bán rẻ cho mấy chị. Thay vì những cây này người ta bán cho mấy chị 200, 201, 202 thì em bán mấy chị 170 thôi. Nhưng mà chốt thêm đừng có xả từ nghiệp em mấy chị. 170 nha. Nè 2 ngồng luôn. Với lại đây đang nhú thêm 2 ngồng bán rẻ cho mấy chị. Cứ bán đắt mấy chị đâu. Tại vì nó cái những cây này 150 rồi. Mấy chị chỉ có thêm 1 ngồng nữa là 150 rồi. Mấy chị có thêm 20 ngàn thôi à. Cây là 170 nha. Chị Trần Minh Kỳ có lấy thêm mà lấy. Cây này đang có ngồng cho mấy chị nè. 2 ngồng nha, 3 ngồng, 4 ngồng. 170 cây này, hai vòi nụ lớn quá, hai vòi đang lên. Mà cây khá là khỏe đó nha mấy chị. 170 cây này nha. Để em lên cái cây hồ điệp cho mấy chị luôn, hồ điệp cho mấy chị chơi. Nó là hồ điệp chớp. Lấy chị 170. À lấy ra hai cây kia giùm chị nha, chị vô lô gắt. Thấy chị Trần Minh Kỳ, Trần Minh Kỳ comment trước. Xin xin lấy chậu lớn đó cô. À, cô Phong Mai ơi, con chỉ có chậu hàng 170 cây.
7 cây cô không mai. Cây này đẹp quá nè mấy chị. Cây đẹp quá nè. 160 nha. Chóp này chóp 160 giùm em đi. Cây quá trời đẹp luôn. 160.000 cây mập ú ì cho mấy chị à, mà đang ba ngồng nữa. Nhưng nó em kêu nó là vàng lưỡi nâu nha, một số nhà vườn thị trường thì họ sẽ kêu nó là vàng thị. Vàng thị cho mấy chị nha. À, nó là thuộc họ giống thông chơi gon lai tạo ra cho mấy chị. Thông chơi gon bản chất của mình là cái giống vừa rất là dài. Thằng này nó chỉ là bông bối cho mấy chị thôi. Mấy chị sẽ thấy nãy những cây nào mà nó một ngồng á, mấy chị sẽ thấy là cái vừa nó rất là cao. Nhưng mà đóng nó cực lắm mấy chị Trang ơi, cây nó lớn quá. Cây nó lớn quá đóng cực lắm. Nên là rất là ít nhà vườn bán dám bán cái lớn mấy chị, tại đóng cực lắm mà tốn chi phí nữa. Cây này chị nào có chốt chốt nha, 160 cái cây cây này. Trong 6 nha mấy chị. Cây đang ba ngồng nụ cho mấy chị luôn, nụ lớn để chơi. Rồi em lên cho hậu điệp cho nè. Hậu điệp này á là em bán cho mấy chị là cây 2 ngồng. Hậu điệp này là hậu điệp một cây đó 106 nha chị Sun Moon. Sun Moon ơi, dạ chừng nào có con nhắn tin cho cô nha cô Phương Mai. Đây đây là cái hậu điệp chớp, hậu điệp chớp cánh bướm cho mấy chị nghe. Cây đang hai ngọc 175.000 một cây, mấy chị lấy một cặp là 320, một cặp là 320 nha, tức là 160.000. Bốn ngồng đâu còn, em hết bốn ngồng rồi, em chỉ còn ba ngồng thôi. 160 nha chị Sun Moon với lại chị Thúy Thanh có chốt thì chốt. Em chỉ còn cây ba ngồng cho mấy chị thôi. Cây này là hồ điệp chớp cánh bướm, cây là 175.000, đang có vào hoa cho mấy chị là cây là cây hai ngồng hết. Khi mấy chị lấy một cặp có giá là 320. Cây này là bông lớn cho mấy chị, thằng đẹp nha, thằng này rất là bền bông, rất là bền bông nè. Một cặp là 320 nha, hồ điệp chớp. Mấy chị coi này cánh bướm nha, cây là cây hai ngọng hết đó nghe mấy chị, cây hai ngọng hết rồi. Này em mới về, lâu rồi em mới về, em bữa hôm qua kia mấy chị 15.000 trên một cây nữa cho mấy chị, khi mấy chị lấy một cặp nha. Nào hàng nó về con nhắn tin cô không ai. Cô Hằng thích lấy 20 cây hả? Đây nó mới về, cô Hoàng thích. Nay có sự kiện tiệc tùng gì hết, cô Hoàng thích. Nhà dịch này có sự kiện tiệc tùng gì đây? Đây lễ nay mấy mình rồi ta? Chắc chuẩn bị rằm mà. À, cho chị cây vàng thị 160 và cây hồ điệp ok chị Quỳnh Anh. 160 cho chị lấy cây chị ba ngồng đi. Đó là cây hồ điệp chị Quỳnh Anh trước nè. Ôi lộn cho cô Hoàng thích. Màu này nó bền lắm, cô Hoàng thích. Cho chị, cho chị Yến Nhật cho mình 6 cây làm quà hả? Chị cô ăn, cô ăn là thích lấy 20 cây. Con sẽ tính cái giá mềm hơn một chút cho cô nha. Có gì con bách bill qua cho cô, tin nhắn Messenger cô. À, con cho cô 20 cây trước rồi đã. Đây, con để cho cô 20 cây trước nha. Cô Bảy Phong Mai bên đây đẹp mua kìa. Hình như cô Phong Mai ít có chơi bên đây lắm. Chơi nắng không à? Chị Nhung Hồng ơi, cô Phong Mai cô chơi nắng không à? Cái này con mới về á cô, cái bông này nó bền á. Mỗi năm dịch á mấy chị, dịch mỗi năm dịch á là cái cây hồ điệp của này nè, nó rẻ lắm mấy chị ơi. Còn năm nay nó khen lắm, không có luôn. Mấy chị biết không, một cái cốc mà từ bên thằng Đài nhập về á, cái cây về nhà vườn ở Bảo Lộc mình á là trồng 3 tháng có bông. Thì cái cây nó về chi phí luôn, tính luôn tiền một công 1.000 cây á thì khoảng 45.000 một cây. 45.000 một cây, nhà vườn chăm sóc 3 tháng là mắc 15.000 một cây. Tức là cái cây giống của nó. Không, cây giống về tới 70.000 cây. Về tới đây là 70.000, chưa tính 70.000 một cốc, không thế này nha mấy chị. Chưa có bông nha, 70.000. Rồi tiền công trong 3 tháng nữa. Rồi mấy chị tính ra đi. Là nói chị biết rồi đó, mà là năm nay nó khan không có giống. Hôm nay khan không có hồ điệp, mỗi năm thì nhiều lắm, mỗi năm năm rồi thì giá rất là rẻ, tại vì do nguồn hàng ứ nên là cái giá rất là rẻ, còn năm nay đắt lắm. Bởi vì nhiều khi mấy chị nói bán gốc hồ điệp cho mấy chị á 60.000 á, mấy chị nói đắt, thật sự không đắt đâu mấy chị. Một cái gốc hồ điệp tôi về tới đây luôn á là đã tính luôn cho mấy chị nha.
đi một công 1.000 cây thì người ta tính là tính công luôn mà 1.000 cây nè. Tại vì em là cũng không phải là ấy đâu mấy chị, tụi em cũng nhập mình gốc này cũng về là tụi em dưỡng, em mướn người ta trồng đi một đọc đợt Tết em bán hàng Tết đồ đẹp á, là mấy chị biết không, chi phí nó rất là lớn chứ không phải là nhiều khi người ta nói bán, nhiều khi gốc đồ đẹp người ta bán 30, 40, 50 ngàn một gốc cho mấy chị. Nhưng mà không có cái giá đó đâu mấy chị. Về tới Việt Nam mình đã là 70 ngàn một gốc rồi. Là cái gốc tơ nghe nó chưa có bông lần nào. Là gốc nói chung là cũng là gốc lớn này, người ta đã dưỡng gốc lớn hết trơn rồi. Chưa có bông lần nào. Về tới đây luôn 1.000 cây tính tiền công xe này kia là chưa. Nói chung là một cái chi phí của một cái gốc không đã 70 ngàn, chưa tính tiền công xe này kia nữa đó mấy chị. Đắt cỡ đó đó chứ, nhiều khi bán 60 ngàn một gốc cho mấy chị á, là hàng đã cắt một ngầm bông rồi thì mới bán được mấy chị 60 ngàn. Chứ thật sự ra nếu mà gốc tơ hết cho mấy chị, hàng Hà Đông là nhà vườn không bao giờ xuất ra một gốc nào hết. Thì giá nhập vô rất là cao. Nhiêu cây à? 12 cây. Nó hàng đại đó, còn Hà Nội rẻ lắm. Nhưng mà về mấy chị trồng nó cũng dễ bị thúi đó. Hà Nội đó, rất là dễ bị thúi đó. Nó chỉ nhiều khi á mấy chị, nó chỉ co được một lần bông mấy chị rồi, nhưng mà không sao, mấy chị khó rất là khó trồng. Bởi nó can cái dịch đó mấy chị, bởi nó bùng dịch rồi nó cũng hàng này cũng hiếm lắm, màu đẹp nó cũng hiếm lắm. Như đủ chưa? Nay chắc tới rằm rồi đó, cô mua mấy con chuột rồi đó. Nó cây này. Một cặp thì chỉ cơm, nói chung là cái giá này em cũng nói chung là không có lợi nhiều cho cái gốc đẹp, cái keo đẹp đâu mấy chị ơi, cái giá này nó cao lắm. Năm rồi chị mua Vanda của em, hàng lá hôm trước ra hoa màu blue đẹp hay to nữa hả? Blue đẹp hả? Cảm ơn chị Nhung Hồng. À từ từ nha. Dạ chị nắm hương 6 cây. Nguyễn Tình một cây 175 ngàn, bỏ qua của người ta rồi. Anh Nguyễn Tình, Nguyễn Tình bốc rác đúng không? Nguyễn Tình 175 ngàn cho anh Nguyễn Tình nè. Cho chị nắm hương 6 cây. Bữa nay hoa nhiều quá chứ không hết là tặng, làm quà tặng không á chị Nguyễn. Chị nắm hương. Chị nắm hương 6 cây, chị nắm hương nha. Nắm hương 6 cây nè, này đẹp luôn mấy chị, nó là tông màu đực chết mà cây hai ngồng. Mấy chị lấy một cặp 320. Giống như lấy một tép như cô là thích thì con thì em cứ tính giá khác cho mấy chị nữa, bớt nữa cho mấy chị. Đây, chị nắm hương. Chị nắm hương 2 4 5. Cây đẹp lắm mấy chị. Mà những cây này em vận chuyển cỡ trái, vận chuyển đi ra ngoài Thanh Hóa thì vẫn rất là ok. Thanh Hóa rất là ok mấy chị, bông vẫn có bông, mấy chân đẹp lắm, nói chung là chân đẹp lắm. À cho chị Ngọc Thắm Phủ một cặp bằng phân phân gì ạ? Anh chụp cái cây gửi qua coi trong kỹ trong nách lá giùm em á. Trong cái nách lá. Ngọc Thắm Vũ nha, Ngọc Thắm Vũ giùm em một cặp, chị Ngọc Thắm Vũ nè. Một cặp 320. Mua tới đó luôn ạ. Cho chị Nguyên Dương một cặp màu đẹp cho chị Nguyên Dương. Anh quay cái video cái hình để Nguyên Dương. Nguyên Dương một cặp chị Nguyên Dương nha. Cái bộ phận đóng hàng đó. 56 chị Nguyên Dương luôn. Dạ em biết là chị Trần Minh Kỳ ơi. Mỗi lần anh em chốt đơn. À cho cô Nga Ngô hai cây, cô Nga Ngô nè. Đâu bị cách ly rồi hả cô Nga Ngô? Cô Nga Ngô hai cây, cô Nga Ngô nè. Cô Nga Ngô nè, một cặp cho cô Nga Ngô nha. Dạ cái này em gửi ra Bắc bình thường mấy chị, kể cả Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Ninh, cái những cái nơi xa em cũng đã gửi hết rồi mấy chị. Về mấy chị chân bông chơi bình thường, chuẩn bị gặm. Không biết luôn, không biết ngày tháng luôn á cô. À cho chị Lý Hồng Nhung Ly một cặp. Chị Lý Hồng Nhung Ly còn có mấy cây đó mấy chị ạ, còn được cả 4 cây nữa hết rồi. Chị Lý Hồng Nhung Ly một cặp nè. Lý Hồng Nhung Ly nè, cây đăng nụ nha, cây đăng nụ đẹp cho mình. Lý Hồng Nhung Ly một cặp. Trần Lê Quốc Trung một cặp đẹp đẹp, ok. Để riêng từng cái, hồi nãy chị lấy con số à? Để em biết mà. Đây, em lấy một cặp cho mình nha. Trần Lê Quốc Trung một cặp. Dạ một cặp 332 á chị. Chị Thí Hằng Nguyễn Thành Thị ơi, cái giá này là cái giá tầm trung của nó đó, bởi vì nó cũng không đắt, nó cũng không rẻ. Năm rồi mình bán 3 cây bao nhiêu ta, lúc mà thời điểm dịch năm rồi mà nó 3 cây năm rồi em bán với chị 3 cây 400 ngàn.
Trời ơi, em nói thật sự mấy chị về mấy trăm cây cũng hết. Là do lúc đó là nhà vườn họ kêu em bán giùm luôn á mấy chị. Nên năn nỉ bán giùm luôn á. Tại vì mấy chị biết không, hoa nó đang rộ đẹp. Mà giống như hoa nó đang rộ đẹp nhưng mà thị trường thì đang dịch thì không thể nào lấy hoa về. Đa phần nhà vườn họ cắt bỏ không. Họ nhà vườn họ năn nỉ đó mấy chị. Họ năn nỉ mà tới năn nỉ để bán giùm luôn á. Bán được chưa bán lúc đó 3 cây 400 ngàn tức ra nhiêu cây ta? 130 mấy ngàn một cây đó mấy chị. Trời ơi, nó đẹp mà nó thật sự bông mấy chị dài khủng khiếp luôn mà. Đủ màu hoa hết trơn kìa. Năm nay ít màu lắm. Năm rồi rất là nhiều màu đẹp khủng khiếp luôn. Mà năm rồi bán, em nói thật quý vị, về bao nhiêu cây, vậy một like vài trăm cây là nó hết là không có. Bán rất là nhanh mấy chị, like lần về vài trăm cây mà. Trời ơi, về lúc mười mấy hai chục màu bông kìa. Mà bông đại không mà, sao bông đại cho mấy chị không à. Năm nay ít màu hoa, giá mặt bằng chung. Tại vì người ta sợ dịch nên người ta không có nhập cây về nhiều. Nên là không có màu nhiều. Cho ai ta? Ông này không tắt máy quạt chứ ai? Cho chị Nguyễn Duyên một cây, chị Nguyễn Duyên. Nguyễn Duyên một cây, dạ. Tôi có nói gì đâu. À, chị Thúy Hằng Phạm Thị hai cây á. Hai cây chưa có nữa. Chị Thúy Hằng hỏi một cặp bao nhiêu mà? Cái này cho em lên, cái này cho chị Nga Thị Trần nghe, một cây hồ điệp với lại một viên thối nhũng cho chị Nga Thị Trần. Rồi em hết luôn nghe mấy chị. Hết luôn. Em chúc dư cho hội là Lam Ghi Anh một cặp nha. Dạ một cây em cũng có bán mấy chị, một cây thì 175 ngàn. Khi mấy chị lấy một cặp thì em bớt được một cặp là 30 ngàn nữa cho mấy chị đó. Một cây là bớt đi 15 ngàn, là một cặp là 30 ngàn đó mấy chị. Em hết luôn rồi chị Hiền ơi. Không phải là không muốn không về hồ điệp đẹp cho mấy chị đâu, nhưng mà tại vì á, nhà vườn năm nay phòng hết rồi nên là không có hàng bán cho mấy chị luôn. Nhà vườn năm nay là họ phòng hết trơn rồi, họ chỉ canh bung ra lúc thời điểm lễ này kia. Chứ em nói mấy chị ơi, hồ điệp năm nay nó rất là khang, cực kỳ khang luôn. Họ trồng rất là ít nên là nhu cầu của mình kể cả từ đây cho đến Tết rất là nhiều. Sự kiện này kia, tại vì do dịch thôi, không diễn ra thôi. Nhưng mà nhu cầu khách thì họ vẫn rất là thích hồ điệp. Nhưng mà nhà vườn họ phòng hết trơn rồi nên là họ nhập rất là ít mấy chị. Nên là giá họ đẩy lên rất là cao. Em hết rồi nha, em hết đồ đẹp rồi. Facebook anh tin. Rồi em biết rồi. Cây bóng mát anh có địa chỉ, anh Lương Chí Hiếu nè, ở Hòa Bình. Rồi em lên cho mấy cây xanh Mã Lai đi. Anh muốn lấy thêm gì anh Hiếu? Chị Trần Thi đổi cây vòi nhỏ hả? Hồi nãy của chị á là em nhớ là nhú cái vòi thế này là nhỏ rồi đó chị. Chứ đa phần là cây nụ lớn không à. Em còn màu vàng đang có vòi. Nè, là cái còn lại là cái cây nụ cao thế này không à. Ê, lên cho mấy cây xanh Mã Lai đẹp đẹp cho mấy chị đi. Chị Duyên. Ê, sẵn đây em lên cho mấy chị cái kích hoa nè. Em ấy, nó rất là dễ mấy chị ơi. Kích hoa này là 30 ngàn một nắp kích hoa. Anh chị nào không biết kích hoa thế nào thì mấy chị nhắn tin em chụp cái bản dẫn này qua cho mấy chị nha. Nó là cái kích hoa mấy chị hỏi em là pha xịt hay gì, tại vì nhiều khi mấy chị không biết được, thường là cái gì nó cũng pha xịt. Cái này là mấy chị nhỏ trực tiếp nha, nhỏ trực tiếp, mấy chị nhỏ trực tiếp hoặc là lấy con con mấy chị chấm, nó hiệu quả cao trên cả những cái dòng rễ gió thế này luôn. Mấy chị chấm vô đây nó vẫn nhảy bông bình thường cho mấy chị. Panda kiếm hoặc là nó hiệu quả cao nhất trên những dòng rau nắng, rau màu và hiệu quả tầm trung bình cao cho với những dòng để gió, dòng kiếm này cho mấy chị. Dạ đúng rồi, có khách gọi khi chụp hình gửi á. Có chụp. Thế là chị Cúc, rồi em lên cho mấy chị mấy cái xanh Mã Lai đẹp. Đây nè, giao nhận thì sẽ trừ lại 30 ngàn, nó tính hàng lá. Cây này em lên cho mấy chị luôn nha. Cái cây là cái cây xanh Mã Lai. Xanh Mã Lai này nó là dạng xanh bơ lưỡi nâu cho mấy chị. Cây này là thuộc họ Thông Chai luôn, kêu nó là xanh Mã Lai cho mấy chị. 60 ngàn một cây. Nó là 60 ngàn một cây. Khi mấy chị mua 4 cây em để cho mấy chị là 220, tức là 55 ngàn một cây. Bán cũng 5-6 năm. 55 ngàn một cây nha. Dạ kích hồ điệp được, nhưng mà anh Hoàng Lan ơi, nó sẽ chậm hơn, tại vì những cái dòng kia khoảng 15 ngày đến 20 ngày thì còn cái dòng kích hoa đối với những cây hồ điệp hoặc là những cây panda thì nó sẽ tốn khoảng từ 25 đến 30 ngày.
Nếu mà mấy chị nhỏ một lần mấy chị không thấy hiện tượng mắc u, không thấy nhú vòi nhú cựa thì mấy chị nhỏ thêm một lần nữa giùm em nha. Nhỏ thêm một lần nữa giùm em nha. Đây tặng kích hoa hả? Ok chị Duyên, có gì đâu, có gì đâu khó, có gì đâu khó chị Duyên. Cái này là cây xanh mã lai nha, cây nó mập ú ì rồi mấy chị, cây mập đẹp nha. 4 cây là 220 ngàn, còn mấy chị lấy lẻ một cây thì 60 ngàn. Thằng đang đồ đẹp nha. Dạ chị Vương Anh, Vương Nữ Nguyễn ơi, một cây là 60 nha chị. Tại cái này em cũng có lời nhiều trên một cây. Dòng này là người ta đa phần là người ta bán hàng lá là nhiều, em bán hàng bông cho mấy chị. Nên là nếu mà rụt vù bông về của mình nó có lợi bị gãy á, thì mấy chị cứ nhắn tin em sẽ hỗ trợ rủi ro cho mấy chị tính cây hàng lá luôn. Nó thay vì những cái cây này thị trường người ta đã cũng đã bán cho mấy chị khoảng 70 ngàn cây trở lên, chứ cũng ít ai bán mấy chị 60-65 gì đâu nha. Người ta cũng đã bán mấy chị 70 ngàn rồi, nó là dòng xanh mã lai, những dòng nắng không à, người ta sẽ bán cho mấy chị 70 ngàn một cây mà bán hàng lá. Còn em đang bán cho mấy chị là cây hàng bông, mà nếu mà lỡ về nó có gỡ bông đi nâng nữa, em cũng tính giá lỗ cho mấy chị một nửa giá thôi. Cho chị Vương Nữ Quyền một cây nè. À, kích thân đồng ở chị Xuân Lê, thân đồng á, nếu mà chị muốn kích á thì chị sử dụng kích chi đỏ thì nó sẽ ok hơn. Thì thân đồng á là hoa theo mùa, thân đồng là hoa theo mùa, và chứ là chị xài cái dòng này thì nó sẽ hiệu quả lâu hơn thằng kích chi đỏ. Nếu mà chị ưu tiên sử dụng thân đồng thì chị xài kích chi đỏ là ok. Kích à, kiều thì khỏi nói, trời ơi chích kiều hả, rồi còn dễ ra nữa. À, phân gói em gửi cho chị là phân 1 kg, nó dùng cho bón gốc á nha chị Thu Huyền. À, nó có tác dụng là giúp cho cái cây của chị á, nó tốt hơn, xanh, nó nhảy mầm bạc gốc bóng rễ, và nó giúp cho cái màu hoa nó lên tông màu hoa chuẩn cho chị luôn. À, cái dòng nó là nó là dạng viên mén phân sinh học, nó nói chung là phân nó rất là tốt, nó không giống như phân dê, phân ăn đắt đắt lắm á. À, tại vì mỗi lần chị mua chị đòi rồi tặng chị đó. Nói phân nó tốt lắm, chị bón cho cây hoa hồng, cây kiển vẫn được nha. Tại vì nó mất tới 1 kg nè. À, chu kỳ sử dụng của phân đó sau khi gãy rớt mấy chị rải dưới gốc là khoảng 3 tháng 3 tháng rưỡi, một bón một lần nha. Khi nào nó tan hết cái phân đó thì bón lại, nó là xài rất là lâu. Chụp cái gì, chụp cái gì chị Thu Yên? Dạ em còn banana. Chị Thu Yên kêu kêu em chụp gì vậy? Anh chị nào có chốt không? Cái xanh mã lai này thì chốt nha mấy chị, xanh mã lai này thì chốt nha. Xanh mã lai này thì chốt mà. Cây này thì nó là 60 ngàn một cây. Mấy chị lấy combo 5 cây thì 4 cây thì nó có giá là 220. Em còn được vài cây đỏ nè, vài cây thông chỉ đỏ cho mấy chị nữa nè. Rồi là còn được có mấy cây à. Cái này là do gọi khách không tin mà gọi điện thoại xác nhận không được á, nên em xả ra. Băng cốc Sunset đang có hàng kìa, đang đăng ra hàng đó chị Thanh Trương. Băng cốc Sunset màu vàng cam, chị Hồng Minh hỏi em đúng không? Có, đẹp lắm. Để coi em có ra kịp chưa, cái em lên cho vài cây. Nó nằm trong thùng kìa, tại vì đang ra hàng. Cây đó nó xiên bông dữ lắm á chị Trương. Mà vô tay chị thì khỏi nói rồi, chị là một cái tay lão làng trăm lan rồi, khỏi phần cái phần giới thiệu. Nhưng mà cái bản chất của nó xiên bông lắm, mà vô tay chị thì chắc đẹp lắm á. Mấy chị nào mà lão làng thì em không nói thêm nha. Mấy chị lão làng trăm lan thì em không biết em nói gì trơn, mấy chị kinh nghiệm em non kém lắm. Còn chị nào đừng nghe em nói gì trơn mấy chị. Còn chị nào em thì cái kinh nghiệm của em nó không có nhiều, giống như nhiều khi mấy chị đây là lão làng lắm. Ủa mấy chị chăm đẹp, đẹp hơn, nói chung là đẹp, còn đẹp hơn nhà vừa em chăm nữa đó mấy chị, là biết rồi đó. À, đây là thông cây đỏ 70 ngàn cây, 3 cây là 200 ngàn. Mấy cây này là cũng là gọi điện thoại không nghe máy, em xả ra nè. Chứ rồi tới cuối cùng xong rồi cái mấy chị sẽ đổi thừa. Tại sao tôi chốt đơn không gửi đơn tôi nữa, khổ tâm nữa lắm đó. Đây, cái cây này là thông cây đỏ. Thông cây đỏ này hoa có mùi thơm, nhưng mà bóng bói nó thơm nhẹ lắm. Nếu mà chị phải đợt lên đợt 2, đợt 3 thì nó sẽ thơm mùi thơm rất nồng cho mấy chị. Cây này là 3 cây 200 ngàn, cây nó mọc ú ì à. Còn được vài combo á, chị nào có chốt chốt nha. 3 cây 200 ngàn, thông cây đỏ. Cây đang nụ lớn hết cho mấy chị nha, này là về chơi bông luôn. Cây này mấy chị hàng lúc trước em về nó cũng nói luôn á, hàng đầu tiên á, đợt đầu tiên về em bán hàng lá là 70 ngàn rồi.
cây này đợt này về rất có bông, em cũng bán mấy chị 70 ngàn nữa. Nhiều khi về xui xui lỡ làm gãy bông mấy chị còn trừ tiền nữa kìa. Cái bịch đó 50 ngàn đó chị, phân 1 ký nó 50 ngàn á. Mà của chị gửi cho chị Thu Huyền mấy bịch rồi mà. 2 bịch, 2 bịch chị gửi. Mấy bịch rồi, trời ơi, xài chưa hết đâu. Mà còn tính mua thêm nữa gì cô nương. Ôi chúa, xài hết em gửi cho chị mấy bịch rồi mà. Cái này cho chị Ngọc Trân một cây thân chị đỏ cho mình nè. Công thức kích hoa hả? À để em chụp cho. Để nào à chiều báo phí rồi chụp cho. Chụp cái bản này gửi qua cho. Thôi thì em gửi vô cái bản này, bản này nhét vô cũng được. Kích hoa chị. Thân chị đỏ này là 70 ngàn một cây nha. Chị nào có chốt chốt nha mấy chị. Combo 3 cây là 200 ngàn. À để em lên cho cái cây băng cốc xinh xét nè. Mấy cây này đẹp lắm á. Cây này đẹp cực đẹp luôn. Cho chị Thảo Trần một cây thông chị đỏ, chị Thảo Trần nè. Cây mập lắm mấy chị. Yên tâm đi, em nói thật sự mấy chị dám một điều luôn. Em tin chắc mấy chị mua một cây hàng lá là phải từ 70 ngàn trở lên. Cho Ngọc Trân một cây xanh mã lai nụ to, nở. Nè, Ngọc Trân cái cây này chị Ngọc Trân nha, cái màu nó ngọt ghê luôn. Có thiên nga nữa kìa. Từ đó lên cái cây này. Cây này á là một cái mặt. Cái cây này cái băng có xếp khác mà cái mặt bông này em không có đăng lên. Cây này thơm lắm nè. Thơm lắm mà em nói thật anh chị nào mà lão luyện chơi lan á nha. Em nói thật không tì khách mới của mình nhiều khi không biết chứ thằng này đặc tính xuyên bông lắm. Còn chị nào đã dân trong nghề nhiều năm rồi mới chị trồng cái đằng này khỏi treo đâu được. Thơm dữ lắm thơm. Thằng này chính xác ra nó là ngọc điểm lai băng cốc xinh xét ra thơm. Tông của nó là tông vàng hồng thế này. Tông này em chưa có đăng lên cho mấy chị. Chậu này là 250 một cây. Thuần tan và rễ bám rất là chắc cho mấy chị. Rễ bám hết rồi. Bởi vì những chị nào nãy những mua những cây rễ gió của em á mà mấy chị thích trồng chậu á thì về mấy chị bỏ vô như thế này mấy chị trồng giùm em. Nhờ cái này nó có sẽ có một ưu điểm hơn là khi mà mình không có thời gian mấy chị chăm tưới thì nó có giá thể nó giữ được cái nó giữ nước cho trong cái giá thể của mấy chị sẽ ít tốn thời gian chăm. Còn giống như những cái bồ rễ gió như thế này thì mấy chị phải chăm thường xuyên, mấy chị phải tưới nước thường xuyên của nó. Còn giống như là có giá thể thì là không nhất thiết mấy chị phải tưới ngày nào cũng tưới. Gia xanh mã lai là 60 ngàn á chị Thảo Trồng. Có câu hỏi thích. Cây này em có được 4 cây nữa chị. Cho chị Thanh Trương 2 cây 2 màu đúng không? Em sẽ có cái cây màu hồng em đăng lên á. Có được 2 cây à? Màu vàng. Màu vàng. Cái đó là cây rớt một điểm. Mặt sợ đỏ. Đâu phải. Cái cây này đăng lên nè. Em chốt 2 cây chứ. Em ơi chị Thanh Trương nha. Hồi nãy Duyên Di bố phí cho ta. Nè 2 cây 2 màu này cho chị nha. Chị Thanh Trương là thơm lắm nha. Thằng này thơm hơn. Thằng này thơm hơn nè. Hay là cái này nó mới khui ra. Thơm lắm, nó thơm lắm nha. Chị Thanh Trương 2 cây nè. Cây nó có nhảy con luôn rồi đó. 250 một cây nha. 250 một cây. Em không biết nữa. Giờ em tháo ra cái em tính tiếp. Em kêu hai này tên gì? Băng gốc xinh xét. Ngọc điểm là băng gốc xinh xét. À chị hồi nãy gì chưa bố phí là hôm nay mới gửi đó chị hồi nãy gì nếu đâu bố phí rồi đi rồi thì con qua đóng kẹp chơi lên trễ mốt khi nào like chị đăng tớ thông báo đó chưa chị Hoàng Anh. Đúng rồi đó. Chị Thảo Trần lấy đem đợi chị Thảo Trần cây đủ lớn. Thảo Trần một cây xanh mã lai cho mình nè. Có mấy cây để gió đẹp lắm mấy chị ơi. Còn được cây này cây đỏ nè. Mấy chị còn được một cây cây ngọc điểm đỏ hoa thơm. Còn được cây ngọc điểm đỏ hoa thơm này. Nãy nào chị chốt không được mấy chị. Em còn được một cây ngọc điểm đỏ hoa thơm đang có vồ hoa. Đẹp lắm. Ngọc điểm giữ lại cây hồng gấm nha. Nãy có cây chốt ngọc dư. Điểm đỏ hoa thơm. Mà cái like này bán ra ra mấy chị mà em đâu có bán cho chị nhiều đâu chị Hoàng Anh. Để là cho mấy chị báo trước. Đây ngọc điểm đỏ hoa thơm nha, bông đỏ tươi luôn, đỏ rực luôn á mấy chị. Cây đang có ngọc, cây này là 250, không còn được cây nhú vòi. Đây ngọc điểm đỏ nè, thằng này thơm dữ lắm, thơm đó nha. Đỏ tươi thế này cho mấy chị vào bông lớn. Nó là ngọc điểm đỏ đó. Có còn được cây ngọc điểm đỏ nè, anh chị nào có chốt cái ngọc điểm đỏ thì chốt em rưỡi nha. Cho chị Thu Huyền cây ngọc điểm đỏ ra có ngọc.
em lên cho chị Hạnh Nguyễn hai cây hai màu, đọc điểm lên bằng xét đi chị. Hai cây hai màu kìa. Cái cây màu cam chị còn đó. Thu Hiền lấy người đỏ. Hai cây hai màu. Bốc ví rồi đã đi rang rồi, là đi đơn rồi đó chưa Nĩ Nhi. Cây này em cho chị Hạnh Nguyễn một cây nha. Hạnh Nguyễn một cây nè. Cây này màu đẹp lắm mấy chị. Đem mấy cái mặt bọc cực thơm. Cây màu đẹp lắm. Thiên Nga chị Thanh Trương ơi. Giờ còn nâu. Còn xanh. Ý là màu đớm, màu đớm. Không biết còn đen không nữa. Em cho mấy chị coi cái mặt bông nè. Mặt bông ngọc điểm, cái này là băng cốc, ngọc điểm là băng cốc sách hoa thơm. Thiếu một cây là còn cây nữa. 250 một cây. Thì nó chỉ có màu đó thôi, đâu còn màu gì, màu hồng nữa đâu. Màu hồng nữa hết rồi, có một cây một à. Hồng nữa có một cây một kìa. Em cho coi mặt bông là thơm lắm nha mấy chị. Mà nó dễ bông lắm. Thằng này nó dễ bông cực kỳ dễ luôn, nó không có khó khăn gì hết trơn á. Thường mấy chị nghe tới ngọc điểm là mấy chị nói là năm cho một lần bông, nên là nhiều khi mấy chị không có sự kiên nhẫn để chờ đợi. Còn cái dòng này nó là ngọc điểm lai với băng gốc xanh xét, nên là nó thừa hưởng được cái sự xuyên hoa của thằng băng gốc xanh xét, thừa hưởng được cái mùi thơm của ngọc điểm. Và nó làm bông qua năm cho mấy chị luôn, nó dễ chơi. Mà khi nào nó lai ra cho mấy chị được những mặt bông đẹp không à. Ít lắm mấy chị, cái giống này ít lắm. Nó khan, bây giờ những cái tông màu này bây giờ nó khan rồi. Lúc trước thì nó có nhiều. Lúc trước cái đem bán này nhiều lắm rồi. Nhưng mà giờ hết giống rồi mấy chị. Cây khác màu đâu còn cây nào nữa đâu. Còn cái màu đó không à. Đây đây nè, cái tông này đẹp lắm nè mấy chị. Thấy không, giờ lục cho mấy chị rất là lâu. Tông này nè, đây là cái ngọc điểm băng gốc xanh xét. Nó là tông vàng hồng cho mấy chị hoa thơm nha. Cây này là thuần thuần chậu luôn cho mấy chị luôn rồi, trồng chậu luôn rồi. 250 này lâu lắm rồi nè. Đây đẹp lắm nha mấy chị, nhìn cái bông nó lạ lắm. Có 250 một cây à. 250 một cây à. Nè cây đang có bò hoa cho mấy chị nha. Cây này là 250. Nè mấy chị coi nè. Anh chị không thích về trồng rễ gió không á, thì không thích về trồng rễ gió thế này á, thì về bỏ vô chậu mà trồng giống như thế này nha mấy chị. Để không cần có thể như cây của mình, nó cũng khỏe, nó cũng không có chết. Nhưng mà những cây này như thế này là tiết kiệm được thời gian chăm sóc tâm tưới của mấy chị nhiều hơn. Chậu này là 250 nha, ngọc điểm lai với băng cốc xanh xét hoa thơm, chậu thuần thang cho mấy chị 250. Hàng này về mấy chị cứ việc về treo lên chơi luôn thôi, cũng không cần phải xử lý gì nữa. Chớ chị Thanh Trương cái cây này nữa, gặp đơn cảm ơn chị. Nè khỏe lắm mấy chị coi nè, rễ nó bắp khủng khiếp luôn, còn lâu rồi. Cây này 250 nha, này cứ việc về mấy chị treo đi, mấy chị biết đặc tính của nó. Nhưng mà nhớ giùm em, dòng này nó chịu nắng tốt nha, nó nắng càng nhiều nó càng xiên bông. Phân trùng quế em hết rồi chị Trâm Anh ơi. Dạo này người ta xài Satama nó hiệu quả hơn, tốt hơn, mà nó tiết kiệm hơn cái phần phân trùng quế, nên là em không có dọc phân trùng quế cho bán. Cho tài bông cái cây này, cho tài bông nha. Nó là màu hồng, không đỏ. Em chốt cái này cho chị Thu Huyền, cái cây này nha, đang có bò bông cho chị Thu Huyền nè. 250. Cây đang vòi đẹp có mấy chị nè. 250 giùm em nha. Em còn được 3 cây à. Nè cây ngọc điểm hồng gấm này có ai nè. Dạ được nha chị Dung Nguyễn ơi. Chị bỏ thang nhưng mà chị phải kê cái gốc nó lên nha. Tại vì đừng có lắp
nhìn bỏ than vô, đừng có lắp cái bộ rễ của nó. Giống như mấy chị trồng cái gì cũng vậy, phải cho bộ rễ nó nhô lên cao. Nhiều khi mấy chị bỏ than hoặc là bỏ thông trồng lên á, nó sẽ lắp những cái rễ này. Giống như là mấy chị thở, kiểu như là mấy chị đang té nước mà mấy chị không có để cái mũi lên là vậy đó. Mấy chị thở không nổi là vậy đó. Nên là rất là dễ, nếu mà mình trồng gì á, nó rất là dễ bị thối rễ và rất là dễ bị úng cây. Đặc biệt nếu mà rơi vào mùa mưa, mấy chị trồng vậy mà nếu mà rơi vào mùa mưa thì cây của mấy chị sẽ thối liền. Mấy chị trồng á, cây kể cả cây gì cũng chăng nữa, trên lâu nắng hoặc là những bộ rễ thế này à, thì mấy chị phải cho nó nhô cao lên, nhô cao lên bộ rễ nó nằm phía trên, chứ đừng có để trồng cái giá thể than vỏ thông mà nó lắp luôn cái bộ rễ. Khi mà lắp luôn bộ rễ là giống như là mấy chị đang bị ngạt nước, ngạt thở gì đó, nó sẽ không có quang hợp được. Cái cây của mấy chị rất là dễ bị đen rễ và nó vàng lá, bắt đầu nó vàng lá và nó dễ bị thối nhũng. Nên là trồng nó nhô nhô cao gốc nó lên nha. Ăn nhân văn cây này 2,5 nha. Của chị Thanh Trương chỉ có hai màu thôi đó. Cái cây mà nãy chị chốt sau á là nó sẽ trùng với cái màu đầu tiên á chị. Cây đang có bông cho mấy chị chơi nè. Nè là chị chốt hai cây màu này đó chị Thanh Trương, là chị chốt hai cây màu này á. Thằng này hoa thơm nè, có nở có nụ cho mấy chị thơm lắm nha, thơm cực luôn. Bởi vì mấy chị thấy không, trồng là bộ rễ nó nhô cao không ạ. Chứ mà mình bộ rễ mấy chị đè bộ rễ nó xuống á là rất là dễ bị thối. Cây của mấy chị cũng phát triển không tốt nữa. Dù cho nó phát triển nó thoáng nước, nó phát triển cũng không tốt nữa. Nó thì bộ rễ sau này nó cũng sẽ bị đen cho mình. Dễ bị thối, mưa nè, dễ thối liền á, tôi mưa rồi thối liền luôn á. Cây này là 250 nha. Đang có bông cho mấy chị chơi. Nhớ giùm em nó là ngọc điểm lai bằng gốc Z nên là nó thừa hưởng. Thằng bằng gốc Z của mình thì nó xuyên bông quanh năm thì cũng nói. Nó thừa hưởng thằng ngọc điểm của mình đó là hoa thơm. Nên là cái cây này cho mấy chị là hoa thơm xuyên bông và cái chu kỳ bông của nó quanh năm khi mới lai tạo ra cho hai dòng này nó có mặt hoa đẹp. Có cái bằng Satama á, Satama nó phân nó 1 kg mà chị xài rất là lâu. Chị xài chưa được kể cả cây kiển nữa, nó là phân tổng hợp. Nó tốt lắm. 250 cho Samun. À Thiên Nga em đang theo cho mấy chị là một cặp 250 đó chị. Thanh Trương cặp 250. Chị Thanh Thúy Thanh ơi, chị Thúy Thanh, cái cây đó em chốt cho chị Simon rồi. Dạ cây của chị An Nhiên Văn là cây có vòi, cây nào cũng có vòi hết trơn á. Cây này cũng có vòi nữa nè mấy chị. Cây này là 250 nha. Rễ nó cực khỏe luôn mấy chị. Nhiều khi cái bộ rễ nó gặp quá, nó gãy á thì nó cũng bình thường nha. Dạ một bịch đó 50.000. Ê cái bịch đó mình còn này không, lấy giùm bịch đó cái gì. Em lấy cái bịch này cho mấy chị coi. Tại vì nó tốt hơn kể cả mấy chị về sau lúc trước mấy chị à, thì em tặng 50.000 đó chị Thu Huyền, 50.000 một bịch đó. Tại vì nó tốt hơn kể cả tảo biển với lại trùng quế nên là em không có nhập tảo biển với trùng quế về bán à, nè cây này nhưng mà xài tiết kiệm lắm mấy chị ơi. Nè nó là Satama, nó còn được mệnh danh là bác sĩ cây trồng đó. Nhâm tạc lấy cho chị Thanh Trương một cặp Thiên Nga hai cây màu gặp đơn. Cái bịch này nè nó là dạng viên một gốc mấy chị, tùy theo cây của mình lớn nhỏ mấy chị bón vừa phù hợp nữa thôi. Cái một viên của nó mấy chị xài trong vòng à, khi mà nó nói chung là cứ hai tháng mấy chị bón một lần, nên là nó rất là lâu. Chung là cái chị Thu Huyền có nhiều rồi, chị Thu Huyền muốn gì nữa tặng cái này nhiều lắm rồi, bao bịch gì rồi nó của chị là như thế này là vui gì nữa, xài biết nào mới hết. Tại vì mình bón một lần xong rồi, 2 tháng mới chị bón là một lần nữa nên tiết kiệm. 1 kg như thế này có 50.000 à. Cái này tụi em lời rất là ít trên đây nhưng mà cái này á nó lời không bằng à, cái thằng tảo biển. Tảo biển là dạng gối, nó một cái gối của nó rất là nhanh tan. À, tảo biển con trùng quế thì mấy chị hay thích nhưng mà nó có mùi hôi. Mấy chị nào mà ở ban công á hoặc là mấy chị mà trồng nhiều mấy chị bỏ phân trùng quế thì mấy chị sợ mùi hôi, thì phân trùng quế là phân có mùi hôi. 300 triệu. Bạch này có 50.000 à. Nhưng mà nó tốt lắm nha mấy chị. Cái này mấy chị xài được cho kể cả hoa lan của mình. Anh chị nào trồng sen đá, sen đá người ta cũng bón cái này. Nó nói chị à, sen đá là cái dòng cây mà rất là dễ ăn phân. Nhưng mà phân nếu mà phân ấy là nó không có chết nha. Mấy chị bón phân là nó chết đó. Ăn này xài tốt cực cái sen đá nữa đó. Cây này em từ hồi ấy tới giờ em không còn bán phân tăng chậm nữa. Thì phân tăng chậm nó chỉ dùng cho nhà vườn thôi, quy mô nhà vườn thôi mấy chị. Phân tăng chậm dạng ký á, mấy chị cũng hay đặt mua em phân tăng chậm dạng ký. Phân tăng chậm dạng ký là nó lúc đó em có bán mấy chị 1 kg em bán 150 đó. Nhưng mà xài rất lâu, nhưng mà phân tăng chậm dạng ký đó nó không có hiệu quả, nó rất là đắt.
nhưng mà cái đó chỉ dùng cho nhà vườn thôi. Còn nếu mà mình lại dặn chân chơi về số lượng không có nhiều á thì nên xài cái này, nó cũng tiết kiệm rất là nhiều cho mấy chị. Này nó có 50.000 thôi, mấy chị giống như là bón, giống như là mấy chị cái cảm giác đi, mấy chị bón mười mấy viên trên một gốc như thế này. Rồi cái này sẽ cho hoa hồng được nè, hoa hồng kể cả bón mai cũng được nha mấy chị. Bón mai vẫn được nhưng mà chu kỳ bón thì 2 tháng mấy chị bón một lần. Mấy chị cảm giác như phân nó tan hết rồi thì mấy chị bón lại, mấy chị nhiều khi mấy chị không nhớ thời gian mình bón bao lâu thì mấy chị cảm giác đi, mấy chị nó phân hủy hết phân, nó tan hết phân thì mấy chị bón lại, nó vậy thôi. Nó dạng viên nén nó tốt lắm nha mấy chị, nó là phân vi sinh nên là nó làm nó có tác dụng cải tạo đất của mình nữa đó. Ok chị Lê Trâm Anh, ba bịch này với lại một super thai. Thanh Trương một cặp panda, đây chị màu xanh với màu đơm, màu nâu á, màu đất sô cô la, đất sô cô la chị Thanh Trương. Bịch này có 50.000 nhưng mà từ hồi em bán cái này cho mấy chị khách xài nữa thì nó không có mùi hôi nhiều. Nó không có mùi hôi nhiều tại phân trùng quế em cũng thích bán cho mấy chị. Nhưng mà nó có mùi hôi, một số anh chị lại chê nó có mùi hôi. Thật nó tốt cũng tốt thiệt nhưng mà nó có mùi hôi. Nên là nhiều khi mình trồng nhiều mình bón nhiều á mấy chị. Nó có mùi hôi là mấy chị tựa thì nó phân đó là nó tích hợp giữa xương cá, thịt cá này kia, nó tích hợp tạo thành viên nén cho mấy chị nên bắt buộc nó có mùi hôi rồi là phải rồi. Tại vì nhiều anh chị không thích mùi hôi hoặc là chị nhà ở ban công á thì người ta không thích xài cái đó nên là xài cái này là tốt. Từ đó dễ bán cái này không à. Cái này nhưng mà mấy chị ơi, một bịch này mấy chị xài lâu cực kỳ lâu á, lâu lắm nha, lâu lắm. Thiên Nga chị Nga không lấy màu đen. Anh chị nào có chốt em gửi kèm thô lan cho mấy chị mà tiết kiệm nhiều lắm chứ phân trùng quế mấy chị xài nó nhanh tan lắm. Bọn này 2 tháng gì bốn lần. Xanh với nâu, xanh với đớp. Một cặp Thiên Nga nghe, cặp này á là nó 150 một cây, 160-170 cây gì đó nè. Là em để cho chị Thanh Trương cặp này nha, cây này là cặp này là hai màu nha, nó đang xuống lá đó chị. Cái này đó, nó Thiên Nga này đang xuống lá đó nha, nên là cái bộ lá nó không có được đẹp. Trồng Thiên Nga chị nào cũng nói biết rồi, em cũng nói luôn rồi, mấy chị đừng có quan điểm cái lá sau này nó cũng xuống lá rồi lũi à. Cặp hai màu này cho chị Thanh Trương nè. Cho chị Lê Trâm Anh ba bịch với là một củ super thai. Anh Lê Nghĩa một cây vanda vàng có ngồng với lại một bịch phân, một kích hoa, xin bản hướng dẫn kích hoa vanda luôn nhé. Dạ anh Lê Nghĩa ơi, em cũng nói luôn nha, cũng nói kích hoa luôn, em cũng sẵn đây em giới thiệu luôn. Cái kích hoa này thì nó là cái hũ cái đôi một vanda vàng cho anh trước nè. Hũ kích hoa đâu, kích hoa này nó chỉ có 30.000 thôi. Nó cái cây này á là nó chỉ cái này nó chỉ có 10ml thôi. Nhiều khi anh chị không biết về xài, không biết sử dụng sao luôn. Cái này là mấy chị nhỏ trực tiếp, giống như á, và đối với những cây đen rau nắng á, như thế này. Đây, em sẽ lấy ví dụ cho mấy chị nghe. Đây, giống như những cây đen rau nắng như thế này, cây giống như những cây này, thì nếu mà cái cây mấy chị, nếu mà chị lựa chọn những cây thắt ngọn á, em giới thiệu trước đen rau nắng nha, cho mấy chị cho nó dễ nha. Đối với những cây thắt ngọn á, thì mấy chị nhỏ lên đây, hoặc là mấy chị có thể chấm vào mắt u to thế này. Những cái mắt u như thế này là những mắt u là nó sẽ nhảy bông cho mấy chị. Nhưng mà đợi tới nó nhảy bông tự nhiên thì mấy chị sẽ đợi hơi lâu. Còn mấy chị muốn chơi hoa liền thì mấy chị có thể chấm. Mấy chị không nhỏ được thì mấy chị lấy cái đầu bông gòn của mình á, bông gòn chấm bông gòn của mình là mấy chị biết kiểu rồi. Mấy chị chấm vô nó, mấy chị bôi trên đây. Nhưng mà trước khi mấy chị bôi á thì mấy chị phải tưới nước. Mấy chị cũng không cần cắt nước gì so với đối với những cái sử dụng những phân thuốc khác. Mấy chị tưới nước nó 30 phút rồi xong mấy chị hả bôi cái này vô. Bôi cái này vô rồi qua ngày hôm sau mấy chị tưới nước, mấy chị chăm bón lại bình thường. Thì nó cái chu kỳ nhìn nảy nứt bồi bông cho mấy chị thì khoảng từ 15 ngày đến 20 ngày. Đối với những cây đen rau nắng, nếu mà mấy chị cảm đối với những cái cây nào nó chai quá thì giống như là mấy chị cảm giác như 20 ngày rồi mới cây của mấy chị chưa có nứt bồi, chưa có nhú cười gì hết á, thì mấy chị chấm lại một lần nữa thì đảm bảo hiệu quả 100%. Đối với những cây mà nó chai ấy mấy chị, còn đối với thường là người ta ấy một lần đã ra bồi bông mấy chị rồi nha. Đối với những mắt u thế này nè, nó có giống như là nó có 3 mắt u thì mấy chị muốn cho nó 3 mắt u nó nứt vào bông hết thì mấy chị chấm vào 3 mắt u thì tất nhiên 3 mắt u nó sẽ nhảy bông cho mấy chị. Cây này thì nó hiệu quả, thuốc này nó hiệu quả cao trên những dòng đen nắng, đen màu của mình. Còn đối với những cây vanda thế này nè, khi mà mấy chị kích hoa thì cây có bông thì mấy chị đừng nên kích. Khi nào mà để cho nó tàn bông rồi nha,
mấy chị di chuyển ra nơi có nắng một xíu, mấy chị khi nó làm bông thì cây của mấy chị sẽ mất sức, nên là di chuyển ra có bông mấy chị dưỡng nó khoảng một tuần đi, dưỡng nó khoảng một tuần lại cái cây của mấy chị nó khỏe rồi mấy chị họ bắt đầu bôi kích hoa này vô. Bôi thì nhớ đùm em đừng có bôi dưới nha, giống như là mấy chị cứ canh cái vòi nào mới làm bông xong thì mấy chị bôi ở trên nách trên, bôi trên nách trên chứ đừng có bôi dính nách dưới nha mấy chị, tại vì chu kỳ làm bông của cái thằng Vanda này làm từ dưới làm lên nha, mấy chị đừng có bôi xuống dưới. Nhưng mà cái cây này khi mà mấy chị bôi Vanda thì nó khoảng tầm nó lâu hơn thằng những dòng đeo nắng, lâu hơn thì nó sẽ kéo dài hơn 10 ngày 15 ngày cho mấy chị nha, tại vì nó hiệu quả cao tuyệt đối so với những dòng đeo nắng. Cáp thì nó có sẽ có hai trường hợp. Đối với cáp khi mấy chị bôi á, thì cáp nó có một cái đặc thù riêng. Cáp thì nó rất là dễ bị nhảy mầm trên thân, nên là nó sẽ có hai trường hợp. Nếu mà nó có, tại vì bôi cáp trực tiếp lên cáp thì nó hai trường hợp, một là mầm, hai là vào hoa cho mình nghe chị. Chị Xuân Lê, nó sẽ ra nhưng mà cáp thì em không chắc chắn, không dám đảm bảo trên cáp, tại vì cáp nó nhảy mầm. Thì cáp là dòng nhân kỳ, cáp là da của mình là dòng nhân kỳ, nên là nó sẽ nhảy mầm, nhảy mầm hoặc là nó sẽ nhảy bông cho chị. Nó chỉ có một trong hai trường hợp đó thôi, là đối với những dòng nhân kỳ thì nó nhảy ra như vậy đó mấy chị nha. Còn cái gì nữa không? Cây đang em đang cầm thì nó là cây Vanda An Nhiên Văn, một bịch tảo 50.000. Cây em đang cầm là cây này, là cái cây ngọc điểm, ban gốc xét lây với ngọc điểm nha, hoa thơm. Nhưng mấy chị nhớ giùm em cái đặc tính của nó nha. Những cái dòng này thì mấy chị cũng không cần cái hoa đâu, thì nhiều khi mấy chị không biết chơi á, mấy chị không biết dưỡng thì nó sợ chăm lau bông. Nhưng mà thật sự ra cái dòng này á, nó có một cái điều đơn giản thế này nè, mấy chị cũng ít uống tốn phân thuốc gì nhiều đâu, nó chỉ có tốn một nửa phân thuốc so với những dòng nero của mình thôi. Giống như khách em á chị, ở trên thì mấy chị treo đen đông nắng đen màu, ở dưới mấy chị treo những dòng Vanda hoặc là những dòng gió ngọc điểm thế này, thì mấy chị tưới ở trên là tất nhiên phân thuốc ở trên nó rớt xuống là cái thằng này nó lấy, nói chung là nó thừa hưởng của nó, cộng sinh của thằng kia thì nó cũng làm bông bình thường. Mà điều kiện những cây này phải có nắng nha, thì nó hiệu quả cao đối với mấy chị môi trường là có nắng gió nhiều, chứ đừng có để trong mát nha. Dù cho mấy chị cây của mấy chị để trong mát nhiều mấy chị kích vẫn ra bông, nhưng mà bông nó không có dài, nó không có đặt bông, hoặc là nhưng nó chế độ nó nhảy vào bông cho mấy chị rất ít. Phải có nắng nha, giống như là dòng lan nào cũng vậy mấy chị, em luôn nói là mấy chị cho nó nắng buổi sáng hoặc là buổi chiều mát giùm em nha. Có nắng là cây của mấy chị, cây vừa khỏe, đảm bảo cho mấy chị cây khỏe mà nó làm bông cho mấy chị nó cũng lên màu sắc nó đẹp nữa. Kích hoa này có 30.000 à. Anh chị nào mua từ 5 hũ thì em mới gửi. Đối với những anh chị nào có lan thì gộp đơn cũng được, còn anh chị nào muốn mua kích hoa không thì mua từ 5 hũ em mới gửi được cho mấy chị nha. Trên đây nó cũng có bản hướng dẫn rồi, còn anh chị nào không biết, muốn biết thì em về em chụp bản hướng dẫn em gửi qua cho. Nó có bản hướng dẫn nữa đó. Em ít có bán combo thuốc lắm mấy chị. Ở da da có. Này có cây da da tím nha mấy chị nè. Cây da da tím này nè. Cây này là 200.000. Cây da da tím nha, một tím này khang lắm mấy chị. Mỗi năm còn nhiều tím, còn năm nay ít lắm. Có một cây màu tím đậm nè. Một cây Vanda vàng nè. Cho anh gì? Anh Lê Nghĩa. Một củ kích hoa với lại một bịch phân Satama. Cây da tím đậm nha, có được một cây. Cây này là 200.000. Anh chị nào có chốt cây da tím đậm chốt 200.000. Nó là hàng lá dẻo á, 200.000 chị Thu Huyền. Cây da này tím kiền trắng mà dạng như tím chóp đó mấy vị. Đây. Cây này thì nó có giá 180 thôi. 180 cái cây da da này nè. Tím đậm, viền trắng chất trắng nha. Trắng ở đầu ngoài cho mấy chị. Cây này là 180 nha. Anh chị nào có chốt 180. Em có được, hôm nay em có chất bẹp về nữa kìa, chất bẹp chuẩn 100% cho mấy chị, chất bẹp chuẩn 2-3 cây rồi, giá em bán rất là rẻ cho mấy chị, em có đắt đâu. Thì lâu lâu mới về nên là em cũng không có cho 180 cho chị Hương Anh, em cũng không bán đắt mấy chị. Người ta bán 450-500.000 một chậu chất bẹp đó mấy chị. Em có được cây chất Enobi đẹp mấy chị nè. Cái đó lại lấy cái bông nè, lấy mấy cây chớp Enobi em cũng giải thích là sao, lấy mấy cây bót đi mấy chị, đừng có chơi cái cây bót mà nó ít thân. Hầu đẹp bị đốm vàng lá xịt thuốc gì hả? Chị có thể xịt stainer cũng được.
chị xài, nhưng mà phi răng cũng được, nhưng mà phi răng nó nhẹ, tenor là nó mạnh hơn. Nhưng mà đốm lá là gì biết sao? Cái cây của mình về nó thuần, mình thuần cây của mình về thuần á, là cái cây của mấy chị khi mà có hiện tượng vàng đốm lá là nó khỏe. Chị cảm giác như cái rễ của chị mà nó bám rất là chắc vô cái giá thể thì đốm lá là bình thường chị. Thì cây của chị đã thuần ra môi trường, thì cái thằng hồ điệp của mình nó là dòng lan nằm trong công lan công nghiệp, nó nằm trong môi trường nuôi cấy, nằm trong nhà kính, nên là một khi ra môi trường thì bắt buộc nó phải có đốm lá. Đốm lá là chị cho nó thích nghi, cho nó khỏe. Chết bao nhiêu vậy? Em coi cái giá chết nha, có một cây à. Cây chớp Enobi này là 200.000. Em để cho chị Thu Hiền nghe, nhưng mà em nói luôn nè, khi mà bán chớp em mới nói với chị. Ấy mấy chị hãy nói nha. Chị Ngọc Thăng La hỏi, nhưng mà em thấy chị Ngọc Thăng La chớp nè, không thấy chị chốt gì luôn nè. 200.000, thuần bằng vỏ thông thang. Em cũng nói luôn tại sao mấy chị nói là cái cây bót như thế này em bán cho mấy chị nó lại là nó còi cọc như vậy, còi cọc như vậy. Tại vì bản chất, tại vì để được cây lớn thế này nè mấy chị, là trồng từ cái cây nhỏ thế này, cây mô thế này trồng ra. Và đặc thù của thằng chớp Enobi á, nó xiên bông bưng da rất là nhiều lần, nhưng mà nó lại không nhảy mầm nhiều bằng mini da. Không nhảy mầm nhiều bằng mini da. Mini da thì mấy chị về, mấy chị nó ra bông, ra mầm tu tủa tủa. Cây của chớp Enobi thì cái thường á là người ta gieo hạt ra là nhiều nè, gieo hạt là nhiều, chứ cái mô nhiều khi nó không có ra chuẩn. Mấy chị coi nè, cây nó như cái này, cây giống như thế này nè. Ngọc Tuấn Đỗ, một phân với hai cái hoa gửi được không? Không có gửi được. Anh mua cái gì thêm đi Ngọc Tuấn Đỗ ơi, anh lấy lại cái hoa đi, về chơi để dành chơi. À, lấy chậu dây da tím đây chị Ngọc Thăng La ơi, chị có lấy cái dây da tím 200.000 không? Nên là em bán cái bót này cho mấy chị là 35.000 một cây. Nên là cái này em cũng mua về trồng mà. Nè, cái cây bót nó như thế này nó không phải là còi cọc đâu. Này về mấy chị em bán cho mấy chị là 33.000 một cây. Cái cây bót của thằng chớp Enobi nó đắt hơn những cái dòng Deno nắng luôn. Thì nó là chuẩn chớp 100% cho mấy chị, chuẩn chớp Enobi. Nó là cái cây của nó khoảng 1-2 thân thế này. Nên là mấy chị đừng có chê nó kỳ cho mấy chị. Bản chất để được cái cây thế này thì nhà vườn nào cũng vậy, phải trồng từ cây nhỏ thế này ra. Là nhiều khi mấy chị nói là gửi cây này cho mấy chị còi cọc thì nó không phải, nó là cây chớp. Còn nếu mà nó là cái cây bót của gia gia thì nó sẽ lùm nhiều thân hơn cho mấy chị luôn. Lùm nhiều thân hơn rất là nhiều. Còn tại vì nó là đặc thù cây chớp, nó không quá nhiều thân. Có một cây à, có một cây chớp Enobi nè, đẹp không? Gia tím chuyển qua cho chị Ngọc Thăng La. Của chị Thu Hiền chuyển Ngọc Thăng La. Ok chị. Nó anh chị đâu có chớp, em chỉ có cây nhỏ thôi. Chớp Enobi thì 5 cây này nè. Nói chung là 33.000 một cây. Em gửi từ 5 cây trở lên cho mấy chị nha. Nhẹ chớp Enobi á. Chị Xuân Lê, 3 bịch phân và 2 hoa. Rồi em lên cái chớp Enobi cho mấy chị nè. Chớp Enobi là em bán chuẩn cái quên. Chớp bẹp. Chớp bẹp nha. Chớp bẹp này là em bán chuẩn chớp cho mấy chị, và em rất là ít về chớp bẹp. Nhưng mà về lần nào cũng vậy là rất là rẻ cho mấy chị. 3 cái hoa một cái phân. Trời ơi. Để em coi cái giá ra nhiêu tiền nha. Chị Thu Lê chưa nhận được hàng hả? Để xíu em vô em kiểm tra em bói phát đơn hàng của chị Thu Lê nha. 350 một cây à. Về lật nào cũng gì chớp bẹp cho mấy chị, cái này là chớp bẹp nha. Chuẩn chớp bẹp cho mấy chị. 350 một cây. Nhường đó nghe, bữa sau có đây chị. Chai da vàng bơ em hết rồi chị Yên Phương ơi. Để xíu em vô mối phát chị Thu Lê. Cái chớp bẹp này em bán với chị 350. Mấy chị có thể nhìn thấy thị trường mặt bằng chung là người ta bán cho mấy chị từ 450 một cây chớp bẹp. 450 một cây nha. Em bán mấy chị có 350 à. Tại vì em nói lâu lâu mới về thôi, tại vì em lựa những cây chất chuẩn em mới bán. Em cũng về ít cho mấy chị chứ không có nhiều. Tại vì em tìm nguồn chuẩn em mới bóc được cho mấy chị. Chất bịp. Chất bịp là dòng chất hoa thơm. Chuẩn chất 100% cho mấy chị. Em cho mấy chị coi một hoa của chất bịp nha. Có 3 cây à. Bữa mấy chị hay hỏi em á.
Từ từ nha, em cho mấy chị coi một khoa có chết bịp. Chết mày chết chuẩn nha mấy chị. Chết chuẩn nha. Chết bịp đẹp lắm á. Nó là có tông đỏ và tông vàng thế này cho mấy chị và chuẩn chết. Tại vì em rất là sợ bán chết bịp phần lá cho mấy chị. Tại chết bịp phần lá nó có tỷ lệ rủi ro cho mấy chị là tỷ lệ rủi ro cho mấy chị nó không có ra chết bịp chuẩn, nó không ra chết cái này, mà nó ra là một là đỏ, hai là vàng. Bởi vì nó mới được người ta được đặt về, khi về Việt Nam của mình người ta đặt cho nó một cái tên, nó là từ bịp phía sau đó mấy chị. Nó bởi vì mấy chị mua chất bịp, mấy chị phải lựa chọn là cái cây của nó phải nụ lớn, phải nụ lớn, hoặc là nở thì không nói rồi, nở thì mấy chị nhìn là biết rồi. Cây nụ lớn mấy chị nhìn là có vân chớp thì mới là bắt đầu bán được mấy chị. Còn gần như là nụ nhỏ, nhú vòi chưa có thuộc nụ lớn thế này, hoặc là cái cây hàng lá thì không có một nhà vườn nào đảm bảo chắc chắn mấy chị 100% đó là cây chất bịp chuẩn hết. Nó sẽ ra có tỷ lệ chết, có tỷ lệ không chết nha. Thì em bán rồi em biết, nên là em giờ em chỉ lựa những cây chất chuẩn bán với chị thôi. Ok, ngọc thấn đỏ hai gốc phân và ba hũ kích hoa ngọc thấn đỏ. Ok anh, nhưng mà lên số nào địa chỉ giùm em, gửi phân thuốc cho mình anh ngọc thấn đỏ ơi. Anh lên số nào địa chỉ giùm em đi. Có hả, ăn cam đẹp lắm á chị Yên Vương. Cây chất bẹp này là 350 một cây nha, hàng thuần than quả thông, 350 một cây. Hàng chất bịp chuẩn cho mấy chị đó nghe, chất chuẩn luôn, chất chuẩn 100% cho mấy chị. Nếu có ai em gửi một cây à, anh chị nào lên mạng mấy chị hỏi chất bịp đi, không giá 450 em thua gì mấy chị thôi. Nhưng mà cây ít có ai bảo hành. Cây chị này có chất là chất mà em nghe, 350. Đó là chuyện của người ta, chuyện của mình là mình bán đây. 350 cái chất bịp đây nghe. Em có được 3 cây à, cây nào cũng có ngồng hết trơn á. Em là chỉ lựa cái cây nụ lớn, cây nụ lớn thì nó có vân chớp rồi thì mới bán cho mấy chị được, chứ còn cây mình nó nhỏ xíu hoặc mới nhú gọi em cũng không dám bán mấy chị gọi là chất bịp chuẩn đâu. Em lấy cây chất bịp này cho chị ăn nhân văn nè, mấy chị mua đi rồi mấy chị đi đòi giá nhà vườn thử coi em bán 350 cho mấy chị cái giá nó có mềm không nha. Thật sự em bán mấy chị có 350 cây à. Cây đang ngồng có vòi, có mầm gốc nữa nè. Chất bịp này mấy chị thích đi cũng được nha. Đây, 350 cái chậu chất bẹp này, có 3 chậu à. Có 3 chậu chất bẹp chứ mấy. Chất chuẩn cho mấy chị, mà chất bẹp là dòng hoa thơm nghe mấy chị. 350. Nhớ giùm em khi mà mua chất bẹp thì bắt buộc phải mua cây nụ lớn, có vân chớp hoặc là cây nở có chất chuẩn thì mấy chị hãy mua. Mấy chị đừng tìm mua cây chất bẹp bằng lá nha. Nó sẽ có tỷ lệ không sợ chết cho mấy chị trong đó đó đó. Nên là mấy chị mua mình cho mình thôi, mình tìm hiểu kỹ nó đi chứ thôi. Mấy chị mua thì mấy chị mắng vốn vào vườn mấy chị không có được gì. Nó thơm lắm nha anh Hồng Anh ơi, nó thơm ngọt lắm. Chất bẹp của mình nhưng mà nó có một điều thế này, ăn nắng càng nhiều càng thơm nồng. Nó thơm ngọt lắm nha. Lưới bao nhiêu hả? Túi lưới hả? Túi lưới thì có 2.000 đồng một cái hả? Cái nhỏ, cái lớn 5.000. Cái lớn là 5.000, túi cái nhỏ là 2.000 đồng cái, lấy luôn đi. Cho mấy chị nào cần thì mấy chị trồng cái túi lưới. Cho có mấy chị gọi túi lưới kìa. Túi lưới có 2.000 đồng một cái thôi. Túi lưới 2.000 để bao cho tàu phi mấy ta? Phi 20 đúng không? Cậu lớn là bao phi 35, 50 hả? 3.000 với 5.000. Cái này túi nhỏ túi lớn. Nó em thấy có sai một à? Cái này bán ít chứ đem về cho mấy ông này trồng lan nhiều. Ok. Rồng vàng hả? Chưa có đâu. Rồng vàng phải chuẩn giống em bán. Rồng vàng xưa em bán chuẩn giống với chị em bán. Có sai một đúng không? Cãi nữa. Có sai một hả? Thì đó, nhưng mà chị nhập nhưng mà bữa em bán em lựa cái anh khách kia 20 cái. Nhưng mà nó có một sai một, không tin tưởng gì hết trơn. Dạ thấy địa chỉ rồi. Cây này trồng vô chậu sai phi âm. Phi 20, 35 được nghe. Em trồng thử chậu sai phi 35 bây giờ không ta? 35. Mấy chị cái này là trồng vô chậu sai phi 35 được nghe mấy chị. Túi lưới này nè, có 3.000 đồng một cái thôi. Chia lại nghe chứ. Chứ em để em trồng lan của em, chứ em không có bán cái này nghe. Chị chia lại thôi. Chị nào có lấy về trồng, chị nào có nhu cầu á, nhu cầu á thì em chỉ chia lại cho mấy chị thôi, chứ cái này là không có mục đích buôn bán gì đây hết trơn á. Đây này thì em về em ra mấy chồng nhà vườn á mấy chị,
Nè, bao vô cái như thế này nè, đối với chị là thích trồng than, không bị rớt than ra. Mà mấy chị bao nó đẹp nữa. Nhìn bao nó đẹp cái chậu nữa. Cái này nó có 3.000 cái nha. Chị là cho mấy chị thôi chứ không có buôn bán gì với mức độ này như nghe mấy chị. Thì em thấy bán em vừa trồng ít mấy ông này, ông trồng lan nhiều. Cái này á, người ta hay tách phân tăng chậm ra, ngày xưa người ta bắt V40 cũng được mà phải cột lại hả? Thì đó, cái này được, được nha. Nè, cái màu vàng nữa, ngọt ngọt. Mấy chị cái này có lấy thì mà thêm cho mấy chị thôi chứ em mục đích buôn bán không có mục đích buôn bán gì trên cái cây này hết trơn á. Cái này á, em hay trồng đem về ra chậu trồng vườn em thôi. Người ta làm sẵn á. Anh Nhân Văn lấy 10 túi. Chia thôi đó. À, em đem cái cây này cho. Lên Mắng Lan. Lên Mắng Lan trước đi, tính gì tính. À quên, còn được cây ngọc điểm đỏ nè mấy chị. Ngọc điểm đỏ hoa thơm nhưng mà đỏ là đỏ đớp. Đỏ đớp nha. Thùng than, đỏ đớp, thùng than rất là thơm. Cây này đang có ngần 2 cho mấy chị. Này là cây đỏ đớp. Hồi nãy là đỏ mà đỏ, đỏ không đớp. Còn cái này là đỏ đớp cho mấy chị. Đỏ đớp này rất là thơm luôn. Để cũng thùng than cái này nè. Để chứ cho coi. Cây này là 250. Cây đỏ đớp em có một hoa cho mấy chị nha. Cây này mới gọi là khang nè mấy chị. Không có giống. Muốn nhập số lượng nhiều về cho mấy chị. Cây chớp còn lại đủ có lớn hơn cây tầm không? Để em coi thử nha. Để một chút đi. Cây nào đủ lớn không? Hai cây chớp bịch á, bịp á. Nó cũng y chang ngang ngửa nhau luôn á anh Hoàng Anh. Anh hay chị em không biết nữa. Nó ngang ngửa nhau. Cây ngọc điểm này, điểm này là điểm đỏ, đỏ đớp nha. Cây này nó cũng là em hồi thời trước em bán mấy chị à, thời của cái cây của tiên á. Nhưng mà giờ ít có nhà vườn được bán, bữa về được có 1-2 chậu á. Cây này 250. Đẹp lắm á. Nó là cái cây đỏ đớp nghe. Lúc trước bữa là 28 á chú, không 250 đâu. Tại có cây này em bán mấy chị 250. Ở mới bán mấy chị 28 cây á. Tại thằng này hiếm rồi, rất là hiếm thôi. Em mấy chị cứ chụp bọc bông rồi chị đi lại đi. Rồi mấy chị hỏi người ta đi, mấy chị đi hết nhà vườn mấy chị hỏi có còn giống không? Hiếm lắm. Cây này 250 đó nghe. Anh chị nào có chốt cái này chốt 250 mà cây có ngồng mấy chị chơi nữa. Bữa bán cây hàng lá bán 2 cây 28 nữa đó. Cây này 250 nha. Cây ngọc điểm đỏ đớm hoa thơm. Thuần than rất là kỹ nha mấy chị. Tại cái dòng này cây nó cao nó sẽ rớt lá chân, nó không giống như thằng kia mấy chị. Bản chất của nó. Bản chất của nó. Cây này cây lớn rồi đó. Trồng lâu rồi đó, mới nó phí được cao thế này cho mấy chị nè. Cây ngọc điểm đỏ hoa thơm nha, này là đỏ đớm 250, có một cây một thôi. Để em cho anh coi là hai cây chất biệt nè, chị Hoàng Anh nè. Nụ nó ngang ngửa nhau thôi chị ơi. Không to cũng không nhỏ. Vừa thôi. Cây nào cũng có mầm hết trơn á. Cây nào nó cũng có mầm gốc bật lên hết trơn á. 250 chị Nguyễn Hoàng Anh, cây ngọc điểm đỏ hoa thơm. Chị chơi đi, thơm ghiền rồi mới mốt mấy chị. Em đảm bảo chị mua cái giống cái cây này rồi mai mốt chị kiếm nhà vườn rồi có bán không nha. Nó nở ra đẹp cực kỳ lắm mấy chị. Ngày trước em bán nhiều lắm, 2 năm trước em bán nhiều cái giống này lắm. Bây giờ nó hết rồi, không còn giống nữa. Cây nào nó cũng có mầm gốc hết trơn á. 250, nụ nó như thế này hả? Nụ có này là, nụ có này là biết được chớp rồi đó. Chớp bẹp này là 350 một cây nha. Em còn được 2 cây. Để em lên cho cái cây này nè. Lấy 2 cây vũ nữ ra bán. Mấy chị em có được 2 cây vũ nữ. Lấy 2 cây vũ nữ đi. Vũ nữ là vũ nữ mê cung hoa thơm. Ngọc điểm nó đớm em chốt cho chị khách đâu. Nguyễn Hằng Anh là chị Văn Thu ơi, chị Văn Thu comment sao rồi. Cây này đúng không?
Cây này em để cho em Hồng Anh nha. Hồng Anh cây chất bẹp 350 chị Hồng Anh nè. Đây. Em lên cho mấy chị mặc cái cây này là cái cây phụ nữ mê cung hoa thơm. Cây này là 180 một cây này. Đang có hoa rất là thơm mấy chị ơi. Rất là thơm nha. Dendrolycas hả? Hình như em nhìn hết lycas rồi. Chỉ có còn à cái cây vòi dài hả? Là cây này đúng không? Đỏ là cái cây này nè. Thơm lắm mấy chị. Đây. Cái cây này là cái cây vũ nữ mê cung. Cây này là 180 giúp em. Chốt này chốt 180 nha. Cái vũ nữ mê cung nữa, khi mà nó nở càng lâu cái bông nó chuyển màu càng tông đậm đó nha mấy chị. Càng đậm hơn màu đó nha mấy chị. Phụ nữ mê cung hoa thơm. Cây này là 180 ngàn. Vẫn ôn như kỹ nha mấy chị, 180. Đổi. 180 nha, nó thơm nồng lắm. Cây này trồng trên 3 năm rồi. Dòng này trồng trên 3 năm cho mấy chị rồi đó. Nó thơm gắt lắm. Hàng này là trồng bằng bằng vỏ thông không à. Cây trồng bằng vỏ thông cho mấy chị. Thân cũ này là trồng 3 năm rồi nha. Nó là hàng Đài Loan cho mấy chị, không có hàng Thái không nha. Cây này á là 180 cây vũ nữ mê cung hoa thơm. Thơm gắt lắm luôn nghe mấy chị ơi. Đây vũ nữ mê cung 180 nha. Anh chị nào có chốt mê cung chốt đi 180. Cái bên thấy gì ạ? À, em có được một cái cây này là cây móng rồng xưa. Cây móng rồng xưa nha mấy chị. Phụ nữ mê cung chốt chị Thúy Thanh, em cảm ơn ạ. Cây là cây móng rồng xưa, cây này là 220.000. Em sale luôn cho mấy chị cây này nè. Anh chị nào có chốt cây móng rồng xưa em để mấy chị 190 luôn. Móng rồng xưa nha. Bùa hoa nở rồi chị Bùa Trâm Ngọc ơi. Em còn được cây này nè, đẹp không? Cây là cây hai ngồng, nhưng mà nó là bộ bông nở rồi. Anh chị nào có chốt cây này chốt 190 giùm em luôn nha. Cũng còn đủ nụ bấp cho mấy chị. Thơm lắm, 190. Cây này á là của chị ghé lấy, nhưng mà chị không ghé lấy, em lấy ra em bán á. Chứ bữa em bán hết trơn rồi. Đẹp ghê không? Cây 190 nha. Thơm lắm nha mấy chị ơi. Vậy mấy chị còn chơi được rất là lâu. Thì mấy chị coi một hoa của nó nè. Cây là vũ nữ mê cung 190, hoa rất là thơm. Cái cây này nha mấy chị, cái cây là cái móng rồng xưa. Móng rồng xưa. Cây là 220, để mấy chị 190. 190 nha. Em cho mấy chị coi một hoa của móng rồng xưa nè. Chốt chị Lý Hồng Nhung 190. Em hết phụ nữ mê cung rồi, em còn phụ nữ kẹo cho mấy chị ha. Đây là mặt hoa của cái thằng phụ nữ, của cái thằng móng rồng xưa nha. Đây là cái móng rồng thời nay của mình là cánh tròn cái này nè mấy chị. Cánh tròn quấn cái này nè, còn cái móng rồng xưa cánh nó sẽ nhuyễn một chút cho mấy chị nha. Và nó là cánh đứng. Đây là cái mặt bông này em kêu nó là móng rồng xưa cho mấy chị. Cây này 220, em để cho mấy chị 190, còn được con chậu à. Chốt cây phụ nữ 190. Ừ. Sao 4 phụ nữ mê cung 190. Cây này em để cho mấy chị 190 nha. 190 cây móng rồng này. Nó chỉ là bông bối thôi. Cây này là một bông bối cho mấy chị nha. Chậu Sophie 20. Cây này là 220 nè. Để mấy chị 190 nha. Anh chị nào có chốt móng rồng chốt em 190. Thằng này ưa nắng tuyệt đối cho mấy chị và rất là siêng bông. Hà móng rồng thì mấy chị khỏi nói rồi. Đặc tính nó chịu nắng rất là tốt cho mấy chị và xe bông. Nó không có thơm nhưng mà bông mấy chị chơi được trên 3 tháng. Nó khá là bền bông cho mấy chị luôn á. Cái chốt này chốt nha, 190.000. Đây là cây móng rồng. Em có phụ nữ này nè, em lên cho chị Hoàng Anh chị coi có chốt không chốt. Phụ nữ này hoa nó đẹp hơn. Cây này nó trồng cũng 4 năm rồi đấy chị, nhưng mà cây nó là thân cũ ngắn nên là cây nó lùn lắm. Nhưng mà bông này cực đẹp. Đây, vũ nữ kẹo.
tay của nó 180 một cây, em bớt với chị 10.000, còn 170 một cây nha. Cây đang vòi nên là cái cây của nó giữ rất là lâu, cái bầu bông của nó rất là lâu cho mấy chị. Đây là mặt hoa của phụ nữ kẹo, hay còn kêu nó là phụ nữ kẹo đỏ cho mấy chị, đó là hoa thơm nha. Cánh cây nó lùng lắm mấy chị, cây nó trồng 3-4 năm mà nó có khoảng gang tay à, 3-4 năm khoảng có gang tay cho mấy chị, giống như giống Đài Loan nha. Dòng này hoa rất là thơm. Cây này có mỗi cái cây đều có tem hết trơn á. Đây, mỗi cây đều có tem hết trơn nha mấy chị, phụ nữ kẹo hoa thơm. Cây đang có ngồng cho mấy chị nha. Cây này là một, em để mấy chị 170 luôn nha. Đang có vô ha, chứ giá của nó 180 mà. Người ta bán mấy chị 220 cây á. Cây này em để cho mấy chị 170 một cây, phụ nữ kẹo hoa thơm. Cây đang ngồng không à. Hàng Đài Loan chuẩn cho mấy chị đó. Cây mấy chị trồng từ 3-4 năm nó cũng có nhiêu đây. Thì thân cũ nó ngắn lắm mấy chị. Cái dòng này á thì nó là hàng Đài, người ta chỉ là sưu tầm mặt hoa cho mấy chị thôi. Chứ còn mà nó giống như phụ nữ vàng của mình á, mà Thái Lan mấy chị mua hay những mua lùm lùm á. Nên là nó phụ nữ kẹo này 170 à. À, sẽ có to lùm như vậy. Tại vì mặt bông phụ nữ vàng là phụ nữ đại trà à, thằng nào, nhà vườn nào lại tạo ra cũng được. Một phụ nữ kẹo này cho chị Văn Thu 170 nha. 180 em để mấy chị 170 á. Hàng này lon chuẩn cho mấy chị 100% á nghe. Một cây vũ nữ kẹo có vào hoa cho chị Bùi Nguyễn Trong Ngọc nha. Chỉ có 170 thôi, nó là 180, mấy chị đừng nghĩ nó thô thô nha. Tại vì nhà vườn Đài Loan á là nó trồng chậu thế này không à. Về mình ra chậu là mấy chị ra cái chậu selfie 20 là đẹp. Selfie 20 hoặc là mấy chị trồng trong chậu đất nung á. Cây này ưa nắng đó chị, ưa nắng, phụ nữ những dòng này ưa nắng tốt lắm. Giá thể người ta trồng á lúc nào là cũng là phổ thông hết trơn à. Là em bung cái gốc ra cho mấy chị coi thử. Mỗi cây đều có tem hết trơn á. Trồng mấy chị nghĩ thì trồng 3-4 năm mà cái cây nó có nhiêu đây à. Là tại vì đặc tính của cái dòng này nó lùn, nó không có cao. Nó cũng không có phát lùm giống những dòng phụ nữ kia. Có những dòng phụ nữ mà mấy chị chỉ săn được bằng kỳ thôi đó mấy chị. Nó chỉ có một củ thôi mà mặt hoa vô cùng đẹp. Hiếm. Người ta gọi là hàng hiếm đó. Nhưng mà mình giống như là mấy chị cứ nghĩ đi là giống như những hàng năm cánh trắng vậy đó, người ta chỉ mua một kỳ thôi. Còn dòng phụ nữ của mình cũng vậy. Những cái mặt hoa và hoa hiếm người ta cũng mấy bằng củ một củ thôi. Đây. Vậy chị Văn Thu ơi, cái thằng thông chai à, thông chai đỏ là combo 3 cây 200 ngàn chứ không phải là 4 cây 200 nha. Được thêm chốt cho. Tại cái giống đó là 3 cây 200 chị, cái giống nó đắt lắm, thông chai đỏ hoa thơm. Ờ, em nói là cái cây hàng lá cũng bán với chị 200 ngàn mà cây có bông cũng bán với chị 200 ngàn. Đây là cái cây phụ nữ kẹo nha mấy chị, 170. Đang có vô hoa cho mấy chị chơi nha. Anh chị nào có chốt phụ nữ kẹo chốt mấy 170. Cây này trồng trên 3 năm rồi đó nghe mấy chị. Nó chỉ có khoảng phát như thế này, khoảng gang tay thế này cho mấy chị thôi. Nó là dạng thân lùn. Nên là mấy chị về lựa chọn những cái chậu nào á, nó nhỏ nhỏ thôi. Khi mà ra chậu nhìn nó cực kỳ đẹp luôn, mà làm bông cho mấy chị nhìn nó dễ thương. Phụ nữ kẹo đỏ hoa thơm nha. Nó là dòng phụ nữ Đài Loan 100% hoa thơm. Cho chị Văn Thu 3 cây thông chai đỏ 200 ngàn. Đây là mặt bông của phụ nữ kẹo cho mấy chị nè. Đường văn của nó rất là đẹp. Bông nó lớn nha, bông nó khít dày cho mấy chị. Màu sắc đậm đẹp cho mấy chị nha. 170 ngàn một cây của nữ kẹo hoa thơm. Đếm lựa chị Văn Thu 3 cây thông chai đỏ chị Văn Thu nha. Văn Thu 3 cây thông chai đỏ cho mình. Cây đang nụ lớn cho chị đẹp nha. 3 cây này là 200 ngàn. Cây nó mập ú ì à. Văn Thu 3 cây. Cảm ơn chị. Anh chị nào có chốt phụ nữ kẹo nó chốt nha. Giá của nó là 170 ngàn một cây. Em sẽ lên cái cây này nha mấy chị. Trời, có một bộ kiếm vàng hả trời.
giá nhiều. Ủa nước kẹo đó là có vô hoa nghe chị Vân Thu ơi, cây có gì có vô hoa? Hả? Trời ơi trời. Ở dưới vườn hoa bao con trâu kìa. Giá chát. Em lên cái này cho mấy chị. Dưới trường có mấy chậu khủng rồi. Có bông cũng đâu có ai được, thì giá nó cao. Khủng hơn cái này đẹp hơn này nhiều. Nhập cái này lâu bữa, hàng lâu bữa đó. Em lên cho cây này cho mấy chị nghe để em tiếp. À, con cây này nó độc nhất chú nhị, cho mấy chị gặp đơn nha. Cái cây là cái cây bò hồng. Cây là cây bò hồng cho mấy chị nè. Cây là 70 ngàn cho mấy chị gặp đơn, nó bền cực kỳ với chị. Nó là tông chuyển màu á. Hoa tím phía sau hả? Hoa tím phía sau là cây kinh ba đó chị ông Ngọc Văn. Ông Ngọc, cho chị lấy dòng dung ly nè, cây là 70 ngàn bò hồng nha. Có một cây cái gì? Đồ khủng sao lông màu trắng là bà Liễu. Bà Liễu, bà Liễu, bà Liễu. Bà Liễu, Liễu 800 ngàn. Bà Liễu 800. Góc là gì? Điều. Kiếm dĩa đất lên bán trước. Tối à. Tôi có kiều. Tôi có kiều cho mấy chị. Để em đợi xíu nha, lấy cái cây này cho mấy chị. Mấy chị có chậu ben soda nè mấy chị. Em bán hàng lá cho. Anh chị là có chốt cái chậu ben này em để cho mấy chị 170 nha. 170 ngàn bên xưa bên vàng của mình đó mấy chị, bên xưa vàng của mình á. Cây này trăm mấy cây không á. Anh chị nào có chốt hàng lá em để mấy chị vẫn còn nụ để chơi nghe. Em tính cho mấy chị hàng lá 170 nè. Anh chị nào có chốt này 170. Về mấy chị ra cái chậu cho ben 170 nha. Chậu ben vàng nghe 170. Một trăm bảy mươi ngàn. Cái này đâu ta? Cây này là cái cây còn ai rồi. Em có được cái cây hoa hồng blue. Mà cây hoa hồng blue này là cây lớn. Cây hoa hồng blue này là cây lớn thôi mấy chị. Đang có hai ngọn hoa luôn. Cây này thuần sơ dừa, ớt lọc hải áo. Cây này em để cho mấy chị, cây này là 140 nha. 140 hoa hồng blue. 140 nha mấy chị. Hàng lớn trồng sơ dừa. 140 giùm em hoa hồng blue nha. 140. Cây này là cái cây vàng le ben hoa thơm. Hàng chậu lớn luôn. Em để cho mấy chị cây này là 70 ngàn. 70 ngàn nha, vàng le ben hoa thơm. 70. Cây là 140. Vàng le ben hoa thơm chậu lớn đó. Hàng nó chậu trăm mấy thôi. Chậu này em nhớ không lầm là bán lúc nào cũng trăm mấy cây hết trơn. Em để cho mấy chị 70 ngàn nha, cho anh chị nào có gặp đơn gặp. Minh Tâm 70. À, em lên cho mấy chị mấy cái bảng ống điếu nè. Nè.
bảng điếu này bữa nhiêu ta? Đây mấy chị. Bữa 250 mấy bảng điếu này là 250 một bảng nè. Em để cho mấy chị là 200.000 một bảng luôn nha. À, hồi điệp về gấp chậu hả? Được chị, được anh. Hồi điệp về gấp chậu. Nhưng mà anh gấp chậu là anh bỏ vô chậu chơi rồi anh hả ghép chứa thể, hay là bây giờ muốn rau chậu về ghép chứa thể luôn? Vàng lấy bên. Em có bắt khoa ống điếu đẹp mấy chị nè. Ống điếu này để cho mấy chị 200.000 bảng. Bất rị. Nói chung là nó bất kể trời nắng mưa gió gì đó, mấy chị không tưới nước một tháng nó vẫn khỏe bình thường mấy chị. Không bao giờ chết luôn á. Người ta trồng lan người ta sợ chết, chứ thằng này không bao giờ sợ chết luôn mấy chị. Nhiều khi nói mấy chị không tin, nhưng mà sự thật là vậy. Cái dòng này nó sự thật là vậy. Ống điếu người ta khi làm bông đẹp lắm đó. Bông tua tủa 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 nè. Mấy cái màu hoa của ống điếu cho mấy chị coi nha. Ống điếu khi làm bông nó sẽ vươn cao lên cho mấy chị, và chịu nắng rất là tốt cho mấy chị coi nè. Cây ống điếu nè, mấy chị có thể để trực tiếp ngoài trời cũng được nha. Nó bung vòi, khi ống điếu nó làm bông nó sẽ bung vòi, một cái vòi rất là dài cho mấy chị rồi nó bung bông. Cây ống điếu em đang bán mấy chị, ống điếu là màu sổ. Em nhớ em làm là bữa 250 một bản ống điếu không đó mấy chị. Em để cho mấy chị 200.000 bản ống điếu nha. Ống điếu hoa thơm đây, khi nó làm bông là nó bung một cái chùm lớn, nó vươn cao xong rồi nó sẽ phát hoa cho mấy chị. Dòng này chịu nắng tuyệt đối, phải 100% nắng luôn, mưa tuyệt đối 100% mưa, không bị ảnh hưởng gì hết. 200.000 một bản điếu nha. Bản này đã ghép gỗ rất là khỏe cho mấy chị rồi, chỉ là một điều này là vườn nữa về vào sổ mấy chị thôi, không biết là gì thôi. Xanh đỏ tím vàng hồng, không có xanh thôi chứ cây đủ sức hoa, đủ sức ra bông mấy chị, đủ sức ra bông, cứ nắng là làm bông mình à. Cây cỡ này là bữa em bán có mấy cây có bông, mà bữa em bán đợt vào bông cho mấy chị nè. Rồi bán hết rồi mới lấy cây hàng lá về thì nó cùng lô. Những cây nào có bông em bán trước, còn cây hàng lá thì em bán sau. Đây là 200.000 nha. 170 là chốt gì ta? Hậu Di chốt bên đúng không? Bên 170 là chơi Hậu Di nha. Hậu Di bên 170 nè. Còn ống điếu này là 200.000 quảng. Em nói nghe mấy chị, không tưới nước một tháng nữa, em cam kết mấy chị cây của mấy chị không hề chết, cũng không có hiện tượng vàng lá. Nó khỏe đến mức như vậy đó mấy chị. Có cái dòng nào em không có kêu mấy chị tưới nước không? Cái gì con mấy dòng kia phải tưới nước, còn cái dòng này không. Giống như mà mấy chị bố là buồn buồn á, dòng tưới nước nó mấy chị thử rồi, mấy chị không tưới nước rồi nó có chết không? 100-200 nghìn bảo điếu nha. 200.000 cho ly hồng nhung liêu bảo điếu 200. Mỗi cây mỗi bản lá luôn nghe mấy chị. Có cây tròn cây dẹp nên là cái này nhiều mật hoa lắm. 200.000 bản bữa 250 đó, xem rẻ chứ. 200.000 bảo điếu nha. Bất kể trời mưa nắng nó vẫn làm bông được bình thường. Nhưng mà khi mới làm bông mấy chị có vòi nó vươn cao, xong rồi nó bung một cái chùm bông ra cho mấy chị nhìn rất là đẹp nha. Hoa của ống điếu sắc sảo lắm mà cấu trúc bông á đẹp. Bản này là 200.000 bản ống điếu. Anh chị nào chốt này chốt 200 nha. Mấy chị ơi, em nói thật mấy chị nha, cây này nó không bao giờ nó bị vàng lá luôn là sao luôn á. Cũng không thấy nó bị sâu bệnh là như thế nào luôn á. 200.000 bản ống điếu này. Có được mấy bản? Có chậu bên này nè. Bên xưa bên lớn. Hồ đẹp thì mình trồng cho thể thang quả thông nha anh Quốc Trung ơi, thang quả thông cho Bùi Nguyễn Trâm Ngọc nè. Bản lớn lắm nha mấy chị ơi. Em chung là cái gì mấy chị trồng sẽ chết, nhưng mà ống điếu này mấy chị trồng không bao giờ sẽ chết. Cây này là 200.000. Ua 200.000 bản ống điếu này. Chốt này chốt 200 giùm em nha. 200. Về mấy chị tưới nước, mấy chị cứ như mấy chị tưới giống như là mấy chị tắm tắm tiên nó cũng được, cũng được. Nó cổ không bị thối nữa. Cây này là 200.000 bản ống điếu. Nên là nhiều khi vào mùa mưa đỡ sợ ống điếu hơn. Cái này nó chịu nắng và nó nhảy bụi đẹp lắm nghe mấy chị. Cái này người ta chơi cả lá nữa đó, bộ lá của nó đó. Cho chị Nguyên Dương bản ống điếu 200 nè. Mà trồng mà thức gỗ nó dễ thương. Về mấy chị treo ngoài trời được, ghép vô gỗ cũng đẹp. Mỗi một cây một bản lá nha, nên là mấy chị nhìn cái nhìn là biết liền à. 200.000, 200.000 bản ống điếu này. Cây nó cực kỳ khỏe, nó nhảy con nhiều lắm, nó nhảy bụi.
cái này mấy chị chơi kiển còn đẹp nữa đó. Bông nó thơm gắt lắm á. Chị biết sao là không có bông không? Là do của mình không có ăn nắng nhiều. Nè mấy chị coi nè, cái chị khách của em chị trồng bạn không điếu là mười mấy mà bông khủng khiếp luôn mấy chị. Sài Gòn đó. Chị khách này ở Sài Gòn nè. Nè, mấy chị nè, cái chị khách nè. Chị về chị trồng bông điếu nó nhảy mười mấy bò bông nè, khủng khiếp không mấy chị. Nó nhảy bụi nhiều lắm, nó về nó nhảy bụi nhiều lắm nha mấy chị ơi. Bò bông này chưa có bông nha. Nè mấy chị hoặc hai bông điếu không cho mấy chị coi. Ống điếu nó có nhiều màu đẹp lắm, em cho mấy chị coi trước, trong trắng trong vàng nha. Trắng vàng rồi cho mấy chị coi một coi thêm một hoa của đó nè. Em cho mấy chị coi trong trắng và vàng trước nha. Nó còn hồng, còn đỏ, còn tím nữa, để cho mấy chị coi nè. Từ từ nha. Nè mấy tông ống điếu của nó nè, em 250 một cây đó, em để sale mấy chị 200.000 đó. Nè nó những tông ống điếu rồi mấy chị coi nè. Mấy chị thấy không, cánh bông của nó không giống trùng lập cái nào hết trơn á. Hồng này đỏ, hồng đỏ này em cũng đã bán khách, mấy chị khách chỗ bông vẫn bình thường mà. Vàng với chị khách cũng về chỗ bông bình thường rồi. Nó chịu nắng trực tiếp luôn đó nghe mấy chị ơi, nó chịu nắng tuyệt đối cho mấy chị. Mà gần như cái chết, nói chung là mấy chị trồng cái này mấy chị không có sợ chết đâu mà sợ, yên tâm đi. Cho ông Nguyễn một bản điếu cho ông Nguyễn 200 nha. Em đang nhờ hỗ trợ đó chị Phúc Hồng ơi, của chị giờ sao em cũng biết được sao nữa. Em đang nhờ hỗ trợ đó. Cho gà con nhỏ bản ống điếu 200.000 bản ống điếu nha. 200.000 bản điếu cho mình. Mỗi mấy chị nhìn cái lá không biết liền à. Mỗi lá nó có một cái bản lá khác nhau, phân nó không khác nhau, nên là cái mặt hoa nó khác nhau cho mấy chị hết. Đồng giá là 200.000 một bản điếu. Tay khỏe lắm mà ghép gỗ về nó còn nhảy bụi cho mấy chị nữa nghe. Nhớ giùm em vào bông điếu á. Nó sẽ nhảy bông cái này, nó sẽ vươn cao lên cho mấy chị. Rồi xong nó bung một cái chùm bông ra. 200.000 nha. Còn được mấy bản nữa đó. Anh chị nào có chốt bông điếu chốt em nha. 200.000 một bản điếu. Ok, Hồng Nguyễn có bản rồi mà. Mỗi một bản thấy không, nó có một cái khuôn cây khác nhau à. Nên là nó cái mặt hoa nó khác nhau hết trơn á chị. 200.000 bản nha, chỉ là em không cầm nên không biết cái cây nào màu gì cho mấy chị thôi. Nó có nhiều lắm. Hiện tại ống điếu về Việt Nam mình có nhiều lắm. Trên 7 màu bông điếu rồi mà. À, trắng, vàng, hồng, đỏ, cam, tím. Trắng, vàng, hồng, đỏ, cam, tím. Cũng đã được 6 đến 7 màu hoa ống điếu rồi. Bản này là 200 nha, chị nào có chốt không điếu chốt. Rồi để em lên kiếm cái gì em lên nữa cho. Chỉ là khi ống điếu mấy chị nhờ, không tới nước lâu á thì cái củ nó sẽ tớp lại thôi. Chứ gần như là cây nó không có chết, không bị ảnh hưởng gì hết trơn. À, em có chậu dây da lớn, có chậu bên lớn nè mấy chị. Bên này là 3,5, em sẽ sale cho. Bên này đang 4 ngọc bông luôn. Bên xưa nghe. Chậu lớn rồi nè. Đang 4 ngọc hoa cho mấy chị. Em để cái cây này cho mấy chị 320 luôn nha. Anh chị nào có chốt chậu bên này chốt em 320. Chậu bên xưa nè. Cây này cây đẹp cho mấy chị nha. Đang 2 ngọc. Ở đây đang có 2 ngọc nữa là 4 ngọc. Cây này em để cho mấy chị là 320. Chậu bên cao lớn và đẹp cho mấy chị luôn nè. 320.000. Đang 4 ngọng luôn á mấy chị. Đang 4 ngọng cho mình nha. Mầm gốc đang bật lên nữa nè. Chốt giùm em 320 cho cái chậu bên xưa này. Bên vàng của mình á. Có một cái chậu Sesawai má vàng mà chậu lớn hồi nãy chị Lemonade Phone cho hỏi em á. Em lên cho mấy chị coi. Đây này đẹp nha, cao.
Cái này bán giá này rẻ lắm luôn. Cây này mầm gốc đang bật lên nè. Cây thân cao và đang có vò hoa cho mấy chị. Ở đây đang có một vòi và ở đây nó đang nhị thêm hai vòi nữa. Cây này em để cho mấy chị 320. Đây cây này là 320 nha. Hoa thơm. Cây 350 đó mấy chị ơi. Cái chốt này chốt em 320 nha. Xe sao quay. Ông còn sót lại đi nè, không biết chứ. Cái lô này là cái lô cây máu vàng của em bán ra cho mấy chị đó. Nhưng mà tại vì cây nó còn nụ nên là không, kể cả nó nở thế này cũng chưa biết chắc khẳng định nó là 100% máu vàng cho mấy chị. Nhưng mà tỷ lệ máu vàng của nó khoảng tầm 6-70%, 6-70% cho mấy chị. Em cho chị Bích Lê cây này nè. Cái lô bữa cái cây nhỏ đó chị và Bích Lê. Những cây nhỏ của em toàn hoàn toàn máu vàng hết. Như 90% của nó là máu vàng. Chỉ là và bên xua cực thơm. Chỉ là cái cây này giờ nó còn nụ nhỏ quá, em chưa có dám mà nói chắc chắn 100% nó vàng, nhưng mà nó từ 6-70% trở lên là đều là máu vàng hết rồi. Bên xưa này thì khỏi nói rồi, phải thơm chứ mới nói là bên xưa với chị chứ. Giờ nó 350 đó. Để mấy chị 320 chứ đâu có chốt chứ. Em còn được cây đó à. Bên này nó 4 ngòng luôn nghe chứ không phải là 2 ngòng gì đâu. Nó cái ngòng nè, cây nào mầm gốc đang bật lên chậu lớn, hai vòi nụ lớn thì không nói, đang nhú hai vòi nữa nè. Chậu này là 320 nha, 320.000 cái chậu này. Anh chị nào có chốt chậu này chốt 320 giùm em nha, 320. Cây này bữa em chốt khách rồi nhưng mà do cách ly không gửi được. Cái lô này là cái lô cây lớn em nhập về sau. Cây lớn, những cái cây nhỏ mà đợt 200 ngàn á em bán cho mấy chị á. Nhưng mà cây này cây lớn nên là nhà vườn ra chậu lớn hơn, trồng dưỡng lâu hơn. Để em lên cái cây này cho. Bên không có giá thể thang. Bên giá thể thang không có luôn. Không có luôn á chị chứ nói gì. Có em cũng nhập bán với chị nữa. Cây vàng thơm này là 150 nha. Anh chị nào có chốt vàng thơm này chốt 150 giùm em nè. Cây lùm đang 3 ngòm hoa. Cây vàng thơm 150. Để em lấy cái mặt bông vàng thơm cho coi. Nằm đâu. Đây em lấy con bông vàng thơm cho. Giờ còn cái nụ không? Không à. Còn được hai cây vàng ông chúa nè mấy chị. Ba cây vàng ông chúa này là còn sót lại. Không biết lý do tại sao có. À, do khách chốt không đủ đơn nên xả ra. Ba cây vàng ông chúa này là 180.000 hoa thơm. Anh chị nào có chốt vàng ông chúa chốt giùm em. Còn cái vàng thơm mặt hoa của nó nè. Vàng thơm mặt hoa của nó nha. Vàng thơm là bông lớn lắm, 150. Còn cái này là cây vàng công chúa hoa thơm. Vàng công chúa nó giống như thơm, giống như người bên của mình vậy đó. Nhưng mà nó nhẹ hơn chút thôi. Rất là xiên bông. 60.000 một cây, em còn 3 cây. Chị nào có chốt chốt. Cho khách chốt lẻ một cây với lại chốt lẻ hai cây. Em có đốt đâu, không có đóng đơn. Vàng thơm này là cây ba ngòng nha, 150. Anh chị nào có chốt vàng nữa thì chốt 150 giùm em. Ben soda hả? À để em cho chị coi. Đây là mặt bông của ben soda. Đây là mặt hoa của Ben Soda nè.
đây soda hoa thơm của mình nè mấy chị. Chậu đó là 320 đó. Hay còn được có chậu đó à, chậu lớn à. Chậu đó 350 mình vừa em bán khách 350 đó. Mà với cái chị khách đi cách ly không có gửi được. Nên là em xe luôn cho mấy chị luôn. Thì đẹp vừa một cây vàng công chúa 60.000 gặp đơn. 50. Chứ bên này đâu có ai cầm cây nào bán 320 đâu mấy chị. Giá nó cao hơn cả xe xe quay rất là nhiều. Chứ chị Thanh thấy vỏ cây này 320 chị ạ. Còn mấy cây thỏ nâu quá vậy. Mấy cây tâm mi chứ quên. Tâm mi nó nằm trong sọt đây nè. Em lên cho mấy chị mấy cây tâm mì. Mấy cây tâm mì. Ôi sao. Coi nhớ nè. Em còn được mấy cây nắng tôm mì nè mấy chị. Mấy cây nắng tôm mì nè. Nó là 70.000 một cây. Còn được mấy cây em để cho mấy chị 4 cây 200 luôn nha. Hay còn mấy cây à. 4 cây 200.000 mấy cây nắng tôm mì. Tôm mì đỏ đó nghe mấy chị. Để em lấy cái bọc pha cho tôm mì cho mấy chị coi. Coi còn được mấy cây à. Đây tôm mì đỏ nè. Tôm mì đỏ nha. 4 cây là 200.000. Đi một combo nha. Còn anh chị nào lấy lẻ là lấy nha. Chị thì đẹp ơi. Cây vàng thơm cây lớn là nếu mà chị lấy một cây lớn này lấy cái cây này là 150. Còn nếu mà chị lấy cây vàng công chúa thì đó là 60.000. Chị comment là 60.000 mà. Em lấy cái mặt bông cho mấy chị coi nha. Cái thằng tâm mì này có bộ bông nó cho dài lắm mà nó đẹp lắm mấy chị. Thằng nó tâm mì nè. Thằng này là nó có phân, nó bông này nó rất là lâu tàn mà nó phân màu, nó phân hai tầng màu trên cùng một bồ hoa cho mấy chị. Cây này á là nó nở lâu nên nó sắc đậm cho mấy chị nè, chứ sắc của nó là sắc đỏ cam. Sắc tâm mì là sắc đỏ cam nha, bộ bông rất là dài, nắng nâu tâm mì á. Nó là 70.000 một cây đó nghe, tại còn mấy cây em để cho mấy chị 4 cây 200 luôn nha. Nắng nâu tâm mì. Thằng này nó cho bông dài lắm mấy chị. Quên 60. Dạ. Cây là 4 cây 200.000 nha. Anh chị nào có chốt combo 4 cây nắng nâu tôm mì chốt em có mấy cây thanh lý luôn cho mấy chị luôn. Còn ít hả, chục cây. Tôm mì là cái tông lá của nó nha mấy chị. Nó quấn chốt đỉnh chốt mấy chị mà cái sắc lá nó đậm lắm. Nó không có thẳng lá giống như những cái dòng nắng kia. Thằng tâm mì đặc tính của thằng này nó vậy. 4 cây này em để cho mấy chị 200.000 luôn. Anh chị nào có chốt nha. Em thanh lý luôn á. 4 cây 200 nha. Về mấy chị cứ 2 cây là mấy chị ghép vô chậu là đẹp rồi. 50.000 một cây nắng nâu tâm mì. Anh chị nào có chốt 4 cây 200.000. Câu cái thật là gì? Càng lá. Tâm mì không? Đóng sao chạm nha. Chơi đỏ hay chơi vàng? Em có mấy cây thông chai đỏ gãy bị gãy bông nè. Em bán rẻ cho. Có mấy cây gì bữa gì gãy?
Cái này là thông chai đỏ nha mấy chị. Thấm nguyện chốt gì ta? Chị chốt gì chị Thấm Nguyễn? Chị hỏi gì chốt bên được không hả? Bên 170 mình còn không ta? Xe quá, bên xe quá. Để em coi còn không nha. Cái là cái cây thông chai đỏ nha mấy chị. Nó bị rễ bông, em bán với chị 40 ngàn một cây. Thật sự cái cây nó là 70 ngàn một cây à. Ai chịu. Cái này là mấy cây thông chai đỏ nè. Đỏ với xanh luôn nha. Thông chai đỏ với lại xanh luôn nha mấy chị. Đi 5 cây 200 luôn nha. Thông chai đỏ với lại xanh luôn. Nè, cây này nó bị gãy ngọng rồi. Em cũng tính đằng lá luôn cho mấy chị nha. Em biết con còn không nữa kìa. Cái là thông chai đỏ với xanh luôn. Nó hai màu hai cho mấy chị. 5 cây này là 200 ngàn. 5 cây này là 200 ngàn nha. Đỏ với xanh. Có mấy cây à. Cây rất là đẹp cho mấy chị nha. 5 cây 200. Này về mấy chị ghép vô chậu là đẹp. Thông chai đỏ với lại xanh luôn nha. 5 cây này là 200 ngàn ạ. Anh chị nào có chốt combo 5 cây chốt 200 ngàn giùm em nha. Cây đẹp nè mấy chị. Tại vì nó gãy vồi thôi. Em bán cây hàng lá cho mấy chị 40 ngàn cây luôn. Em đi combo á chị Thảo Trần ơi. Nó lấy cho em combo đi. Cho nó dễ đi combo á. Tại chứ cái cây này em nói chị hàng lá nó cũng đã 70 ngàn rồi. Nên là cố gắng đi combo cho mấy chị em bớt được nhiêu bớt chứ. Cây hàng lá cũng là người ta cũng đã bán 70 ngàn rồi. Cây có bông cũng bán mấy chị 70 ngàn. Nên em bớt cho mấy chị 30 ngàn trên một cây là dữ lắm rồi. Nên là lấy cho em một combo. Tại cái này nó bị gãy bông thôi. Nó có hai màu hoa trong đây. Màu đỏ với màu xanh cho mấy chị trong đây đó. Bốn cây này là 200 ngàn nè. Cây nó mướt dữ lắm. Cây nó đẹp mướt dữ lắm. Để như thấy con cho bên P20 nha. Có rồi thôi. Lớn nữa, 800 ngàn một cây. Cái đẹp. Để cái này kêu đây. Chị chưa chấm được chốt được. Không, chị Thẩm Nguyễn có chốt được gì chân. Chưa được gì hết trơn chị Thẩm Nguyễn ơi. Để dưới đây nè. Thôi em offline nha. Em đăng bài có gì tối à. Mấy chị vô coi like nha. Tối mấy chị vô coi like đi. Tối em dọn em sale mấy chị. Em up like nha. Bye bye mấy chị.